Đường Thiên Vân thấy Hạ Tưởng Thân là lãnh đạo, còn không ghét việc tự mình phải giải thích, không khỏi hổ thẹn. Kỳ thật y cũng biết rõ chính sách mà Lôi Trị Học muốn áp dụng cho việc chuyển đổi kinh tế năng lượng, đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, về việc biến số tăng nhanh sau khi Lôi Trị Học gia nhập chính trường, y cũng nghe tin đồn, dựa vào trí tuệ chính trị của Lôi Trị Học, rõ ràng muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi. Chỉ có điều, lãnh đạo rất chiếu cố y vẫn có điều khó nói không thể nói ra, không phải không muốn nói, mà là chưa tới lúc. Có thời gian có thể tiếp xúc nhiều với Trần Hạo, Thiên Vân, cậu có thể liên hệ với Mã Dục, anh ta và Trần Hạo rất thân. Hạ Tưởng chỉ bảo, tin rằng Đường Thiên Vân có thể hiểu ý mình. Đường Thiên Vân khẽ gật đầu, ngầm hiểu rồi mỉm cười. Chiều sau khi tan tầm, Hạ Tưởng từ chối tất cả lời mời, sai Đường Thiên Vân đặt chỗ tại một khách sạn yên tĩnh, hắn muốn mời một người là Phó Tiên Tiên. Đúng vậy, trước khi Phó Bá cử tới thị sát tỉnh Tây, Phó Tiên Tiên âm thầm tới Tấn Dương gặp Hạ Tưởng, ẩn ý đằng sau, không chỉ là mục đích chính trị, còn là vì muốn mở đường cho nhà họ Phó thâm nhập vào ngành công nghiệp năng lượng ở tỉnh Tây. Đồng thời, lại muốn cùng Hạ Tưởng hẹn hò, có thể nói một công đôi việc. Phó Tiên Tiên có lẽ đã quen với cuộc sống không gò bó, khác với vẻ mệt mỏi của hai lần trước đến Tấn Dương trước là, Hạ Tưởng ngồi trong phòng, vừa ngẩng đầu, nhìn Phó Tiên Tiên vừa đẩy cửa vào, cả người dường như phát ra ra ánh hào quang rực rỡ, nhất là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến chùm đèn pha lê trên trần nhà như tối hẳn đi. Phó Tiên Tiên mặc chiếc váy màu tím nhạt, giống như màu tóc mà năm đó cô nhuộm. Tuy nhiên từ khi kiềm chế bớt tính nông nổi, cô đã để màu đen vốn có, không nhuộm tóc thêm lần nào nữa. Chỉ vì Hạ Tưởng vô ý nói, hắn không thích mấy kiểu tóc nhuộm lòe loẹt. Cái eo nhỏ duyên dáng, váy dài che tới đầu gối, tóc dài tới ngang lưng. Phó Tiên Tiên bây giờ, vừa giỏi giang lại tao nhã, không thể so sánh được với hình tượng ma nữ năm đó. Lần này đến Tấn Dương, Phó Tiên Tiên không cần Hạ Tưởng đích thân ra sân bay đón, mà tự mình tới. Dù sao vị trí hiện tại của Hạ Tưởng rất cao, không tiện xuất đầu lộ diện. Thấy Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên cười e lệ. Gần đây không biết làm sao, suốt ngày gặp anh, em sắp chán anh rồi. Hạ Tưởng cũng cười. Nhân vật chính trị, không thể lấy ác ý cá nhân quyết định phương hướng, chúng ta trao đổi là việc lớn, phải vứt bỏ thành kiến cá nhân. Hơn nữa nói thật, tôi cũng không hề thích gặp em chút nào. Anh! Phó Tiên Tiên tức đến phì cười. Đường đường là chủ tịch tỉnh, lại nhỏ mọn như vậy, thật không ngờ. Là người đều có lúc nhỏ mọn, em cũng đừng quá nghiêm khắc với tôi. Hạ Tưởng thản nhiên, đứng dậy giúp Phó Tiên Tiên ngồi xuống. Mời ngồi. Phó Tiên Tiên được Hạ Tưởng ga lăng như thế, làm bộ rất thục nữ nói. Cảm ơn anh. Vừa nói xong, chính mình cũng không kìm nổi cười. Sao chẳng tự nhiên chút nào. Bỗng nhiên lại nghĩ điều gì, đỏ mặt, cúi đầu hỏi thầm. Em bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, lại ngại không tiện hỏi. Không sao, tôi không cười em. Chắc nhé, anh không được phép cười em. Được rồi. Có phải em không biết để ý tới bản thân không, không nhớ lần đầu tiên cho anh là lần nào nữa? Trời, Hạ Tưởng không ngờ Phó Tiên Tiên thân mang trọng trách lại không quan tâm chuyện quốc gia đại sự, không phải chuyện lớn nhà họ Phó, mà là chuyện đàn bà. Nhất thời cũng không theo kịp suy nghĩ của cô, ngây người sửng sốt, ngượng ngùng nói. Anh cũng quên rồi. Phó Tiên Tiên mất hứng. Biết anh sẽ không coi em là gì, cũng không biết lần đầu tiên của bao nhiêu cô gái bị anh cướp mất, anh chính là kẻ xấu xa đệ nhất thiên hạ. Hạ Tưởng hết chỗ nói, nghĩ một lúc nói. Ăn cơm trước đã được không, em mệt mỏi cả quãng đường dài rồi. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Phó Tiên Tiên liếc Hạ Tưởng một cái, sau đó lại nghĩ tới cái gì, vừa cười vừa nói. Phó Tiên Phong nói, anh ấy rất chờ đợi lần hợp tác này, nói là kế hoạch ở tỉnh Tây có thể thành công. Sẽ gây dựng được một giang sơn lớn. Đâu chỉ một chút giang sơn mà thôi, mà là cả một giang sơn rộng lớn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên thảo luận kế sách tiếp theo trong kế hoạch, lại nhắc tới Trần Diễm ở Tấn Dương. Phó Tiên Tiên thấy rất hứng thú với việc của Trần Diễm, có cơ hội nhất định sẽ gặp mặt. Đồng thời, Phó Tiên Tiên còn truyền đạt tới Hạ Tưởng sắp xếp của Phó Tiên Phong trong công tác thị sát của Phó Bá Cử. Sau khi đưa Phó Tiên Tiên về khách sạn, Hạ Tưởng không ở lại. Không phải không muốn, cũng không phải Phó Tiên Tiên không chịu, mà ngày mai là ngày quan trọng, Phó Bá Cử bắt đầu công tác thị sát, hắn không thể có bất kỳ sơ suất nào. Về tới nhà,
lại nhận được điện thoại của Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ. Lãnh đạo, Giang Cương có bất thường. Giang Cương có bất thường. Hạ Tưởng kinh ngạc, nếu như Giang Cương thông minh, trong thời gian phó bá cử thị sát, nên thành thật mới đúng. Bây giờ còn dám manh động, chẳng lẽ là muốn tự tìm rắc rối. Người khác có lẽ phải kính cẩn với người giàu nhất tỉnh Tây, nhưng Hạ Tưởng lại không. Tình hình thế nào? Giang Cương với Giang An vừa làm ầm ĩ một trận, Giang An tức giận bỏ nhà ra ngoài. Giang An trong lúc tức giận, quyết định bán tháo 10% cổ phần trong tay gã. Lãnh đạo, có mua vào hay không? Cơ hội tốt. Hạ Tưởng mắt sáng ngời, mặc dù không dám khẳng định sau lưng đã xảy ra chuyện gì, hay là kế sách của Trần Diệu có hiệu quả rồi, nhưng trong thời gian phó bá cử thị sát, có thể một lần nữa thuận lợi mua đứt cổ 10% cổ phiếu của công ty khai thác mỏ, là một chuyện tốt. Liên hệ với Lý Thấm, theo dõi động tĩnh của Giang Cương mọi lúc, chuẩn bị mua vào. Vâng. Nga Ni Trần hưng phấn, nếu mua vào 10% cổ phần, có thể nắm quyền khống chế công ty An Đạt, ngày tốt có thể chờ đợi. Hôm sau, thời tiết đẹp, công tác thị sát của phó bá cử ở tỉnh Tây cũng được tiến hành. Rất nhiều sự việc nhân việc thị sát lần này, mà diễn ra. Lúc phó bá cử tới Tấn Dương, cũng biểu thị nhà họ phó chính thức bước vào lãnh thổ tỉnh Tây. Bình thường lãnh đạo thị sát, ngoài đường phố sạch sẽ, trải thảm khắp nơi, triệt tiêu trộm cướp, khống chế nhân viên, loại bỏ tất cả những mầm họa, v.v. Một loạt những công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng trước, ai cũng không muốn có chuyện lớn xảy ra trong thời gian lãnh đạo cấp trên đi thị sát. Đừng nói chuyện lớn, đến chuyện nhỏ cũng không được, muốn tất cả đều thuận lợi, để lãnh đạo có ấn tượng tốt đẹp. Vì nghênh tiếp phó bá cử tới thị sát, các công tác phía tỉnh Tây đã chuẩn bị đã hoàn tất, các phân công đều được làm đâu ra đó. Ai phụ trách tiếp đãi, ai phụ trách phía cảnh vệ, ai phụ trách nơi cư trú, ai phụ trách tuyến đường, từ đầu đã phân công rõ ràng. Chính là, chỗ nào có vấn đề, sẽ truy cứu trách nhiệm của người phụ trách mảng đó. Trên dưới tỉnh Tây, giống như địch sắp đánh đến, thị sát của Phó Thủ tướng không phải đơn giản, hơn nữa lại theo chính sách nhà nước mà tới, liên quan tới kế hoạch chuyển đổi kinh tế năng lượng của tỉnh Tây, trong lòng ai cũng rất cẩn thận. Hơn nữa trước đó, tỉnh ủy cũng đã họp hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thị sát lần này của Phó Thủ tướng, yêu cầu đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất hiện nay. Lôi Trị Học là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Tây, lãnh đạo chủ chốt trong 4 vị lãnh đạo, toàn bộ đông đủ, tới sân bay nhiệt liệt nghênh đón Phó Thủ tướng Phó Bá Cử. Khi Phó Bá Cử từ từ bước ra trước cửa cabin, Lôi Trị Học và Hạ Tưởng không hẹn mà đồng thời cùng bước về phía trước một bước, toàn thể thành viên ban lãnh đạo tỉnh ủy nhiệt liệt đón mừng Phó Thủ tướng. Phó Bá Cử vô cùng uy nghiêm, từng bước thong dong xuống máy bay, đến trước mặt Lôi Trị Học, bắt tay ông ta. Đồng chí Lôi Trị Học, vất vả rồi. Lôi Trị Học và Phó Bá Cử cũng không có giao tình gì, hơn nữa tỉnh Tây cũng không phải địa bàn của thế lực gia tộc. Phó Bá Cử đến tỉnh Tây thị sát, ở góc độ người không rõ chuyện mà quan sát, Phó Thủ tướng có thể đến bất kỳ tỉnh nào thị sát, không có gì đáng quan tâm. Nhưng theo góc độ quan trường mà nói, chắc hẳn có bàn tay phía sau. Nói chung, đừng nói Phó Thủ tướng hay là Thủ tướng, cho dù là Tổng Bí Thư, cũng không dễ mà tới thị sát một tỉnh nào đó. Trừ phi là cơ sở phía dưới mình, nếu không cho dù là Thủ tướng trực tiếp thị sát cũng có thể sẽ không thu được kết quả như mong đợi. Phó Bá Cử không hổ là người nhà họ Phó, mánh khóe có điểm tương đồng với Phó Tiên Phong. Ra tay rất trực tiếp, có lúc không ra tay theo lẽ thông thường, có khi lại quá mức trực tiếp và mạnh mẽ. Nhưng cũng đừng nói, nhà họ Phó cũng chỉ dựa vào những thủ đoạn như thế, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí nhất định ở cục diện trong nước. Khi bắt tay Hạ Tưởng, Phó Bá Cử rõ ràng nói nhiều hơn, trước tiên hàn huyên vài câu, sau đó lại thân thiết hỏi Hạ Tưởng ở tỉnh Tây làm việc và sinh hoạt thế nào, còn trịnh trọng truyền đạt tới Hạ Tưởng lời hỏi thăm của Thủ tướng. Lời Phó Bá Cử nói, vốn dĩ không nhất thiết phải nói ra ở sân bay, nhưng ông ta chẳng những nói ra, mà còn cố ý xem trọng Hạ Tưởng mà lơ đi Lôi Trị Học. Hành động của ông ta, khiến Lôi Trị Học phần nào cảm thấy xấu hổ. Vương Hướng Tiền thậm chí còn giận thay cho Lôi Trị Học. Nhân viên toàn thể bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây đều có suy nghĩ, không khỏi băn khoăn về công tác thị sát của Phó Bá Cử. Rốt cuộc ông ta mang tới chỉ là chính sách của nội các chính phủ, hay là ý chung của Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Sau khi lễ nghênh tiếp ở sân bay kết thúc, đoàn xe dần dần lên đường trở về tỉnh ủy. Tới tỉnh ủy, Lôi Trị Học lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ. Trong cuộc họp,
Phó Bá Cử truyền đạt lại những quyết định của nội các chính phủ liên quan đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế tỉnh Tây, chính thức đưa phương châm chính sách xí nghiệp thí điểm của tỉnh Tây nâng tầm thành chính sách mang tầm quốc gia. Phó Bá Cử chỉ ra, nhà nước sẽ trong khoảng thời gian 3 tới 5 năm, từ từ thả lỏng quyền định giá các xí nghiệp khoáng sản, đẩy mạnh theo hướng thị trường, lấy thị trường làm hướng phát triển, để thị trường định giá. Đồng thời theo những hạn định và kinh nghiệm ở tỉnh Tây, dần dần mở rộng mô hình các doanh nghiệp khoáng sản trong nước. Bởi vậy, nhà nước vài chục năm gần đây đều áp dụng chính sách hạn chế tài nguyên than mỏ, tuy rằng quyết định cuối cùng là Thủ tướng, nhưng do hắn đích thân tuyên bố, cũng là sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ. Tên tuổi Phó Bá Cử sẽ mãi đồng hành cùng thành công trong kế hoạch chuyển đổi kinh tế năng lượng ở tỉnh Tây. Sau khi Phó Bá Cử chính trọng tuyên bố xong quyết định của nội các chính phủ, toàn hội trường tiếng vỗ tay vang như sấm, mãi không thôi. Vỗ tay, đa số là phụ họa, đều không phải thực lòng hoan nghênh, Hạ Tưởng biết rõ điều đó. Tình hình ở tỉnh Tây, không phải chỉ đơn giản là nhà nước khống chế giá than đá. Quả thật, chính sách hạn chế tài nguyên của nhà nước, do người nâng giá than đá lên, ép bán than đá cho nhà máy điện, không những phải là loại than tốt nhất, hơn nữa giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Xí nghiệp than không bán cũng phải bán, phải bồi thường tiền, không bán, phải đóng cửa. Nhưng tổn thất bên trong bổ trợ bên ngoài, chỉ cần nâng giá than tiêu thụ lên, cuối cùng giá thành phẩm tăng, vẫn là người dân phải gánh chịu. Bề ngoài, than bán giá thấp cho nhà máy điện, là trợ giúp xây dựng, giảm bớt tình trạng thiếu điện trong nước hiện nay. Nhưng còn một chuyện không thể xem nhẹ là, hiện tại nguồn điện không quá thiếu hụt, hơn nữa giá điện hàng năm đều tăng. Xí nghiệp điện lực kêu thua lỗ nặng, nhưng nhân viên ngành điện lực lại được hưởng mức phúc lợi rất cao, thử hỏi lỗ ở chỗ nào. Điện lực cũng được, dầu mỏ cũng vậy, hàng năm đều nói thua lỗ, như đứa trẻ khóc đòi ăn sữa, tuy nhiên chẳng qua chỉ là vì muốn có càng nhiều biệt thự xa xỉ, siêu xe, phúc lợi cao hơn nhiều lần so với bình quân cả nước mà thôi. Bây giờ còn có ai không rõ chân tướng thua lỗ của các xí nghiệp dầu mỏ, điện lực nữa. Sợ nhất là trong quá trình lọc dầu cho thêm lượng lớn mao đài, khiến cho giá thành dầu thành phẩm tăng mới bị thua lỗ chăng. Cho nên, cơ bản, chính sách hạn chế của nhà nước, dựa vào tổn thất mà khống chế giá thành, lấy giá than thấp để hạ giá điện, bản thân là một nghịch lý. Giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước không phải ở vấn đề thu mua nguyên liệu, mà là ở khâu quản lý còn quá nhiều tham nhũng hủ bại. Cũng là nguyên nhân khiến Trần Hạo Thiên lấy Lĩnh Nam làm nơi thí điểm cải cách chính trị. Không cải cách thể chế chính trị, bộ máy quản lý không hoàn thiện, tham ô hủ bại không bị bài trừ, thì sẽ không thể cung cấp than đá cho nhà máy điện, nhà máy có lúc sẽ bị tổn thất tới đáy. Có khi nào thấy lòng người thỏa mãn đâu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lòng người không đáy, đổ không đầy. Năm đó khi mạng viễn thông China Mobile độc quyền thị trường, bao nhiêu năm thu phí hai bên, chiếm bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Khi xuất hiện mạng liên thông và điện tín, mạng di động ngay lập tức phải cúi mình, phục vụ nhiệt tình, chi phí hợp lý. Nói cho cùng là một chữ, tham. Xí nghiệp và con người đều giống nhau, đều có mặt xấu, không thể chiều chuộng, càng chiều chuộng càng quá đáng. Xí nghiệp nhà nước chính là đứa con của quốc gia, tự cao tự đại, không nghĩ trước sau, ngoại trừ chia tay xin cho vay, gần như không làm được việc gì có ý nghĩa với kinh tế quốc gia, cơ bản là tên hán gian kinh tế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như hãng xe hơi nổi tiếng Tiguan tiến quân vào thị trường Trung Quốc 10 năm nay, không những thành công trong thị phần xe hơi, ngoại trừ đem một chiếc xe so với ông nội còn cũ lại có thể bán được mấy chục nghìn tệ, ngoại trừ đem một chiếc Zeta tân trang lại bán nhan nhản vài chục năm, hai doanh nghiệp nhà nước, chưa từng có thiết kế xe riêng, cũng không nghiên cứu phát triển công nghệ, càng chưa từng đẩy mạnh ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đi sâu vào yêu cầu của người dân, không tích cực giảm giá thành xe. Nói thẳng ra, chỉ là một hình thức khác của hán gian kinh tế, giúp người nước ngoài kiếm tiền, nhân tiện hút chút canh thừa. Mà chân chính muốn giảm giá ô tô và đề xuất mức giá bán khoảng 100.000, là hãng xe Nano, là Buick, là dòng xe Chevrolet. Tỉnh Tây loạn trong giặc ngoài, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ. Ngoài, là chính sách ngăn chặn của nhà nước, trong, là dục vọng không đáy của chủ mỏ than. Dưới sự kết hợp của cả hai, quan thương cấu kết nghiêm trọng đến mức khiến người dân giận sôi. Tỉnh Tây giống như một cái võng khổng lồ phủ trên núi than, trừ phi rời núi than đi, bằng không ai cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề ở tỉnh Tây. Hiện tại,
nội bộ bố cục của Hạ Tưởng đã rời rạc, mà chính sách bên ngoài lại thúc ép, dao đã kề thắt lưng. Như vậy tiếp theo, hắn cần phối hợp với công tác thị sát của Phó Bá Cử, hết sức hồi phục lại núi Than tỉnh Tây. Muốn như Ngô Công rời núi, không tin chuyển không nổi núi đen tỉnh Tây. Khi Phó Bá Cử tổ chức cuộc họp tỉnh ủy, Giang Cương bị chỉ trích nặng nề, dường như chống đỡ không nổi nữa. Giang Cương vừa mới bị đả kích, gần như toàn bộ đều phải chịu sức ép. Đứng trên lập trường là nòng cốt của phe phản đối ở tỉnh Tây, mặc dù đứng trên lập trường cá nhân, Giang Cương cho rằng y không sai, phải bảo vệ lợi ích của chính mình, phải đảm bảo tiếp tục cuộc sống xa hoa ở tỉnh Tây, tiếp tục đem một khối than đen biến thành vàng bỏ vào túi, không để Hạ Tưởng mới tới tỉnh Tây đã cho y một vố, y biết rõ điều, xí nghiệp của y là chướng ngại đầu tiên mà Hạ Tưởng muốn khống chế. Hạ Tưởng có hai sự lựa chọn, hoặc là đá ra, hoặc là mua đứt. Lúc này xem ra, Hạ Tưởng muốn đá y ra, hơn nữa còn dùng cách không được văn minh cho lắm, một chân đá văng. Giang Cương sao có thể ngồi yên chờ chết sao? Nhưng vấn đề là, y dường như không hề ra tay phản đòn. Không phải không đánh trả, mà là không có cơ hội. Đầu tiên là Vương Thắng xoáy nhanh chân, lén báo danh trở thành xí nghiệp đầu tiên làm thí điểm, khiến liên kết giữa các xí nghiệp thân cận ở tỉnh Tây bị phá vỡ. Sau đó, y lại bị mời đến Cục Công an thành phố phối hợp điều tra sự kiện Tang Thiên Lương, sau khi bị thẩm vấn nửa ngày, vẫn không chịu thả y ra. Thân là người giàu nhất tỉnh Tây, đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhân vật có sức ảnh hưởng số một tỉnh Tây, là lần đầu bị đãi ngộ như thế, Giang Cương giận sôi người. Nhưng có tức thêm nữa cũng không đi được, Tiêu Lôi không còn chủ trì công tác ở Cục Công an thành phố nữa, hiện tại Cục Công an thành phố do Thủ Đường quyết định, y và Thủ Đường thật không thể nói chuyện. Lại lần nữa kinh động tỉnh ủy, Vương Hướng Tiền ra mặt gọi điện thoại, Cục Công an thành phố có vẻ tuân lệnh, nhưng lại không thả người, khiến Giang Cương lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực. Bị giam ở Cục Công an thành phố suốt mấy giờ đồng hồ, Giang Cương tức giận, gào thét cũng chẳng ăn thua gì, đối phương nhất quyết không thả người. Rốt cục sau khi Lôi Trị Học hạ lệnh, Giang Cương mới được phóng thích, một bụng tức về nhà, lại thấy Giang An gây sự vô lý, muốn tặng 5% cổ phần cho Lôi Tiểu Minh. Giang Cương thiếu chút nữa tức tới nỗi bệnh tình phát tác, bởi vì Giang An, y đã liên tiếp đưa ra 10% cổ phần, thật sự xem cổ phần của y là thứ không đáng tiền, là do gió thổi tới. Dưới cơn thịnh nộ, Giang Cương cho Giang An một bạt tai, kết quả, đứa con trai yêu quý của y, làm ra việc khiến y hối hận cả đời. Cơ nghiệp lụi bại, chung quy cũng là vì đứa con phá gia chi tử. Cái danh giàu nhất tỉnh Tây của Giang Cương, không phải làn sóng hư danh, cũng đích thực gã ta có xuất thân hàng chục tỷ. Mỏ than An Đạt là một trong những ngành chủ yếu dưới danh của gã, nhưng lại không phải là sản nghiệp kiếm tiền nhiều nhất. Chỗ thông minh của Giang Cương là như thế, dựa vào mỏ than An Đạt để ngụy trang, khiến nhiều người không biết căn nguyên lợi nhuận chủ yếu nhất của gã kỳ thực là ngành điện lực. Không sai, Giang Cương nắm giữ không ít cổ phiếu than đá hoặc công ty điện gió trong tỉnh Tây. Ngành điện lực là ngành quốc kế dân sinh, lợi nhuận ổn định không bị thua lỗ. Muốn nắm giữ cổ phiếu ngành điện lực, không dễ dàng, nhất là quyền cổ đông nội bộ. Giang Cương là Giang Cương, thủ đoạn của gã phi thường, thành công trong âm thầm di chuyển tiền vốn, không đem trứng gà đều để ở trong cùng một cái giỏ. Giang Cương không những nắm giữ cổ phiếu công ty điện lực, lại còn đan xen cổ phần khống chế của một số ngành khác. Người biết tình hình bên trong của gã, đối với ánh mắt đầu tư của gã khen không ngớt lời. Trên thực tế, xuất thân thật sự của Giang Cương còn hơn rất nhiều so với bộ phận công khai bên ngoài. Cái danh giàu nhất tỉnh Tây của gã thực là của gã, tài sản của gã nhiều hơn Vương Thắng Soái xếp thứ 3 5 tỷ nhân dân tệ. Nói cách khác, so sánh giữa Vương Thắng Soái và gã, hoàn toàn không phải là đối thủ cấp số lượng. Nhưng Vương Thắng Soái lại trở thành chiếm được lòng tin, Giang Cương không tránh khỏi cười nhạt đối với vọng tưởng hão huyền của Vương Thắng Soái. Cả tỉnh Tây, ai có thể lấy mất địa vị giàu nhất của gã? Đương nhiên, Giang Cương không biết được là, gã tự cho rằng thủ đoạn ẩn nấp sâu vô cùng, trong mắt một người, lại không có bí mật gì đáng nói, thậm chí rất nhiều người tỉnh Tây không hiểu Giang Cương rốt cuộc chen chân vào bao nhiêu ngành nghề rồi. Nhưng người đó không những biết rõ ràng, còn dường như đem tình hình bên trong của gã xếp thành một bảng biểu, sau đó dựa vào trình tự bảng biểu đó, chuẩn bị tiêu diệt các bộ phận. Nếu để Giang Cương biết bí mật của gã đã bị người khác hoàn toàn phá giải, có lẽ gã sẽ kinh ngạc không biết vì lý do gì. Nhưng bây giờ, gã chỉ là đang tức giận tột đỉnh,
chỉ nuôi dưỡng mà không giáo dục, là sai lầm của bố, Giang An khiến gã quá thất vọng, khiến gã quá đau lòng. Cho dù gã có thoát thân từ cục thành phố là kết quả can thiệp của Lôi Trị Học, nhưng nói đi phải nói lại, gã không cho rằng một cú điện thoại của Lôi Trị Học lại có giá 5% cổ phiếu mỏ than An Đạt. Huống hồ dưới tình hình từng bước ép sát của Hạ Tưởng, Lôi Trị Học lại không ra tay ngăn cản Hạ Tưởng thúc đẩy chuyển hình kinh tế mô hình nguồn năng lượng. Hơn nữa nghe Vương Hướng Tiền nói, Lôi Trị Học cũng muốn ngồi thu lợi của ngư ông, muốn dẫm lên vô số xác ông chủ ngành than để kiếm chắc chiến tích, dễ dàng đội lên vòng sáng gia nhập vào cục chính trị. Nhân vật chính trị đều biết bản lĩnh trở mặt không nhận người, Giang Cương xem như lĩnh giáo rồi. Chính là bởi vì thế, Giang Cương một lòng cho rằng Lôi Tiểu Minh là dâng mạng của Lôi Trị Học, thông qua Giang An đòi cổ phần của Giang Cương. Lôi Trị Học thật dám mở mồm, lòng tham thật là kinh người. Ngày trước gã từng trước sau tặng không ít cổ phần, thêm nhiều đối tác làm ăn, áp dụng phương pháp thôn tính sát nhập, khiến Lôi Trị Học khống chế chí ít 7 mỏ than. Chỉ dựa vào lợi nhuận của 7 mỏ than, dưới một năm chính là con số thiên văn, lại thêm Lôi Trị Học ăn mặc ở do quốc gia lo, không cần tiêu một đồng nào, gã còn muốn thế nào đây? Lòng tham của con người làm sao vẫn không đủ. Giang Cương bây giờ đầu mục nát, bức bách của Hạ Tưởng, áp lực của Lôi Trị Học, thằng con ngốc không chịu thua kém, còn có Vương Thắng Soái như hổ đang rình mồi, lại thêm gã bây giờ thân vùi lấp trong vụ vệ sĩ, có thể nói là tứ bể khốn đốn. Thậm chí Vương Hướng Tiền còn nói, nghe nói, Trương Bình Thiếu đang tính kế nhằm vào một lần hành động lớn với vệ sĩ tư nhân, có khả năng ra đòn mạnh với vệ sĩ tư nhân, mỏ than An Đạt chính là đối tượng đầu tiên đứng mũi chịu sào đả kích. Giang Cương muốn nổi trận lỗi đình rồi, nợ cũ của Giang An bị Hạ Tưởng đánh một trận còn chưa tính sổ rõ ràng, Hạ Tưởng lại muốn kết oán mới với gã. Lẽ nào nói, Hạ Tưởng muốn ép gã đến tuyệt lộ. Sản nghiệp mấy chục tỷ, có thể đấu với chủ tịch tỉnh căn cơ không ổn định sao? Huống hồ còn là quyền chủ tịch tỉnh chưa được đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua. Giang Cương tức giận rồi, nếu như Hạ Tưởng bắt nạt người quá đáng, gã lấy 10 tỷ nện xuống đại biểu Hội đồng Nhân dân, không tin không thể khiến Hạ Tưởng trong đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tháng 3 năm sau rất tuyển. Có gì giỏi chứ, một chủ tịch tỉnh không được tuyển chọn, chính kẻ thất bại trên chính trị. Giang Cương mới quyết định chủ ý muốn đối kháng đến cùng với Hạ Tưởng, gã không có đường lui, làm kẻ thu lợi ích hiện trạng tỉnh Tây, một khi lui thì muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Có một tên Vương Thắng Soái lại hướng với Hạ Tưởng vẫn còn chưa đủ, cho dù chính sách của nội các chính phủ chính thức công bố, cũng là một trang rỗng. Trên có chính sách dưới có đối sách, gã không dừng tay, Hạ Tưởng lẽ nào còn có thể ăn được gã. Ngẫm một chút, Giang Cương gọi cú điện thoại đầu tiên. Chuẩn bị 100 triệu vốn lưu động. Bước đầu tiên, điều động 100 triệu tiền mặt thành lập trung tâm nghiên cứu khai thác than kiểu mới, dựa vào nghiên cứu quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa quy trình khai thác than làm ngụy trang, đưa doanh nghiệp than có tiếng tỉnh Tây tổ chức trong khung sườn của trung tâm nghiên cứu. Gã xuất tiền xuất lực xuất kế hoạch, muốn đem tất cả doanh nghiệp than tỉnh Tây liên hợp lại mà phản đối Hạ Tưởng chuyển hình kinh tế, sức đoàn sách lược tập thể, không tin Hạ Tưởng chỉ có một mình Vương Thắng Soái quy phục, có thể mở toàn bộ giang sơn của ngành than tỉnh Tây. Bước thứ hai, tăng cường hỗ trợ thêm các doanh nghiệp than lớn, hữu tình các nhân thêm mạnh, đan chéo cổ phần khống chế, các nơi tiếp tục thúc đẩy. Giang Cương lại liên tục gọi mấy cú điện thoại nữa, đưa ra các loại điều kiện, muốn thay thế cổ phiếu hoặc mua trực tiếp với các doanh nghiệp than. Tóm lại, gã không yêu cầu cổ phiếu khống chế của công ty khác, chỉ hy vọng trong sự hiểu biết của các doanh nghiệp than đều có một vị trí nhỏ, khi quyết định loại chuyện trọng đại, gã đều có quyền lên tiếng. Bước thứ ba là như, Trần Diễm, tặng 5% cổ phần, nếu như không phải là Giang An càn quấy, gã mới không đồng ý cầm 5% cổ phiếu đến để nhờ Trần Diễm đối phó Hạ Tưởng, Trần Diễm đến bây giờ vẫn chưa đắc thủ, lẽ nào nói không muốn động thủ hay là động thủ rồi lại không động vào được Hạ Tưởng. Không thể được, tiền của gã từ trước tới giờ chưa từng thả trôi trên nước, nếu như Trần Diễm không thể đưa ra bản lĩnh thật sự, sẽ phải phun ra tiền của gã. Tiền của gã rất gai góc, không phải là ai cũng tiêu được, huống hồ Giang Cương có lý do tin rằng, khi Trần Diễm từ trong tay Giang An lừa lấy được 5% cổ phiếu, đã lừa một Giang An còn nhỏ đồng thời tâm hồn đơn giản. Giang Cương nói cây cỏ tinh khiết, Trần Diễm thì nói là ngu dại. Điện thoại của Trần Diễm vừa gọi đã thông, giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, như là chim sơn ca sáng sớm. Tổng Giám đốc Giang, có gì chỉ giáo? Nếu là trước kia,
Giang Cương chưa biết chừng còn đùa với Trần Diễm vài câu, bây giờ gã lửa cháy đến lông mày rồi, một chút tâm tình cũng không có, liền trực tiếp nói. Chỉ giáo thì không có, yêu cầu thì có. Trần Diễm lập tức nghe ra trong giọng nói không tốt của Giang Cương. Tổng Giám đốc Giang không cần lo lắng, trong lòng lo lắng không ăn được đậu phụ nóng, tôi và Hạ Tưởng đã có tiếp xúc sơ bộ. Vâng, có thể lộ ra chút ít hàm xúc, là tiếp xúc đến gần, nhưng tiếp xúc tiêu cực, còn kém một chút trình độ lão luyện. Hạ Tưởng không phải người dễ dàng tin người khác, đối với phụ nữ cũng vậy, hắn thích tiến hành theo chất lượng. Yêu tinh, Giang Cương đối với Trần Diễm vừa đẹp như rượu lại âm thanh như liễu có tâm lý bản năng tiếp xúc, không phải gã ý chí kiên định, mà là gã chịu thiệt thòi vì loại đàn bà này, liền nói. Được, nhưng ý như cô đã nói, đừng trách tôi nói lời khó nghe. Trần Diễm, tiền, cô đã cầm trong tay rồi, nhưng nếu không thực hiện được lời hứa, xin lỗi, khi giả tiền, đoán chừng sẽ thành vay nặng lãi. Tổng Giám đốc Giang quá coi thường người rồi, chỉ cả Tấn Dương có khi nào lỡ tay không? Hay là, tôi diễn một lần trước trên người ngài? Miễn đi, miễn đi. Giang Cương cười ha ha, trong tiếng cười có mấy phần trốn tránh. Vậy tôi đợi tin tức tốt lành của cô, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá. Hạ Tưởng bây giờ từng bước áp sát, tôi đều không có đường lui rồi. Tổng Giám đốc Giang sao lại không có đường lui? Đừng đùa nữa, tôi bên này đắc thủ cũng không phải là chuyện một câu nói, chi bằng chúng ta cùng nhau động thủ, tiến hành đồng bộ, có thể nhìn thấy thu được lợi ích càng nhanh. Trần Diễm đột nhiên tung ra mồi nhử. Giang Cương nghĩ một chút, e sợ là kế, lại sợ bỏ qua cơ hội tốt, liền nói. Nói nghe coi. Kỳ thật Giang An và Lôi Tiểu Minh quan hệ tốt như vậy, nhưng Lôi Tiểu Minh hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới quyết sách của Lôi Trị Học, còn có một điểm. Trần Diễm cố ý dừng lại một chút, kéo lên lòng ham muốn của Giang Cương về sự cố tan nạn mỏ, rằng có mâu thuẫn giữa mạng lưới điện địa phương và mạng lưới điện quốc gia, đều có thể dùng làm đề tài, để bôi đen lên mặt Hạ Tưởng. Đúng rồi, Giang An thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi, nói Trần Diễm là con yêu tinh thật không sai, ý đồ rất xấu. Không hổ thẹn là chỉ cả Tấn Dương, thật có 2 con dao. Không, 9 con dao, dựa vào một ý tưởng tươi đẹp lúc nãy, 5% cổ phiếu đáng giá lắm. Giang An giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, một chút cảm giác thấy trước mắt bầu trời vô tận, tâm tình thoải mái vô cùng, cười ha ha. Tổng Giám đốc Trần Cao Minh. Tôi không Cao Minh, tôi chỉ là một tiểu nữ nhu nhược nhát gan. Trần Diễm cười ha ha, trong tiếng cười có sức quyến rũ nói không thành lời. Trong lòng Giang An nhảy dựng, vội hít sâu mấy hơi. Buông điện thoại của Trần Diễm xuống, gã mới thoải mái không ít, trong lòng mới ngừng nghĩ ngợi lung tung. Tiến hành đồng bộ, đúng, một mặt do Trần Diễm chậm chậm ra tay, một mặt, gã thành lập liên minh phản kháng Hạ Tưởng. Thêm mặt khác, từ tai nạn mỏ than và mâu thuẫn giữa mạng lưới điện địa phương và mạng lưới điện quốc gia, cũng có thể đào một cái hố thật to để Hạ Tưởng nhảy xuống. Nghĩ như thế. Đột nhiên cảm thấy Giang An không có bộ dạng khó ưa như vậy, dù thế nào cũng là con ruột của gã, Giang Cương do dự một lát, vẫn gọi điện cho Giang An. Giang An, như thế này nhé, con và Tiểu Minh cùng đến gặp bố một lại, sự việc đã thương lượng xong rồi. 10% cổ phiếu của con, do con tùy ý xử lý, bố không được nhúng tay vào. Chắc chắn Giang An uống rượu, miệng lưỡi rất lớn. Được, nghe con. Giang Cương lùi sau một bước. Bây giờ gã cảm thấy thằng con cũng không phải chẳng có chỗ nào đúng, ít nhất nó cũng quan hệ mật thiết với Lôi Tiểu Minh. Sau khi kéo Lôi Tiểu Minh xuống nước, Lôi Trị Học không muốn xuống nước cũng phải xuống. Vậy được, con liên hệ với Tiểu Minh, sẽ mau chóng qua đó. Giang Cương cuối cùng tự mỉm cười, Hạ Tưởng bao vây tứ phía với gã, khiến gã tứ bể khốn đốn. Gã cũng không phải là cho không, gã cũng có diệu kế, sắp đột phá vòng vây. Đồng thời trả Hạ Tưởng một niềm vui bất ngờ. Sau khi làm xong thể thao mềm người, Trần Diễm chỉ mặc bikini ở trong phòng, chân trần đi lại, trên mặt đầy mồ hôi, thân thể khỏe đẹp không chút tì vết, hoàn mỹ mà cân xứng. Dường như cô ta nhớ ra chuyện gì, đột nhiên cười. Phó bá cử thị sát, sản nghiệp than đá nhà họ Phó tiến quân tỉnh Tây, Hạ Tưởng thêm vội vàng thu mạng lưới, muốn đem Giang Cương làm điển hình phản diện, Giang Cương liều chết phản kháng. Hưu chết về tay ai? Xin lỗi nhà chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng, ngài và Giang Cương ai thắng ai bại đối với tôi mà nói chẳng quan trọng là, ai có thể vì tôi mà đem đến lợi ích lớn nhất, tôi giúp người đó. Công việc thị sát của phó bá cử, đã sang ngày thứ 2 rồi.
tất cả đều tiến hành bình ổn có trình tự, hành trình ngày thứ nhất đã sắp xếp kín mít, nghênh tiếp ở sân bay, nói chuyện với tỉnh ủy, hội nghị tọa đàm, v.v. VV. Tất cả đều là hội họp liên miên chỉ mang hình thức lướt qua, tuy nhiên cũng không ít nhiều ý nghĩa thực tế. Nhưng trên quan trường chính là xem trọng chương trình và quy củ, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Sau khi công việc thị sát một ngày kết thúc, buổi tối, tỉnh ủy bày yến tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi phó bá cử. Trong mấy vị phó thủ tướng của nội các chính phủ, phó bá cử là vị thích náo nhiệt và phô trương nhất. Lôi Trị Học biết rõ sở thích phó bá cử. Tuy không cần nịnh nót bợ đít phó bá cử, nhưng văn chương sáo rỗng vẫn cần nên làm, liền long trọng mà nhiệt liệt tổ chức yến tiệc hoan nghênh. Phó bá cử quả nhiên rất vui, chỉ là nói một câu mang tính tượng trưng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền lộ vẻ mặt vui mừng mà ngồi nhập bọn. Nhân viên tiếp khách của yến tiệc là quan viên cấp bậc giám đốc sở của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân trở lên. Phó bá cử lúc thì quan uy 10 phần, lúc thì bình dị gần gũi. Tóm lại một buổi yến tiệc hoan nghênh tổ chức vô cùng thành công. Cũng có thể nói, Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ Phó Bá cử đối với công việc thị sát tỉnh Tây, ngày thứ nhất tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Hạ Tường ở lại văn phòng làm việc một lúc, chạm mặt với Lôi Trị Học. Sau khi thảo luận một chút về hành trình ngày mai, mới vội vàng về chỗ ở. Lúc này, đã hơn 10 giờ tối rồi. Mặc kệ muộn thế nào. Hạ Tường đều thích mở máy tính lên mạng nửa tiếng, liên lạc với người quen biết một chút. Nói chuyện phiếm trên mạng có thể kéo gần khoảng cách hơn so với điện thoại, lại còn có thể coi webcam. Có điều hôm này mệt quá, công việc của ngày mai còn nhiều, Hạ Tường chỉ nói đơn giản vài câu, rồi tắt máy tính. Vừa tắt máy tính thì nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Lãnh đạo, Lý Thấm mới đến Tấn Dương. Hạ Tường lắc đầu, kỳ thực Lý Thấm người ở thủ đô. Thì hoàn toàn có thể bình tĩnh chỉ đạo, thúc đẩy tiến hành cả một kế hoạch lớn. Cô ta lại bay đến Tấn Dương, phỏng đoán cũng muốn tự mình trải nghiệm chút hấp dẫn chiến trường hừng hực như lửa. Lý Thấm là một cuồng nhân chiến tranh, đương nhiên là chiến tranh kinh tế. Hạ Tường cũng chẳng có cách nào với cô, tùy cô ta là tốt rồi. Nga Ni Trần là báo cáo hướng đi mới nhất. Giang Cương dự đoán sẽ có một loạt phản kích, theo thông tin có thể dựa vào, gã có thể muốn lập một liên minh. Muốn xuất ra 100 triệu vốn đầu tư vào một trung tâm nghiên cứu. Còn nữa, tôi cho rằng, Trần Diễm đối nhân xử thế không thể tin, không đề nghị hợp tác với cô ta. Hạ Tưởng cười ha ha. Nguyên tắc Trần Diễm thờ phụng là phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, thủ pháp quen dùng là tay không bắt sói trắng, có khi tay không lâu rồi, thường nhìn sai. Tỉnh Tây là tỉnh lớn ngành than, đại bộ phận sói là sói đen, khoác lên một lớp da trắng thì biến thành sói trắng rồi. Nhưng một chút mưa, sẽ lộ ra diện mạo thật luôn. Nga Ni Trần nghe xong, Chủ tịch tỉnh Hạ tin tưởng 10 phần đối với việc nắm trong tay Trần Diễm. Nghĩ ra cũng đúng, Hạ Tưởng từ trước tới giờ không thể vì sự xinh đẹp của đàn bà mà ảnh hưởng đến phán đoán, gã liền an tâm. Vẫn còn có một việc là, tôi vừa mới gặp với Cửu Đường. Cửu Đường là thân tín của Trương Bình Thiếu, tuy sức quyết đoán không đủ, đối với lực nắm trong tay Cục Công an thành phố có giới hạn. Nhưng thắng ở lòng trung thành, tẩy sạch thế lực Tiêu Lôi cùng với nhiệm vụ chỉnh đốn Cục Công an thành phố V.V. thì đều giao đến tay gã trước. Đối phó tập đoàn vệ sĩ tư nhân cùng với đánh vỡ cục diện cấu kết quan thương cùng các loại nhiệm vụ quan trọng khác, tạm thời vẫn không thể giao cho gã, Hạ Tưởng đều có lực lượng có thể mượn dùng. Lần trước sự kiện vệ sĩ tư nhân giúp đỡ Tang Thiên Lương lẩn trốn, thần binh từ trên trời giáng xuống, là đã nói rõ nhiều vấn đề rồi, chẳng qua sự kiện không có mấy người biết. Hạ Tưởng rốt cuộc ở tỉnh Tây có bao nhiêu lực lượng ẩn có thể trợ giúp, cũng là câu đố thiên đại, không đến thời khắc cuối cùng, đáp án vĩnh viễn sẽ không công bố. Cửu Đường bây giờ nắm sơ bộ trong tay cục diện, nhưng mạch nước ngầm phản đối vẫn đang chảy, gã nói sẽ nắm khống chế trong tay. Nhưng đối với hành động đặc biệt sắp triển khai, trong lòng thiếu tự tin. Nga Ni Trần theo Hạ Tưởng đã lâu, không thể tránh phải suy đoán tâm tư của Hạ Tưởng. Cũng tự nhận có thể thấy rõ bố cục của Hạ Tưởng rõ hơn những người bên ngoài. Tôi cho rằng, Cửu Đường không thể trọng dụng, không thể ủy thác tín nhiệm. Bước tiếp theo của hành động hạng đặc biệt, là trận chiến bắn tỉa thanh thế lớn, Cửu Đường thân vẫn luôn chức phó, bây giờ chỉ là thay mặt sử dụng quyền cục trưởng, không phải là cục trưởng thật, càng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, sức lực không đủ cũng hoàn toàn có thể hiểu, Hạ Tưởng nói. Anh chuyển lời, nói có thể sẽ có một mồi lửa châm.
đến lúc đó hành động đặc biệt như nước chảy thành sông rồi. Lại giải thích vài câu, Hạ Tưởng dập điện thoại, xem thời gian, sắp 11 giờ rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Không ngờ vừa mới nằm xuống, điện thoại lại vang lên. Khi sự việc càng nhiều, thường thì điều không ngờ càng nhiều, Hạ Tưởng cầm điện thoại lên nói. Trần Diễm, cô tốt nhất nên có chuyện quan trọng. Trần Diễm nghe giọng điệu không kiên nhẫn của Hạ Tưởng, dường như một chút cũng không sợ Hạ Tưởng. Chủ tịch Tỉnh không cần tức giận, tôi không phải không hiểu chuyện, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Trần Diễm không nói dối, quả nhiên có một trong các chuyện lớn, Giang Cương thúc giục cô mau ra tay với Hạ Tưởng, Giang Cương bị ép bức rồi. Thứ hai, Giang Cương xuất tiền, 100 triệu chuẩn bị thành lập trung tâm nghiên cứu khai thác than tiêu chuẩn hóa, từ chính diện đối kháng với chính sách thí điểm của nội các chính phủ, cũng là đối với chuyển hình kinh tế năng lượng tài nguyên chủ lực của Hạ Tưởng. Thứ ba, Giang Cương có thể sẽ áp dụng thủ đoạn bất chính để tiến hành đánh lén sau lưng hoặc bên cạnh đối với Hạ Tưởng. Trần Diễm quả nhiên không phải là người bình thường, sau khi nói chuyện điện thoại với Giang Cương không lâu, liền sắp xếp lại suy nghĩ, nói thẳng ra giao dịch giữa cô ta và Giang Cương, trong đó điều cuối cùng vẫn là cô ta nhắc nhở Giang Cương, khiến Giang Cương gây ra sự tình ngắm bắn Hạ Tưởng, mặt cô ta cũng không chút xấu hổ mà nói ra, đích thực khiến người khâm phục. Sau khi báo cáo xong toàn bộ sự việc, Trần Diễm mới ngáp một tiếng rõ to. Muốn đi ngủ rồi, phụ nữ không thể đi ngủ quá muộn, làn da dễ bị nhăn nheo, già cả sẽ đến rất nhanh. Chủ tịch Tỉnh đại nhân, đừng phụ lòng tốt của tôi mất sức lực lớn mới có thể moi được cơ mật từ mồm Giang Cương. Còn nữa, nói thêm cho chủ tịch Tỉnh một tin tốt lành, việc Lôi Tiểu Minh đòi cổ phần từ trong tay Giang An, bây giờ đang trong tiến hành thuận lợi. Không có bất chắc, Giang An sớm muộn sẽ đáp ứng. Hay cho một Trần Diễm. Hạ Tưởng cười không lên tiếng, đâm bị thóc chọc bị gạo, nói ngọt sứt như mía lùi, thuận lợi mọi bề, dung mạo thêm trí tuệ, thật là một phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Chả trách ở Tấn Dương như cá gặp nước, hòa trộn để phát triển nhanh chóng, thật là có 3 con đao, không, 9 con đao. Mèo có 9 mạng, Trần Diễm có 9 con đao. Đao giết người vô hình. Đều đang đánh cờ. Đều tự nhận có nắm trong tay đại cục, đều cho rằng bản thân mới là người duy nhất quản lý thế cục, nhưng cuối cùng ai mới con chim hoàng tước cười đến cuối cùng. Chỉ có đến khi lật quân bài chưa lật, mới có thể phân định thắng bại cuối cùng. Trần Diễm, Hạ Tưởng lắc đầu nhẹ, giống hệt tính háo thắng tranh cường của Quý Như Lan, nhưng có lẽ là nguyên nhân xuất thân, có tính cáu kỉnh và tùy hứng như Quý Như Lan, nhưng lại không có sức mạnh và kỹ lưỡng như Quý Như Lan. Nói đến cùng. Một người muốn vĩnh viễn mọi việc đều thuận lợi, thường sẽ có một ngày sẽ rơi xuống mà dẫm lên khoảng không. Ngày thứ hai, dựa theo kế hoạch đã định, Phó Bá Cử muốn đến thăm viếng mấy nhà máy than ở Tấn Dương. Sáng sớm, Lôi Trị Học đã chạm mặt Hạ Tưởng, xác định là đi cùng với nhân viên, sau khi ngoại trừ Tỉnh ủy số 1 và số 2 ra, còn có Phó Chủ tịch Tỉnh Thường vụ Trương Vương đi cùng toàn bộ hành trình đang đợi ở phía trước. Dựa theo sự việc sắp xếp trước. Lại không có sắp xếp Mộc Thành Kiệt đi cùng, khi sắp quyết định danh sách nhân viên đi cùng, thư ký của Phó Bá Cử đột nhiên đề xuất Phó Tổng lý có ý đặc biệt đề cử Mộc Thành Kiệt đi cùng. Phó Thủ tướng điểm danh, Tỉnh ủy phải chứng thực chỉ thị. Lôi Trị Học tuy khó hiểu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ngầm ngầm nhiều lần nhìn Hạ Tưởng, nghi ngờ nghiêm trọng Hạ Tưởng và Phó Bá Cử đang diễn kịch cho gã xem. Dựa vào mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Bá Cử, cùng một ruột trong ngoài phối hợp. Hoàn toàn có thể khiến gã ở vị trí bị động. Trong lòng Lôi Trị Học không vui, đang tốt đẹp thế sao có thể đột nhiên xáo trộn sự sắp xếp. Lại nghĩ, thôi vậy, Mộc Thành Kiệt lại không phải không hiểu quy củ, y đi cùng cũng chẳng sao, tin rằng y sẽ không nói lung tung. Nhưng không biết sao, Lôi Trị Học luôn cảm thấy cuộc thị sát hôm nay, chưa biết chừng sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Hàng ngũ thị sát trùng trùng điệp điệp mà nhắm tới khu khai thác mỏ Thắng Hoa của Vương Thắng Soái. Nếu là doanh nghiệp thí điểm đầu tiên của nội các chính phủ ở tỉnh Tây, Phó Bá Cử chọn trạm dừng chân đầu tiên là khu khai thác mỏ Thắng Hoa, cũng là hợp tình hợp lý. Khai thác mỏ Thắng Hoa lần đầu tiên đón tiếp lãnh đạo nội các chính phủ đến thị sát, răng đèn kết hoa, bố trí rực rỡ hẳn lên. Vương Thắng Soái thu dọn tỉ mỉ, bỗng chốc giống như trẻ ra 10 tuổi, vui vẻ mở cửa nghênh đón đội ngũ thị sát. Khai thác mỏ Thắng Hoa nhận được quang vinh đặc biệt khiến nhiều mỏ than tỉnh Tây khác vô cùng ngưỡng mộ. Vốn dĩ Hạ Tưởng lúc đó ở hội nghị liên minh thuận miệng nói tới, chỉ là cử chỉ thăm dò, không ngờ đã thành sự thật,
vừa nghĩ tới khiến Vương Thắng Soái vô duyên vô cớ được món hời mà không cần biết trước chính sách của nội các chính phủ cuối cùng có thể rơi xuống đúng chỗ thật không, ít nhất thị sát của Phó Tổng Lý có thể khiến khai thác mỏ Thắng Hoa thêm rạng rỡ, cũng có thể khiến Vương Thắng Soái mặt mày rạng rỡ một phen, bao gồm Giang Cương trong đó không ít ông chủ mỏ. Than Tỉnh Tây, trong lòng đều không yên ổn. Sớm đã biết trước, nói gì cũng muốn giành lấy tiên cơ, không thể để Vương Thắng Soái dễ dàng nhặt được một món hời lớn thế. Nhưng hối hận vô dụng, dẫu rằng đã thành sự thật, chỉ có thể than thở đứng nhìn rồi. Thị sát ở khu khai thác mỏ Thắng Hoa, tất cả để thuận lợi, không có xuất hiện điều gì ngoài dự kiến, có thể nói tất đều vui mừng. Phó Bá Cử tại chỗ quyết định, hứa rằng chính sách của nội các chính phủ sẽ rơi đúng chỗ, cũng yêu cầu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây đối với doanh nghiệp thí điểm cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Phó Bá Cử thậm chí nhấn mạnh chỉ ra, việc liên quan đến đại kế trăm năm tỉnh Tây, không thể có chút gì sơ suất. Lập trường của Quốc vụ viện đối với chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng là kiên định. Vì thế, Quốc vụ viện đã đưa ra điều chỉnh trọng đại. Sự thành bại của khai thác mỏ Thắng Hoa, có thể sẽ quan hệ đến chế định chính sách lâu dài của quốc gia, cũng quan hệ đến ngày mai của tỉnh Tây có phải càng tốt đẹp hơn không. Dưới sự phó thác tha thiết của Phó Bá Cử, Vương Thắng Soái được sủng ái đâm lo sợ, liên tục biểu thị nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm Phó Thủ tướng đối với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả sau khi thị sát mỏ than Thắng Hoa, dựa theo hành trình đã định, nên quay về ăn cơm, Phó Bá Cử đột nhiên có ý muốn kỳ lạ, đề xuất đi đến mỏ than An Đạt, lý do khiến nhiều người không nói được lời nào. Nghe nói mỏ than An Đạt có một tiệm cơm không tồi, thường xuyên nghe có món ngon quý hiếm. Tôi ở Bắc Kinh thường nghe người ta nhắc đến, đã đến rồi, không đi xem thật tiếc nuối. Thế nào, ai đưa tôi đi? Phó Bá Cử thoải mái nói, Lôi Chỉ Học nghe thấy trong lòng hỗn độn, trong đầu phút chốc có ý nghĩ chẳng lẽ có mũ gì muốn chụp lên đầu mỏ than An Đạt. Có phải Hạ Tưởng bắt tay với Phó Bá Cử cùng nhau đào cái bẫy? Lôi Chỉ Học trong chốc lát đã hiện lên vô số ý nghĩ trong đầu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cung kính nói. Sự việc vẫn chưa sắp xếp đến thị sát mỏ than An Đạt, dường như không thích hợp lắm. Đột nhiên qua đó, một là không an toàn, hai là vệ sinh cũng là một vấn đề. Phó Bá Cử khoát tay, cười rất sảng khoái. Sợ gì chứ, hòa mình cùng quần chúng nhân dân, cái muốn là tùy lúc đều có thể đi đến trong quần chúng nhân dân, mà không phải là trận thế hoan nghênh có sắp xếp trước, những trò diễn hay được sắp xếp trước. Phải không đồng chí Chỉ Học? Phó Bá Cử lại cố ý nghiêng người hỏi Hạ Tưởng. Đồng chí nói xem, đồng chí Hạ Tưởng. Tinh thần chỉ thị của Phó Thủ tướng rất có ý nghĩa thực tế. Bây giờ lãnh đạo một khi đi thị sát, địa phương liền nói phô trương, lãng phí, đích thực là một hiện tượng không thể bỏ qua. Hạ Tưởng kéo dài ra, thuận thế tiếp lời nói của Phó Bá Cử. Lôi Chỉ Học bây giờ tin rằng Phó Bá Cử đến mỏ than An Đạt nhất định không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là bắn tên có đích. Nhưng Phó Bá Cử là Phó Thủ tướng, gã phản đối cũng vô hiệu, đành chỉ đạo Trần Hạo. Lập tức thông báo cho Giang Cương, để y nghênh tiếp công việc thị sát của Phó Thủ tướng. Phó Bá Cử không ngăn cản việc Lôi Chỉ Học thông báo cho Giang Cương, chỉ là rất độ lượng nói. Đúng rồi, làm ơn chuyên lời với đồng chí Giang Cương, nói tôi đem thêm phiền toái cho đồng chí ấy rồi. Vốn dĩ chỉ là một lời khách sáo, Lôi Chỉ Học nghe thấy bên tai, trong lòng thấp thỏm. Hay cho câu thêm phiền toái một ngữ hai nghĩa, vốn dĩ cho rằng chỉ có Thủ tướng khi công tác thị sát, thường xuyên thích thay đổi sắp xếp hành trình. Hóa ra Phó Bá Cử cũng có sở thích như thế, cuối cùng chịu sự ảnh hưởng của Thủ tướng, hay là y cố ý như thế. Lôi Chỉ Học trước mặt Phó Bá Cử và Hạ Tưởng, cũng không tiện ám thị gì nhiều cho Trần Hạo, cũng không biết Trần Hạo có lĩnh hội được ý tứ của gã hay không. Khi nói điện thoại với Giang Cương, thích hợp ám hiệu chút xem sao. Kỳ thực Trần Hạo có chuyển ám thị của gã đến cho Giang Cương hay không đã không còn quan trọng rồi. Giang Cương lúc này, hưng phấn khó hiểu, tự tin tràn đầy. Cho dù nghe được ám thị của Trần Hạo cũng không để trong lòng. Với trạng thái bây giờ của gã, đừng nói là Phó Bá Cử đến thăm viếng, đến Thủ tướng, Tổng Bí thư đích thân đến, gã chỉ sợ cũng sẽ không xem trọng. Kỳ thực Giang Cương cuối cùng không phải là người trong quan trường, Tổng Bí thư và Thủ tướng thị sát, chắc chắn tất cả làm từng bước, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng khác xa với thân phận lớn của Thủ tướng, Tổng Bí thư đó là, Phó Bá Cử là người nhà họ Phó. Ông ta đáng sợ hơn Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Bởi vì Tổng Bí Thư và Thủ tướng đều không thể tùy tiện ra bài,
phó bá cử lại có thể. Giang Cương sở dĩ bây giờ hưng phấn không hiểu thêm tự tin tràn đầy, chủ yếu là hôm qua nhận được điện thoại của Trần Diễm, lại gặp mặt nói chuyện với Giang An và Tiểu Minh, nói chuyện vô cùng hợp ý. Còn nữa, sáng sớm hôm nay gã đã tiến hành hội nghị bí mật với các ông chủ mỏ than khác phản đối truyền hình, việc gã xuất 100 triệu xây dựng trung tâm nghiên cứu tiêu chuẩn hóa khai thác than, đạt được hưởng ứng tích cực. Có mấy người biểu thị đồng ý xuất tiền xuất lực tại chỗ, một người thể hiện nguyện ý đưa ra 50 triệu tệ, người khác đồng ý đưa ra 10 triệu tệ, còn có hai người cũng đưa ra 20 triệu tệ. Kể từ đó, lại thêm 100 triệu tệ của Giang Cương. Trung tâm nghiên cứu lúc bắt đầu vốn lưu động đạt đến quy mô 200 triệu. Tuyệt đối là trung tâm nghiên cứu quy mô cao tầng, dùng mức lương cao mời các chuyên gia kinh tế, chuyên gia chính sách VVVV, ít nhất cũng muốn làm bài văn vẻ ngoài tươm tất, hiển thị doanh nghiệp than tỉnh Tây tự lực cánh sinh tinh thần hăng hái. Đồng thời, cũng là trực tiếp đánh vào mặt vào chính sách truyền hình kinh tế nguồn năng lượng thúc đẩy chính của Hạ Tưởng, đúng là bắt đầu từ số 0. Hội nghị bí mật triển khai rất thành công. Lại thêm tối qua khi nói chuyện được biết Giang An sớm đã thiết tưởng qua chế tạo tai nạn mỏ than để bôi cho lên mặt Hạ Tưởng, lại còn đã thiết lập xong bước đi đầu tiên, trên cơ bản có thể nói, vấn đề tai nạn mỏ đã sẵn sàng mọi chuyện chỉ thiếu gió đông thôi, gió đông là gì? Gió đông chính là còn chưa quyết định để mỏ của ai gặp chuyện không may. Gây ra tai nạn mỏ, chắc chắn không thể lấy mỏ của mình để thả xuống nước, là hành vi giết địch 1.000 tự thương 800. Lấy mỏ của người khác. Ai cũng không đồng ý, nhưng việc do người làm ra, Giang Cương cùng với Giang An định ra khúc nhạc dạo, tiếp theo do Giang An và Lôi Tiểu Minh phụ trách cụ thể chuyện này, liên lạc Thi Nguyên, xác định tai nạn mỏ là mỏ của nhà nào, mặc kệ là phương thức áp dụng thu mua hay cướp giật, tóm lại một câu, không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Vì hoàn toàn lôi Tiểu Minh xuống nước, làm cho Lôi Chỉ Học không còn đường thối lui, Giang Cương biểu hiện ra một mặt cực kỳ rộng rãi, thân thiết vỗ vai Lôi Tiểu Minh. Tiểu Minh, cháu ở cùng Giang An, cần gì cứ nói, để Giang An sắp xếp, đừng ngại. Còn nữa, có chỗ cần dùng đến tiền, cứ trực tiếp nói ra, đều là bạn bè, giữa bạn bè cần hỗ trợ giúp đỡ. Lôi Tiểu Minh bây giờ không có khái niệm gì với tiền, đối với tình ái thì có, mà tình ái của gã sai khiến gã lấy cổ phần trong tay phụ tử nhà họ Giang, bây giờ trong đầu trong mắt gã chỉ có một mình Trần Diễm. Lời của Trần Diễm là thánh chỉ, có tác dụng hơn so với lời Lôi Chỉ Học. Cảm ơn chú Giang. Lôi Tiểu Minh đã mở mồm với Giang An rồi, lại biểu hiện trước mặt Giang Cương lại lần nữa, chỉ là biểu thị cảm tạ khách khí. Không cần khách sáo, chú coi cháu như người trong nhà rồi. Giang Cương tiếp tục lôi kéo Lôi Tiểu Minh, gã là người già thành tinh, hiển nhiên nắm rõ nhược điểm của Lôi Tiểu Minh. Chú và Trần Diễm cũng có giao tình, cũng coi như hiểu cô ta. Có thời gian chú điểm một chút với cô ta. Chú cũng nhìn thấy, cô ta có thiện cảm với cháu. Lôi Tiểu Minh đỏ mặt, ngại ngùng nói. Chú Giang, cái này, không nói đến chuyện Trần Diễm đi. Giang Cương cười ha ha, nét cười rào rạt khi tất cả nắm vững trong tay hiện lên trên mặt. Tất cả thuận lợi, sự việc từng bước tiến lên, Giang Cương tự nhiên tâm tư ổn định, bỗng chốc từ hoàn cảnh bốn bề vây khốn nhảy sang cảnh thuận buồm xuôi gió. Gã hôm nay đắm chìm trong vui sướng thắng lợi cả ngày, cứ việc chờ thắng lợi còn ở xa chưa đến. Một cú điện thoại bất thình lình đã phá vỡ sự sắp xếp hôm nay của Giang Cương. Gã vốn dĩ dự định ăn cơm trưa với Trần Diễm, không ngờ điện thoại của Trần Hạo gọi đến, nói là phó bá cử muốn đến thị sát mỏ than An Đạt, còn khen không dứt lời đối với nhà ăn của mỏ than An Đạt, bỗng chốc khiến Giang Cương không có phản ứng rốt cuộc là tình huống gì. Trần Hạo kịp thời đánh thức gã. Trước hết không cần đoán dụng ý của Phó Thủ tướng Phó, mau sắp xếp chút chiêu đãi đặc biệt cho sự viếng thăm của Phó Thủ tướng. Tỉnh ủy đã phái lực lượng bảo an rồi, anh nên chỉnh lý một chút. Trưởng Ban Âu cũng lập tức đến rồi, trưởng Ban Âu sẽ cụ thể chỉ đạo công việc tiếp theo nên làm thế nào. Giang Cương vội vàng dập điện thoại, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, vì nghênh đón Phó Thủ tướng, toàn thể huy động, không thể có chút sơ suất, ai có chuyện, khiến người đó về nhà thành kẻ vô dụng. Mỏ than An Đạt ở tỉnh Tây là ngôi sao doanh nghiệp, có thể tiếp đãi nhân vật phó thủ tướng nội các chính phủ, cũng thật là vinh hạnh lớn. Một tiếng sau, cổng mỏ than An Đạt rực rỡ hẳn lên, thảm cũng đã được trải. Khi đợi phó bá cử cùng mọi người xuất hiện tại cửa mỏ than An Đạt, hai bên cửa mỏ than An Đạt, đội ngũ tiếp đón đứng hai bên, tất cả phần tử khả nghi, quần chúng không rõ chân tướng cùng kẻ tâm lý không lành mạnh,
toàn bộ đã bị xử lý sạch khỏi đội hoan nghênh rồi, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ điều gì sai lầm. Phó bá cử vừa xuống xe, bừng bừng hứng thú xem trái xem phải, còn tự tay nhiệt tình bắt tay với Giang Cương, khách khí nói. Ngại quá, đồng chí Giang Cương, tôi là khách không mời, quấy rầy đồng chí rồi. Đâu có đâu có. Giang Cương lần đầu tiên gặp mặt phó bá cử, vốn dĩ cho rằng phó bá cử xuất thân thế lực gia tộc sẽ vô cùng quan uy, thật không ngờ lại bình dị gần gũi như thế, không khỏi được sủng ái mà lo sợ, hai tay nhanh bắt tay với phó bá cử. Hoan nghênh phó thủ tướng thị sát còn không kịp, đây là vinh hạnh của mỏ than An Đạt và tôi thay mặt mỏ than An Đạt nhiệt liệt hoan nghênh phó thủ tướng. Không cần hoan nghênh, cũng không cần bày trận thế. Tôi đến, một là thăm hỏi mọi người, hai là muốn đến ăn một bữa cơm ở mỏ than An Đạt các anh, cho nên nói, tôi không cầu mà đến. Phó bá cử bình dị gần gũi và sự dí dỏm lý thú làm cho mọi người có mặt có ấn tượng tốt đẹp, trong từng đợt tiếng hoan hô vang. Phó bá cử một hàng bước từng bước vào cổng chính mỏ than An Đạt. Trong đoàn người, Hạ Tưởng vẻ mặt cười yếu ớt, vội vàng theo sau Lôi Trị Học. Hắn vừa quét mắt, bỗng nhiên phát hiện trong đoàn người hoan nghênh có một bóng dáng quen thuộc. Cũng là mắt hắn tốt, đổi lại là người bình thường khác tuyệt đối nhận không ra Trần Diễm cải trang cách ăn mặc, không khỏi cười thầm. Hay cho Trần Diễm, ở đâu náo nhiệt ở đó có cô ta? Lẽ nào nói... Cô ta cũng ngửi được chỗ sâu xa mà phó bá cử đột nhiên thị sát mỏ than An Đạt. Cố không để ý tới Trần Diễm rốt cuộc ý ngọc thế nào, Hạ Tưởng theo sát phó bá cử và Lôi Trị Học một mạch tới nhà ăn mỏ than An Đạt, đừng nói, phó bá cử nói đến là đến, còn thật là vì ăn cơm mà đến. Không ít người đều vô cùng khó hiểu, đường đường là phó thủ tướng nội các chính phủ, sơn hào hải vị nào mà chưa nếm qua, lại cứ thích ăn cơm nhà ăn, thật là cổ quái. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ai cũng không dám mở mồm, huống hồ dựa vào cấp bậc của phó bá cử, không gọi là cổ quái, mà gọi là chuyện bỏ quên. Phó bá cử sau khi đến nhà ăn mỏ than An Đạt, lại dưới sự đi cùng của Giang Cương, tham quan một lượt mỏ than An Đạt, vẫn chưa phát biểu thái độ đặc biệt gì đối với mỏ than An Đạt, chỉ là cường điệu khiến Giang An ra sức giúp đỡ chính sách doanh nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, giúp đỡ công việc chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh. Tất cả đều là lời nói khách sáo và kiểu cách văn chương. Mắt nhìn thấy đã một giờ trưa, phó bá cử mới đề xuất cáo từ. Lôi Trị Học lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả thuận lợi, không có xuất hiện bất luận sai lệch gì. Chính là nói, hôm nay phó bá cử đột nhiên đề xuất đến mỏ than An Đạt thị sát, có thật là ý nghĩ nông nổi. Đoàn của phó bá cử một hàng ra khỏi cổng mỏ than An Đạt, khi đang chuẩn bị lên xe rời đi. Từ xa truyền đến một tiếng khóc kinh thiên động địa. Đúng vậy, tiếng khóc bi thương mà tuyệt vọng, âm thanh như sét đánh, có bao nhiêu oan khuất và oan khuất sâu như biển mới có thể phát ra tiếng trong lòng như thế. Lôi Trị Học mặt biến sắc. Giang Cương vẻ mặt biến sắc. Hạ Tưởng vẻ mặt cũng biến sắc. Đang lúc nhân viên cảnh vệ nhanh chóng từ xa chạy tới, khi xử lý tình huống đột xuất, phó bá cử lên tiếng. Thời xưa có dân chúng bên đường kêu oan. Bây giờ dân chúng khóc động trời, đi, Trị Học, Hạ Tưởng, cùng đi xem sao, xem nhân dân có gì oan khuất, nếu đã gặp phải, thì qua đó hỏi xem sao. Sắc mặt Lôi Trị Học rất xấu, rất là bất mãn chừng mắt nhìn Âu Khắc Nhân. Âu Khắc Nhân thân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vốn không nên phụ trách công tác đường lối và cảnh vệ, nhưng lúc ấy phó bá cử đột nhiên đề xuất đến mỏ khai thác An Đạt, Lôi Trị Học chỉ có thể thu xếp tất cả. Vốn tưởng rằng một khi Âu Khắc Nhân ra mặt, mọi chuyện đều có thể thu xếp thỏa đáng, không hề nghĩ lúc mọi chuyện sắp chấm dứt lại xảy ra sai lầm, khiến Lôi Trị Học vô cùng căm tức. Cho dù là oan khuất gì, làm sao có thể ngăn phó thủ tướng để kêu oan, chuyện Bao Thanh Thiên ngày xưa là người thật việc thật sao? Đó là hát kịch có được hay không? Âu Khắc Nhân bất đắc dĩ trách cứ Lôi Trị Học, ông ta chỉ đến truyền lời, công tác đường lối và cảnh vệ không tới phiên ông ta chen vào nói. Đều có văn phòng nội các chính phủ và sở công an tỉnh phụ trách, ông ta chỉ có thể ở giữa phối hợp. Quả thật mọi chuyện đều đã suy xét chu đáo, ai có thể nghĩ đến nửa đường lại xuất hiện chuyện chặn đường kêu oan, có khác nào đời thực trùng với hát kịch. Hiện tại không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, Lôi Trị Học cũng biết việc quan trọng nhất lúc này chính là ngăn phó bá cử lại. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thủ tướng đi nước ngoài, gặp được người gửi đơn hay chạy đến kêu oan, bình thường đều làm như không thấy. Không phải không quan tâm khó khăn của dân chúng, mà là không muốn làm địa phương khó chịu,
dù sao mỗi một địa phương đều có một cái khó riêng, thân là người lãnh đạo quốc gia, chỉ phụ trách chỉ đạo phương hướng là được, không có khả năng đích thân hỏi chuyện xảy ra ven đường. Nhưng phó bá cử cố tình không làm như lẽ thường, chẳng những đặc biệt có hứng thú với việc dân chúng kêu oan, hơn nữa căn bản không để cho Lôi Trị Học có cơ hội nói chuyện, sải bước, bước đến trước mặt đám người bên ngoài. Cách hơn 100 mét, có một ông lão tóc hoa râm, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, quỳ rạp xuống trong bụi bẩm, còng người xuống đến thắt lưng, đằng sau vẻ mặt bi thương cùng với nét già nua, chính là ý chí sắt đá, cũng khó tránh được nước mắt thông cảm. Phía sau ông lão có một tờ biểu ngữ giấy trắng mực đen, nhìn thấy bốn chữ to, oan sâu như biển. Phó bá cử bước cực nhanh, Lôi Trị Học theo không kịp. Ba bước cũng thành hai bước, phó bá cử đi tới trước mặt ông lão nâng ông lão dậy đầy xúc động nói. Ông lão, bây giờ không cần dập đầu, ông có oan tình gì, cứ nói với tôi thay ông giải quyết. Ông lão vừa nghe, đầu gối vừa được nâng lên lại muốn quỳ xuống, phó bá cử bỗng nhiên nổi giận sai người nâng ông lão dậy, hướng đến đám người xung quanh lớn tiếng nói. Nhìn thấy có người chặn đường kêu oan, nhìn thấy dân chúng khóc trời khóc đất, tôi rất khó chịu. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, thì ai phải như thế? Các đồng chí, phải vỗ ngực hỏi chính mình một câu, có phải làm không tốt mà dân chúng có oan ức mà không có chỗ kêu hay không? Lôi Trị Học không chống đỡ gì, nhìn về phía Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng xấu hổ hơi cúi đầu, thành khẩn nhận phê bình của phó bá cử, ông ta thầm nghĩ, giả vờ như hắn cũng biết gì vậy, ai chẳng biết trò hay trước mặt là hắn an bài sau lưng. Nhưng cho dù Lôi Trị Học đoán như thế nào, ông ta cũng sẽ không chỉ trích Hạ Tưởng lấy một câu trong trường hợp này. Nếu nói ra, chính là một sai lầm chính trị nghiêm trọng. Phó bá cử ngồi xổm trước mặt ông lão, kiên nhẫn 10 phần nghe ông lão kể chuyện oan khuất của ông ta trong nước mũi nước mắt, lúc vụ án Lý Hướng Văn đang dần dần nổi lên thành phong trào ở Tấn Dương, Hạ Tưởng sắp mượn cơ hội mở ra cửa chính của vụ án Tấn Dương quan thương cấu kết, rốt cục trong tiếng lão Lý khóc lóc kể lể, đã vào thẳng tai Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ Phó Bá Cử. Không chỉ có oan khuất của Lý Hướng Văn trong tiếng khóc lóc kể lể của lão Lý, mà còn truyền đến tai từng người một trong đó có Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ, có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh cùng với phần lớn lãnh đạo tỉnh ủy. Còn có một bộ phận lãnh đạo Thành ủy Tấn Dương đã nghe lão Lý nói đứt quãng về việc Tang Thiên Lương cấu kết với địch quốc công, nâng cao giá trị của Lý Hướng Văn. Hơn 4 vạn của cải tài sản đã bị bán lấy tiền mặt, chỉ bán qua lại cho nhau được hàng triệu, hơn nữa còn làm trung gian kiếm lời cho vào túi tiền riêng. Trong quá trình diễn ra toàn bộ sự kiện, Tiêu Lôi hoàn toàn biết rõ sự tình, nhưng vẫn để bạt địch quốc công. Mà sau khi Tang Thiên Lương gặp chuyện không may, địch quốc công lẩn trốn ngay trước mắt Tiêu Lôi, chẳng biết đi đâu. Lão Lý thậm chí còn nới với phó bá cử về việc trong lúc Tang Thiên Lương bị ủy ban kỷ luật bắt giam, có người phái vệ sĩ cá nhân trợ giúp Tang Thiên Lương chạy trốn. Theo lời lão Lý thuật lại, Lôi Trị Học sắc mặt tái mét như ma dọa người. Hiện tại tuy đã rõ ràng là lão Lý bị người ta sai khiến, cố tình chờ phó bá cử. Mà phó bá cử sở dĩ đi thị sát mỏ khai thác An Đạt, mượn chuyện của lão Lý làm cơ hội để dừng chân, bước tiếp theo sẽ khai đao với hiện tượng sử dụng lực lượng vệ sĩ cá nhân. Vừa rồi Khả Liên Giang mời phó bá cử ăn cơm, kết quả đã trở thành phản diện điển hình đối với phó bá cử. Sắc mặt của Hạ Tưởng cũng không tốt, dường như trước tình huống bất ngờ này cũng chưa chuẩn bị tâm lý, hắn còn thì thầm vài câu với Mộc Thành Kiệt. Vẻ mặt Mộc Thành Kiệt cũng sợ hãi và uể oải, làm sở trưởng ở sở công an tỉnh, ông ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm không làm tròn bổn phận. Sắc mặt khó coi nhất chính là Giang Cương vừa mới cao hứng phấn chấn, trong nháy mắt sắc mặt đã đổi thành màu gan lợn, đứng bên ngoài, thân mình hơi hơi run, mới biết ông ta bị người ta đào hố, không phải hố nhỏ, mà là hố to. Hiện tại, tên của ông ta phải tới thẳng Trung ương, trời biết Phó Thủ tướng sẽ thông báo sự tình hôm nay như thế nào, nhất là vấn đề lực lượng vệ sĩ cá nhân. Nếu chẳng may nâng cao quan điểm định tính là vũ trang phi pháp, thủ tiêu vẫn là việc nhỏ. Truy cứu trách nhiệm, một chủ mỏ than tỉnh Tây không nghe lời chạy cũng không được. Độc, chiêu thức này thật sự độc, chẳng khác nào mỗi một chủ mỏ than đều bị đeo vòng kim cô trên đầu, khi nào Hạ Tưởng niệm chú, tập thể chủ mỏ than sẽ bị đau đầu. Nếu nói phó bá cử đi thị sát tỉnh Tây, lấy phương châm mở đầu bằng chính sách, công tác thị sát như vậy cuối cùng cũng là lấy nỗi oan của một ông lão mà kết thúc. Có thể nói, kết thúc thật sự gấp gáp. Dường như phó bá cử lần này đến tỉnh Tây thị sát cũng không đạt được hiệu quả mong muốn.
Nhưng tất cả mọi người đều rõ, phó bá cử chẳng những đạt được hiệu quả mong muốn, mà còn thu hoạch khá phong phú. Sự việc chính trị, không thể thấy lớn mà không thấy nhỏ, chỉ có đạt được nhỏ mà ngộ ra chính trị lớn mới có thể đứng ở thế bất bại trong quan trường. Sau khi trở lại tỉnh ủy, phó bá cử không nhắc lại một câu về sự việc của lão Lý, chỉ mời họp hội nghị ngắn gọn ở tỉnh ủy, thông báo lại ý của Trung ương, trưng cầu ý kiến của Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, sau khi hai người đồng ý, sắp xếp nhân viên hộ tống lão Lý và ông ta về Bắc Kinh. Phó bá cử thu xếp cho lão Lý đi Bắc Kinh, hành động này chẳng những làm chấn kinh Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, mà còn làm lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tây khó hiểu và bàn luận xôn xao. Cho dù lý do của phó bá cử rất đầy đủ, nói là nhà họ Phó tình nguyện cho lão Lý một công việc, giúp lão Lý dưỡng lão, nhưng thân đường đường là phó thủ tướng, hành động như thế, vẫn làm người ta khó hiểu. Có người khó hiểu, có người cũng như có mũi nhọn ở lưng. Phó bá cử đâu phải vì thu xếp công việc cho lão Lý, căn bản là lấy lão Lý làm quả lựu đạn bùng nổ đúng giờ, cảnh cáo một số người trách nhiệm làm việc còn nhỏ. Lão Lý ở Bắc Kinh, không chừng sẽ khiến lãnh đạo Trung ương biết oan ức của Lý Hướng Văn. Nếu chẳng may xuất phát từ tuyên truyền cần phải tạo một điển hình mà nói thì không chừng vụ án Lý Hướng Văn sẽ liên lụy đến những nhân vật rất lớn. Chẳng khác nào phó bá cử nắm đằng chui một số nhân vật ở tỉnh Tây. Đường đường là phó thủ tướng nội các chính phủ, chủ lực nhà họ phó, phó bá cử không thực hiện quy củ quan trường như thế, làm người ta cứng họng, khiến cho không ít lãnh đạo tỉnh Tây thiếu hiểu biết về nhà họ phó khiếp sợ một cách khó hiểu. Đồng thời lại thật sự không thể lý giải thủ pháp gần như vô lại của phó bá cử. Nhưng nhà họ phó chính là nhà họ phó, từ phó thủ tướng phó bá cử, cho tới chủ tịch tỉnh phó tiên phong, cho tới bây giờ đều vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng sẽ không để ý người khác bình luận và chỉ trích. Sau khi công tác thị sát của phó bá cử kết thúc, tỉnh ủy tỉnh Tây mới bắt đầu loạn cả đoàn, rất nhiều công việc giải quyết hậu quả cần lập tức lên chương trình. Cho dù phó bá cử không phát biểu quan điểm về vụ án Lý Hướng Văn, nhưng ông ta dùng hành động thực tế để thể hiện ông ta kiên định lập trường tham gia vào vụ án Lý Hướng Văn. Dựa theo tiến trình bình thường, vụ án Lý Hướng Văn ít nhất phải 1,5 năm nữa mới có thể đi vào tầm mắt lãnh đạo tỉnh, hoặc là không đủ cấp bậc để được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận. Nhưng lão Lý vừa khóc vừa quỳ ai oán, hơn nữa phó bá cử hành động ngoài dự đoán của mọi người, khiến cán bộ cao thấp tỉnh ủy tỉnh Tây lập tức khẩn trương. Vô số tin tức từ khắp nơi tập hợp về đây, dừng ở trên bàn Lôi Trị Học và Hạ Tưởng. Sau khi phó bá cử vừa mới đi khỏi, liền khẩn cấp mời họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trương Hậu Thiếu ở hội nghị thường vụ báo cáo tỉ mỉ lên tỉnh ủy về vụ án Lý Hướng Văn, lại còn cường điệu một chút ảnh hưởng quan trọng của phó bá cử trong việc thúc đẩy tiến trình vụ án. Nếu không, không phải đề tài thảo luận gì cũng có thể được hội nghị thường vụ tỉnh ủy tiến hành thảo luận. Vụ án Lý Hướng Văn, cuối cùng nhân vật đứng đằng sau khéo léo nhúng tay vào thúc đẩy, lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy. Tang Thiên Lương là hung thủ giết người, Địch Quốc Công là kẻ đứng đằng sau, Tiêu Lôi là cảm kích mà không báo, và bao che Địch Quốc Công. Đồng thời, trong lúc Tang Thiên Lương bị bắt giam, lực lượng vệ sĩ cá nhân có ý đồ trợ giúp Tang Thiên Lương chạy trốn, mà lực lượng vệ sĩ cá nhân là người của Giang Cương, một loạt sự thật ghê người xảy ra trước mặt toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy. Làm tất cả mọi người chấn kinh. Lôi Trị Học không chỉ khiếp sợ, mà còn tức giận. Hạ Tưởng cũng vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn đập bàn. Chuyện gì vậy, hệ thống công an bại hoại như vậy, là sỉ nhục hệ thống công an tỉnh Tây. Tôi đề nghị, hệ thống công an tỉnh Tây từ đuôi đến đầu khai triển một lần chỉnh đốn tác phong hành động công tác, kỷ luật nghiêm túc, tự kiểm tra tự sửa chữa. Mục Thành Kiệt vô cùng đau lòng khi là người đầu tiên thừa nhận sai lầm của Sở Công an tỉnh ở vụ án Lý Hướng Văn, sau lại vạch ra, công tác giữa Sở Công an tỉnh và Cục Công an thành phố không được hòa hợp, sau này sẽ chú ý phương pháp công tác, cuối cùng đưa ra đề nghị. Tôi đề nghị với hội nghị thường vụ, lập tức đình chỉ toàn diện công tác của đồng chí Tiêu Lôi, và tra rõ các vấn đề khác của đồng chí Tiêu Lôi. Nếu như bình thường, Lôi Trị Học, Phương Hướng Tiền cùng với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Hậu Hành và trưởng ban tổ chức cán bộ Mao Thân Văn nhất định sẽ phản đối bắt Tiêu Lôi. Tiêu Lôi là trợ lực lớn nhất của Vương Hướng Tiền ở thành ủy Tấn Dương, Tiêu Lôi bị bắt, sức ảnh hưởng của Vương Hướng Tiền ở thành ủy Tấn Dương sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hôm nay, lại không một ai lên tiếng phản đối đề nghị của Mộc Thành Kiệt, bởi vậy, vụ án Lý Hướng Văn lên men thành công. Từ Tang Thiên Lương mở đầu, đến Địch Quốc Công châm lửa, cuối cùng làm một gã ủy viên thường vụ thành ủy ngã ngựa thành công.
Nhưng mà, trên đây chỉ là đợt sóng xung kích thứ nhất của công tác thị sát của phó bá cử. Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ và đau đầu, không nghĩ, Hạ Tưởng quả đúng là đã động đến điểm mấu chốt của ông ta. Có lẽ là Lôi Trị Học sơ suất, có lẽ là Lôi Trị Học do chịu đả kích mà nhất thời não ngắn đi. Trong cuộc họp thường ủy không đề cập hôm nay vì sao lão Lý đột nhiên xuất hiện, khiến cho Mộc Thành Kiệt tạm thời tránh được chỗ khó khăn. Nếu không, dù thế nào cũng không chịu nhường nhịn Mộc Thành Kiệt trước mặt mọi người. Hội nghị thường vụ này cũng không phải vô cùng quan trọng trong lịch sử tỉnh Tây, không ai ý thức được, hội nghị thường vụ lần này quyết định vận mệnh của Tiêu Lôi, bị nhà sử học đời sau gọi là bước ngoặt của thế cục tỉnh Tây. Từ nay về sau, lực lượng tỉnh ủy dần dần nghiêng về phía Hạ Tưởng, và đặt Hạ Tưởng ở vị trí thắng lợi trong tỉnh Tây. Thậm chí có nhà sử học nói hội nghị lần này vì có Hạ Tưởng ở tỉnh Tây mà gió đông thổi bạt gió Tây. Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng không lạc quan như vậy, tuy rằng hắn cũng tán thành hội nghị thường vụ lần này là lần đầu thắng lợi đại cục, nhưng không thừa nhận sự tình từ nay về sau sẽ vô cùng thuận lợi. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của Hạ Tưởng, mỗi một tập đoàn vừa được ích lợi không muốn rời khỏi sân khấu lịch sử, lực lượng ảo đến vô cùng kinh người. Nhưng phải thừa nhận, sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này, người theo Hạ Tưởng ở trung tầng tỉnh ủy, rõ ràng nhiều lên. Hạ Tưởng đối với việc này cũng không để bụng, hắn chỉ vừa lòng một chút là, Trương Bình Thiếu đã trưởng thành nhanh chóng, so với trước kia đã quyết đoán sát phạt hơn. Sau khi thành công vụ Tiêu Lôi, thế lực ở hội nghị thường vụ thành ủy đã tăng mạnh. Bước tiếp theo, có Sở Công an tỉnh trợ giúp, tin rằng việc tiến thêm một bước tẩy trừ nhằm vào Cục Công an thành phố cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Và sau khi Cửu Đường thực sự nắm lực lượng Cục Công an thành phố trong tay, chính là lúc xuất ra một cú đấm mạnh. Tuy nhiên, Trương Bình Thiếu muốn hoàn toàn nắm Cục Công an thành phố trong tay, còn cần một thời gian, Hạ Tưởng không chờ được. Hơn nữa có lý do để tin tưởng, mới nhậm chức bí thư đảng ủy Công an thành ủy, ứng cử viên Cục trưởng Cục Công an, Lôi Trị Học khẳng định còn có thể bổ nhiệm người một nhà. May thay, Hạ Tưởng còn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, chỉ chờ thời cơ chín muồi là lập tức tung ra. Giang Cương rất chán nản. Chán nản là vì hai nguyên nhân, một là lão Lý làm ông ta rất mất mặt, chẳng những mất mặt, còn để lại tai họa ngầm. Tâm trạng vui vẻ của Giang Cương lúc trước biến mất sạch, đến thật lâu sau khi phó bá cử đi rồi, ông ta mới tỉnh ngộ. Hôm nay phó thủ tướng phó bá cử đến thị sát mỏ khai thác An Đạt, cũng không phải là cất nhắc ông ta, mà là muốn đào hầm chôn ông ta mà đến đây. Quả thực, Giang Cương tức giận đến muốn chửi một câu thô tục, nhưng chung quy lại không dám nói ra. Nhưng mà, còn có chuyện càng làm cho ông ta nghẹn họng nhìn chân chối là sau khi phó bá cử bay khỏi Tấn Dương chưa đến nửa giờ, ông ta nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, đối phương cũng không khách khí mà đề nghị một giao dịch, phải chia 5% cổ phần mỏ khai thác An Đạt cho gã, thì ông ta sẽ nhận được là, sự việc lão Lý, Tiêu Lôi sẽ kết thúc. Giang Cương cuối cùng cũng chửi tục, trước kia nghe nói nhà họ phó ra tay rất không có quy củ, hiện tại xem như đã được lĩnh hội, hoàn toàn là ngang ngược làm bừa. Sự kiện lão Lý phát sinh ở cửa mỏ khai thác An Đạt, nếu muốn vô lễ mà truy cứu trách nhiệm, ông ta cũng khó chối được sai lầm này. Quan trọng chính là, lão Lý khóc lóc kể lể ở hiện trường, nhắc tới lực lượng vệ sĩ cá nhân trợ giúp Tang Thiên Lương chạy trốn. Ngay từ đầu Giang Cương đã cảm thấy là có người vu cáo hãm hại ông ta. Căn bản ông ta không phái người đi nghĩ cách cứu viện Tang Thiên Lương, ông ta làm sao lại không có trí tuệ chính trị như vậy. Sau đó mới biết, thật đúng là không phải bị tạt nước bẩn vào người đi đúng là người của ông ta, chính là Giang An phái đi. Là cái chuyện khỉ gì thế nhỉ? Sau khi Giang Cương biết chân tướng, thiếu chút nữa tức giận ói máu. Giang An ăn chơi đàn điếm cũng được thôi, tiền tiêu còn có thể kiếm, nhưng sơ hở chính là chuyện liên quan đến mạng người. Lực lượng vệ sĩ cá nhân tìm cách cứu viện bị cán bộ ủy ban kỷ luật bắt giam, thảo luận kín, là việc dùng lực lượng vệ sĩ cá nhân có tính chất phạm tội. Thảo luận lớn hơn, định tội phản quốc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên hiện tại là thời kỳ hòa bình, rất ít có tội phản quốc nhưng Giang Cương hiểu rõ trong lòng, sự kiện lực lượng cá nhân chính là treo trên đỉnh đầu ông ta một cây kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống đầu ông ta. Hơn nữa phó bá cử còn đưa lão Lý đi. Giang Cương cảm thấy mình giống người bị đặt trong lò nướng, ai cũng muốn chém một đao. Cho dù trong lòng có máu chảy, trên người có mồ hôi chảy, sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Giang Cương cắn răng một cái,
gọi vào dãy số đối phương vừa gọi. Được, tôi đồng ý. Đối phương cười ha hả. Tổng Giám đốc Giang, về sau một ngày nào đó, ông sẽ vì quyết định hôm nay của mình mà cảm thấy vui mừng, hợp tác vui vẻ. Một câu, cảm ơn, mà vô cùng giá trị, Giang Cương hơi nghẹn trong lồng ngực, thiếu chút nữa thốt lời chửi người, đúng là vẫn nhịn xuống, không đành lòng, để điểm yếu bị người ta nắm bắt. Huống chi đối phương là nhà họ Phó khổng lồ, sáng tối hai bút cùng vẽ, dù bất tử ông ta cũng có thể chết. Muốn để Địch Quốc Công giết chết Lý Hướng Văn, hiện giờ nhà họ Phó lại chơi xấu, gió nước thay phiên vần vũ. Tuy nhiên điều mà Giang Cương rất không thoải mái trong lòng chính là, cũng không phải ông ta hại chết Lý Hướng Văn, cho dù thực sự như lời báo lại, tại sao lại liên lụy đến ông ta. Nếu Giang Cương đáp ứng đối phương, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, lập tức chỉ thị cho nhân viên tiếp xúc với đối phương, làm tốt việc chuyển nhượng cổ phần. Giang Cương chuyển tài khoản, từ Bắc Kinh vì cứu Giang An mà làm, đầu tiên là chia 5% Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam chuyển 5% tới tay Nga Ni Trần. Giang Cương lúc này cũng không biết được sau đó lại là do Giang An cổ động, lại xuất ra 5% tặng Trần Diễm. Mà khi vừa mới phát sinh sóng gió bên trong, đại khái 10% đã bị một thế lực không rõ ràng thu mua, sau ông ta bị xúi dục, cuối cùng lại thành công thu về 5%, nói đúng ra, hiện nay đã có 15% cổ phần chảy về tay thế lực không biết tên. Hiện nay nhà họ Phó lại tay không bắt giặc lấy đi 5%, tương đương là mất đi quyền khống chế, sở hữu 20% cổ phần. May mắn, 20% cổ phần không ở trong tay cùng một người, nếu không, ghế ban giám đốc mỏ khai thác An Đạt sẽ bị sắp xếp lại một lần nữa. Giang Cương âm thầm lau mồ hôi lạnh, ông ta cực khổ lập nên cơ nghiệp, thiếu chút nữa phải thay chủ khác, dù là ai cũng sẽ khó chịu. Hiện cổ phần ở trong tay ông ta đã bị pha loãng tới 40%, nếu 20% cổ phần có thể bị một người nắm trong tay, sẽ trở thành đại cổ đông lớn thứ hai trong ban giám đốc, đe dọa địa vị đại cổ đông thứ nhất của ông ta. Mà cổ phần trong tay Giang An cũng chỉ hơn 10% một chút. Cho dù Giang Cương cũng hoài nghi có người ở phía sau màn thúc đẩy, muốn nắm trong tay mỏ khai thác An Đạt, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nguy cơ cũng không lớn như vậy. Hơn nữa ông ta cũng không cho rằng 20% cổ phần thực sẽ bị một người nắm trong tay, ít nhất không có 5% của Trần Diễm và 5% liên kết với nhà họ Phó. Theo dòng suy nghĩ, lại càng thấy đau, Giang Cương lại lần nữa lạc tới bước tiếp theo thế cục phía trên. Sau khi chính sách được đưa ra, Vương Thắng Xuất sẽ như cá gặp nước, hơn nữa có chính phủ tỉnh ủy đỡ, nếu mỏ khai thác Thắng Hoa hoàn toàn thúc đẩy thị trường, nói không chừng có thể thừa cơ nổi lên, trở thành mỏ than đá đứng đầu tỉnh Tây. Làm sao bây giờ, không thế nào xử lý, liên kết với doanh nghiệp than đá khác, bao vây tiễu trừ Vương Thắng Xuất. Đồng thời, tiến hành nhanh hơn kế hoạch trực tiếp bôi đen Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng thất bại tại tỉnh Tây, giống Tôn Tập Dân thất bại ở tỉnh Yến năm đó. Giang Cương vừa mới gọi vài cuộc điện thoại thu xếp bước hành động tiếp theo, lại nhận được một tin tức làm ông ta chấn kinh tại chỗ. Số phần trăm cổ phần ông ta vừa chi ra, lại bị một nhân vật thần bí thu mua toàn bộ. Nếu điều trên đây còn không tính là điều khiến ông ta đau lòng, thì tin tức truyền đến sau đó khiến ông ta rốt cục đứng ngồi không yên, 10% cổ phần trong tay Giang An đã bị chuyển nhượng toàn bộ. Giang Cương quá sợ hãi, 20% và 10%. Là 35% cổ phần nếu rơi vào tay cùng một thế lực, thì mỏ khai thác An Đạt đang gặp phải nguy cơ nghiêm trọng. Còn chưa tạo cạm bẫy cho Hạ Tưởng, cũng đã khó bảo toàn thân mình, Giang Cương suýt nữa té xỉu. Một loạt biến cố phát sinh cực nhanh, khiến Giang Cương khó có thể chịu đựng. Giang Cương giận dữ, gọi điện thoại cho Giang An, tắt máy. Lại gọi điện thoại đến chỗ ở của Giang An, không ai nghe máy. Trong tình thế cấp bách, liên hệ Lôi Tiểu Minh, Lôi Tiểu Minh lại nói không ở cùng Giang An, cũng không biết Giang An đi đâu. Giang Cương nghe xong lại thấy Lôi Tiểu Minh giấu đầu hở đuôi, truy vấn Giang An rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lôi Tiểu Minh bị hỏi đến mức nóng nảy, mới lộ ra một tia chân tướng. Giang An ở Macau thua tiền, cho nên lấy cổ phần ra trả. Cổ phần bán cho ai? Giang Cương vội vàng hỏi. 10% cổ phần, dựa theo giá cả thị trường bình thường. Không ai có khả năng mua vào tất cả. Cháu cũng không biết, chú Giang, chú cũng đừng hỏi cháu. Lôi Tiểu Minh rối rắm trả lời một câu. Giang An đã trốn đi rồi.
trốn đi, thật sự là một thằng con bại hoại gia đình khó tìm. Giang Cương phun ra một ngụm máu tươi, tức giận đến nỗi ngã xuống đất. Đúng lúc Giang Cương té xỉu, Tấn Dương xảy ra một đại sự, chấn động toàn bộ ngành than tỉnh Tây. Trước kia, Hạ Tưởng ở hội nghị liên tịch đã nói, sẽ cho phép tài chính bên ngoài tiến vào sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây. Lúc ấy cho dù là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh ủy, hay là người phụ trách các doanh nghiệp than đá đang ngồi ở đó, đều nghĩ Hạ Tưởng ăn nói lung tung. Tài chính từ bên ngoài đủ mạnh để vào được sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây sao? Đừng nói giỡn, làm sao dễ dàng như vậy? Cho dù Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép, cho dù tài chính ở bên ngoài thực sự không sợ làm bánh bao thịt cho chó có đi không có về, dám đến tỉnh Tây tham gia sản nghiệp nguồn năng lượng, cũng phải có doanh nghiệp than đá tỉnh Tây dám hợp tác mới được, hai thứ đó thiếu một thứ cũng không được. Người nào đều cho rằng, theo như lời Hạ Tưởng tài chính bên ngoài tiến quân tỉnh Tây, tuy nhiên là đói ăn bánh vẽ thôi, hoặc là nói, nên bằng lòng cho mọi chuyện tốt đẹp. Rất nhiều người đều xuất phát từ hình thức kiểu mẫu cố định, cho rằng sự vật 10 năm thậm chí vài chục năm không thay đổi sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cũng không đưa mắt nhìn về lâu dài một chút. Đứng ở trên cao mà nhìn vấn đề mới có thể phát hiện, chưa từng có chuyện sự vật vĩnh viễn không thay đổi, bất luận một hình thức hình thành gì, cũng để được phá vỡ. Nếu đưa mắt nhìn ra lâu dài một chút, sau khi một quốc gia thành lập, sẽ liền lại bị lật đổ. Đột nhiên, ngày hôm sau khi Phó Bá Cử kết thúc công tác thị sát, Vương Thắng Xuất của mỏ khai thác Thắng Hoa, dưới sự tổ chức của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu, ký kết với Tập đoàn Cổ phần Trúng Thành ở Bắc Kinh. Tập đoàn Cổ phần Trúng Thành sẽ đầu tư 3 tỷ nhân dân tệ vào mỏ khai thác Thắng Hoa, đổi lấy 49% cổ phần mỏ khai thác Thắng Hoa. Tin tức truyền ra, xôn xao khắp nơi, vô số doanh nghiệp than đá kêu lên là sói đã đến đây. Đâu chỉ sói đến đây, cầy sói hổ báo đều đã tới. Rất nhiều người cũng không biết người đứng sau tập đoàn cổ phần Trúng Thành là Phó Tiên Phong, chỉ biết người ra mặt ký ước với mỏ khai thác Thắng Hoa là một mỹ nữ tuổi còn trẻ. Công tác thị sát của Phó Bá Cử, từ ngoài nhìn vào có vẻ như hiệu quả không lớn, nhưng thu hoạch sau lưng cũng khá phong phú. Đối nhân xử thế đằng sau màn không ai biết, nhà họ Phó chẳng những dùng sức mạnh cứng tay đập mở cửa chính mỏ khai thác An Đạt, mượn chuyện lão Lý để lấy được 5% cổ phần mỏ khai thác An Đạt, còn nhân cơ hội đầu tư vào mỏ khai thác Thắng Hoa, vừa mới đạt được 49% cổ phần mỏ khai thác Thắng Hoa. Trên thực tế ngay khi Phó Bá Cử hạ cánh xuống Tấn Dương, dưới tình thế nhà họ Phó thúc đẩy khắp nơi, Hạ Tưởng tỉ mỉ bài bố, rảo bước tiến đến cửa chính tỉnh Tây, khai hỏa lần đầu tiên khống chế sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây. Sản nghiệp nguồn năng lượng 10 năm của tỉnh Tây đóng kín cửa, sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh không lâu, rốt cuộc thế cục đã bị phá vỡ. Trên thực tế, nhà họ Phó tiến vào sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây mới chỉ là trận chiến đầu tiên. Sau khi biết được tin tức nhà họ Phó ra tay, Trần Diễm lo nghĩ, gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này, gọi cho Quý Như Lan. Như Lan, người trong lòng cậu thực sự là ghê gớm, thủ đoạn tinh vi, mọi chuyện tính kế đều khôn khéo, thủ pháp chính trị và kinh tế hai bút cùng vẽ, đã bao nhiêu năm, anh ta là người mà tôi thấy làm cho người ta kính sợ nhất. Anh ấy à? Quý Như Lan cũng như phần lớn những người phụ nữ đang yêu, vừa nghe người khác khen ngợi người đàn ông mình yêu, tự nhiên lòng ngọt như mật. Là người rất giỏi. Tôi kính nể nhất chính là sự cố chấp và nghị lực của anh ấy, nhất là dũng khí chưa từng có từ trước đến nay của anh ấy, mà rất nhiều quan lớn trong quan trường hiện tại không thể so sánh với. Được rồi, tôi khen anh ta một câu, cậu khen anh ta 10 câu, cũng không thấy ngại sao. Diễu cợt Quý Như Lan vài câu, Trần Diễm còn nói. Tuy nhiên tôi còn không tin anh ta có thể thắng lợi ở tỉnh Tây, hiện tại ngàn dặm Trường Chinh đã đi được bước đầu tiên, quan thương tỉnh Tây cấu kết nghiêm trọng đến đâu. Tôi nghĩ khả năng của anh ta chỉ có thể nhận thức bên ngoài. Trên thực tế, gốc rễ của tỉnh Tây đều mục nát, như một người bị bệnh nan y, đã không dễ dàng động đậy đẩy tay chân, vừa động tay sẽ chết. Cho nên, duy trì hiện trạng bây giờ là tốt nhất, ít nhất còn có thể giữ chút hơi tàn một thời gian. Ý của cậu là, hiện tại đại bộ phận thế lực tỉnh Tây, tình nguyện lựa chọn giữ hơi tàn mà còn sống, chứ không muốn chết đi một cách bi tráng. Đương nhiên, chết tử tế không bằng sống lay lắt, ai muốn chết? Ha ha, suy nghĩ của cậu chỉ đơn thuần thôi, Diễm Diễm, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến một khả năng khác? Quý Như Lan rốt cuộc hiểu về ứng dụng thủ đoạn chính trị hơn Trần Diễm.
mua đứt, hợp nhất, hoặc hình thức hợp tác nào đó, rất nhiều thủ pháp. Ở trước một lực lượng chính trị hùng mạnh, trước trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, một đám chủ mỏ than phản kháng, đều là mây bay. Cậu thật là rất lạc quan, tôi thì không cho là như vậy. Trần Diễm không phải người trong quan trường, nhận thức chính trị chỉ ở mặt ngoài, không sâu bằng Quý Như Lan, dù sao chính mình không ở địa vị cao, vĩnh viễn không thể cảm nhận được lực lượng chính trị hùng mạnh. Cô liền cho rằng Hạ Tưởng tuy rằng bắt đầu thuận lợi, nhưng đường về sau còn rất khó đi. Dù sao lập trường của tôi cũng không thay đổi, có thể âm thầm giúp anh ta thì giúp anh ta một chút. Nể mặt cậu, tận lực giúp anh ta thành công, nhưng cũng không thể thiếu chỗ tốt của tôi. Tuy nhiên tôi cần phải thanh minh trước, nếu chẳng may anh ta thất thế, tôi cũng sẽ xoay người bỏ chạy, sẽ không để anh ta liên lụy. Cậu thật ra rất khôn khéo, tôi đã sớm biết cậu là một người luôn vì lợi ích mà. Quý Như Lan nửa đùa nửa thật. Được, tôi nhận ân tình của cậu. Trò chuyện xong, Trần Diễm ở trong phòng một mình dường như có chút suy nghĩ vòng vo, thì thào tự nói. Cũng không biết Hạ Tưởng còn chuẩn bị cái gì ở sau. Về sau rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đảm bảo mọi việc đều thuận lợi. Nếu chẳng may Hạ Tưởng cũng có phòng bị đối với tôi, cuối cùng ngay cả tôi cũng bị bắt luôn, thì nên làm gì bây giờ? Hừ, sợ gì anh ta? Cùng lắm thì hiến thân, không tin một người đàn ông như anh ta có thể giữ được sự kiên định. Hạ Tưởng còn chuẩn bị cái gì ở sau? Chuẩn bị còn ở sau nữa. Sau khi Tiêu Lôi bị miễn chức và bắt giam, thế cục của Cục Công an thành phố Lâm vào biến đổi, danh tiếng của Cửu Đường đột nhiên bay lên cao. Rất nhiều người ở giữa nghĩ Tiêu Lôi còn có thể trở về, vừa thấy tình thế không ổn, liền lập tức đảo hướng toàn bộ về phía Cửu Đường. Căn cứ vào thái độ bình thường trong quan trường, Cửu Đường tạm thời chủ trì toàn diện công tác của Cục Công an thành phố, có khả năng cuối cùng sẽ chính thức nắm quyền toàn diện, hiện tại không kịp thời dựa vào, thì còn đợi đến khi nào. Lực lượng trung gian lắc lư gần như đảo hướng toàn bộ về phía Cửu Đường, hơn nữa Cửu Đường vốn là dòng chính, quyền phát ngôn của Cửu Đường ở Cục Công an thành phố đã tăng nhiều, người ủng hộ của ông ta đã quá nửa. Cửu Đường trước đó đã được ám chỉ, bảo ông ta chờ đợi một trận gió đông. Công tác thị sát của Phó Bá Cử, Lão Lý khóc đến kinh thiên, sau đó cuộc đời chính trị của Tiêu Lôi kết thúc, ông ta nghĩ gió đông đã chậm rãi thổi về, đang chuẩn bị bắt tay vào thực hiện hành động xuất ra một cú đấm mạnh, lại có một việc đột nhiên phát sinh, mới khiến ông ta hiểu được, hóa ra gió đông theo như lời chủ tịch tỉnh Hạ, quả thật chỉ hướng rõ ràng là gió do mua kiếm mà tạo thành. Sự tình, vẫn là do Địch Quốc Công gây ra. Địch Quốc Công tuy rằng mất tích, nhưng bốn người phụ nữ của ông ta còn ở đây. Sau khi tài sản của bốn người phụ nữ bị niêm phong, tuy rằng Địch Quốc Công tặng mỗi nhà một sổ tiết kiệm, nhưng không kịp lấy đi đã bị Bộ Tư pháp khóa lại. Phải chu cấp cuộc sống cho bốn người phụ nữ cộng thêm bốn cô con gái, có thể thấy được đồng chí Địch Quốc Công tham ô cũng có nỗi khổ, cũng không phải là hưởng thụ cá nhân, chủ yếu còn là vì nuôi sống cả nhà. Không có cách nào, bà xã đứa nhỏ, đều phải há mồm ăn cơm, không có liền lập tức hỗn loạn. Nhưng người không thể chết ngạt trong nước tiểu được. Bốn người phụ nữ cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có két sắt của Địch Quốc Công để lại. Địch Quốc Công tự xưng là đời sau của Đoàn Chính Thuần, cũng quả thật có khí phách của Đoàn Chính Thuần. Bốn người phụ nữ, mỗi nhà đều bố trí giống hệt nhau, mỗi nhà đều có một két sắt vừa mở ra đã thấy, bên trong có vàng bạc châu báu, cũng có rất nhiều chứng cớ. Bốn người phụ nữ trước đó cũng đã được Ủy ban Kỷ luật hướng dẫn, báo cho các cô là tố cáo sẽ có công. Nếu ai có thể cung cấp căn cứ chính xác tỉ mỉ xác thực, sẽ dành cho một công việc ưu đãi. Bốn người phụ nữ đều cho là bẫy, nhưng cũng có người động lòng, mượn chứng cứ tìm được đưa đến Ủy ban Kỷ luật thành phố. Kết quả, Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức trình báo Trương Hậu Thiếu. Trương Hậu Thiếu lúc này đang ở Hội nghị Thường vụ Thành ủy, trực tiếp đệ trình chứng cứ lên Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy. Mời họp Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy khẩn cấp, không khí ngưng động lạ thường. Căn cứ chính xác mới phát hiện này, nếu chỉ là chỉ hướng về phía Tiêu Lôi thì đã tốt, dù sao Tiêu Lôi đã bị hy sinh, đã không có khả năng xoay người, nhưng hiển nhiên, hy sinh một mình Tiêu Lôi còn không được, có người muốn Cục Công an thành phố điểm binh lại một phen. Điểm tất cả những ai là quân của Tiêu Lôi, là muốn tẩy trừ toàn diện thế lực của Tiêu Lôi. Lôi chị học rất tức giận, cho dù kẻ nhúng tay đằng sau có phải Hạ Tưởng hay không, nhưng kế hoạch của Trương Hậu Thiếu thận trọng, từng bước đẩy mạnh. Hoàn toàn không để lối thoát, còn có điểm khinh người quá đáng,
quả thực khinh thường nhân vật số 1 ở tỉnh ủy như ông ta chỉ là vật trang trí sao. Sự việc vẫn phải áp chế lại cho thỏa đáng. Lôi Trị Học mở miệng liền định sẵn quan điểm. Tiêu Lôi ngã ngựa, lại liên lụy tới 3 vị phó cục trưởng, 4 vị cục trưởng phân cục, công tác của hệ thống công an còn có thể khai triển được hay không? Tốt thôi, lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Trị Học mạnh mẽ như thế, cứng rắn áp chế đề án, không ít người mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tưởng, lại muốn nhìn chủ tịch tỉnh Hạ đáp lại nhân vật số 1 tỉnh ủy mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hạ Tưởng lên tiếng rất ít ho khan, hôm nay là trường hợp đặc biệt nhẹ nhàng mà nói. Trong lúc tỉnh Tây ở thời điểm chuyển đổi hình thức của kinh tế nguồn năng lượng, Cục Công an thành phố Tấn Dương xảy ra đại sự, quả thật dễ dàng ảnh hưởng đến hình tượng của tỉnh Tây, chỉ thị của đồng chí Lôi Trị Học rất phù hợp với hiện trạng, tạm thời áp chế cũng có lợi cho khai triển các hạng mục công tác của tỉnh Tây. Đột nhiên, Hạ Tưởng hơi nâng cao giọng. Nhưng vấn đề là, sự việc đã không áp chế được nữa. Từ phương diện kinh tế mà nói, phá vỡ thế cục tỉnh Tây đã bắt đầu, nhà họ Phó đã thành công mà đi bước đầu tiên then chốt, bất kể thủ đoạn có quang minh chính đại hay không, ít nhất cũng đã đạt được mục đích. Từ phương diện chính trị mà nói, thời cơ của tỉnh Tây cũng đã chín muồi, nội các chính phủ điều chỉnh chính sách, công tác thị sát của Phó Bá Cử, mỏ khai thác Thắng Hoa của Vương Thắng Suất trở thành xí nghiệp thí điểm đầu tiên, v.v. Không có việc nào là không vì sự cải cách triệt để của tỉnh Tây mà không thúc đẩy một loạt hệ thống xí nghiệp làm thí điểm với việc cung cấp hỗ trợ mọi mặt, tức là, quá trình chuyển đổi kinh tế năng lượng của tỉnh Tây đã phá vỡ cái kén tái sinh thổ nhưỡng vốn có. Trên thực tế, Hạ Tưởng đã nhìn ra, trận chiến thật sự đầu tiên phá vỡ thế cục tỉnh Tây, không phải là chế định chính sách của nhà nước đặt ra đối với tỉnh Tây, cũng không phải là nhà họ Phó ra tay, mà là nhằm vào cuộc thanh lọc đầu tiên của Cục Công an thành phố có thành công hay không. Căn nguyên vấn đề của tỉnh Tây nằm ngay tại sự câu kết giữa thế lực công an và chủ mỏ than, câu kết quan thương đã quá sâu sắc. Quả thật, ô dù bao che cho các chủ mỏ than không chỉ có hệ thống chiến tuyến công an, mà còn có rất nhiều lực lượng sau màn giấu mặt, thậm chí liên quan tới cả tầng lớp cấp cao của tỉnh ủy. Nhưng Hạ Tưởng không động đến cấp cao tỉnh ủy, khẽ động đến cấp cao tỉnh ủy, sẽ liên quan tới cấp cao trên trung ương, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng hắn có thể nhìn xa trông rộng. Bước những bước nhỏ, trước tiên phải cắt đứt những tầng lớp quan hệ cơ sở. Mạng lưới quan hệ cơ sở nhất, mới là mạng lưới quan hệ thật sự gây tổn hại nhất cho dân chúng. Chỉ cần cơ sở bị chặt đứt, mạng lưới quan hệ ở bên trên cũng sẽ trở thành sông không có nguồn, cây không có cội. Cho nên, Hạ Tưởng phải đánh vào cuộc thanh lọc của Cục Công an thành phố một cú đánh đầu tiên. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi muốn nghe anh giải thích một chút, cái gì mà gọi là áp chế không được. Lôi Trị Học trong lòng rất không vui, Hạ Tưởng dám ở hội nghị thường vụ khiêu chiến quyền uy của y còn chưa nói, còn dám công khai đi ngược lại với y, khiến cho y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Chủ tịch tỉnh là lớp phó, phải tự giác bảo vệ quyền uy của lớp trưởng, nghe theo sự chỉ huy của lớp trưởng, làm sao có thể làm bừa bãi. Đồng chí Trị Học, theo tin tức đáng tin cậy, địch quốc công khả năng không phải đã bỏ trốn, mà đã bị Bộ An ninh Quốc gia khống chế. Hạ Tưởng đối mặt với sự cưỡng ép của Lôi Trị Học, không chút hoang mang mà nói ra một câu khiến tất cả mọi người đang có mặt đều chấn động. Có tin tức biểu lộ, địch quốc công không chỉ thật sự phạm tội xúi dục Tang Thiên Lương bức tử mạng người, còn có bị nghi ngờ bán đứng bí mật quốc gia. Lôi Trị Học vẻ mặt kinh ngạc. Địch quốc công thì có thể biết được bí mật quốc gia gì? Cũng đúng, địch quốc công chỉ là một phó cục trưởng thành phố nho nhỏ, cấp bậc có hạn, tiếp xúc với những văn kiện bảo mật cũng rất ít. Gã có thể bán đứng bí mật quốc gia gì? Hạ Tưởng đón ánh mắt đầy hoài nghi của Vương Hướng Tiền, khẽ lắc đầu, xúc động nói. Tôi cũng nghe được tin tức từ con đường đặc biệt, nghe nói, địch quốc công đem rất nhiều tài liệu địa chất tỉnh Tây bán cho Nhật Bản và Mỹ. Trữ lượng than đá tỉnh Tây là bí mật quốc gia, sự việc liên quan đến sự phát triển lâu dài của đất nước về sau, nếu bị thế lực nước ngoài nắm giữ, sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi lâu dài. Lời Hạ Tưởng nói vừa xong, bầu không khí lạnh lùng bao trùm toàn hội trường. Tuy các vị đang có mặt đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng đều là quan lớn chính phủ, thường không tiếp xúc với Bộ An ninh Quốc gia, lại càng không lên tới mức độ bán đứng bí mật quốc gia. Địch quốc công chơi quá độ rồi, một phó cục trưởng Cục Công an thành phố bé tẹo, lại bị Bộ An ninh Quốc gia khống chế, không tầm thường, thật không tầm thường. Lời Hạ Tưởng nói vừa xong,
Vương Hướng Tiền vốn đã chuẩn bị tốt để phụ họa cho Lôi Chỉ Học liền giống như bị cái gì chặn miệng, há hốc miệng, lại nói không nên nổi một câu, bộ dáng cần hài hước thế nào thì hài hước như thế, mặt bừng bừng vẻ xấu hổ. Lôi Chỉ Học cũng bị tin tức Hạ Tưởng hé lộ làm kinh hãi ngay tại chỗ, làm thế nào mà thoáng cái đã lên tới Bộ An ninh Quốc gia, cũng quá đáng sợ. Y cho dù là bí thư tỉnh ủy, cũng còn chưa liên quan tới Bộ An ninh Quốc gia, rõ ràng hơn Bộ An ninh Quốc gia xử lý vụ án, địa phương hoàn toàn không có quyền hỏi đến. Còn nữa nếu đúng theo như lời Hạ Tưởng, Địch Quốc Công bị tình nghi bán đứng bí mật quốc gia, như vậy chẳng phải là nói, Tiêu Lôi cũng sẽ bị liên lụy hay sao? Lại nói rộng hơn, chẳng phải là nói, toàn bộ Cục Công an thành phố cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu phó cục trưởng phân cục bị liên lụy trong đó. Suy nghĩ sâu xa hơn, Lôi Chỉ Học lại vô cùng lo sợ, chẳng lẽ nói, một nhóm nhỏ chủ mỏ than tỉnh Tây cũng có khả năng vô tình mà bán đứng bí mật quốc gia. Thật là một cái hố lớn. Lôi Chỉ Học lúc này mới biết Hạ Tưởng thật sự là một đối thủ khủng bố, mọi chuyện đều trước người khác một bước, ngay cả y cũng bị lôi vào, thất sách to lớn. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể thu hồi, cũng may, Vương Hướng Tiền lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại, biết nên thay Lôi Chỉ Học giảng hòa, vội nói. Lời đồng chí Hạ Tưởng nói, đã được chứng thực chưa? Tôi chỉ có thể nói như vậy. Ánh mắt Hạ Tưởng đảo qua từng khuôn mặt của những người đang có mặt, vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói nghiêm túc. Tôi là từ một kênh đặc biệt mà biết được tin Bộ An ninh Quốc gia đã tạm giữ Địch Quốc Công, nếu tin tức được chứng thực từ kênh chính phủ, tin chắc là tỉnh ủy cũng sẽ bị động tới. Lời này vừa nói ra, Lôi Chỉ Học im lặng thất kinh, lập tức nghĩ tới quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Khâu, mà Bộ An ninh Quốc gia là phạm vi thế lực truyền thống của Khâu gia. Lại suy nghĩ sâu xa lời nói của Hạ Tưởng, không thể như vậy, nếu kênh thông tin phía chính phủ chứng thực Địch Quốc Công bán đứng bí mật quốc gia, trình tự phải là từ Bộ An ninh Quốc gia báo lên nội các chính phủ, rồi lại từ nội các chính phủ chỉ định Bộ Công an, cuối cùng từ Bộ Công an truyền đạt đến Sở Công an tỉnh Tây, sau khi truyền lại tầng tầng lớp lớp, tỉnh ủy tỉnh Tây và thành ủy Tấn Dương sẽ ở vào một vị trí vô cùng đáng xấu hổ. Lôi Chỉ Học trong nháy mắt đưa ra quyết định, do dự thì sẽ gặp rắc rối, y quyết định ngay tại chỗ. Điều tra triệt để sự thật Địch Quốc Công phạm tội, điều tra triệt để tất cả các cảnh sát công an có liên quan đến vụ án Địch Quốc Công, điều tra triệt để tất cả con sâu làm dầu nồi canh của Cục Công an thành phố. Liên tiếp ba cái, điều tra triệt để, biểu lộ quyết tâm vô cùng kiên định của Lôi Chỉ Học, phải điều tra ra được chân tướng rõ ràng. Nếu nói phải đem toàn bộ những việc Hạ Tưởng đã trải qua mà biên soạn thành một bộ biên niên sử, thắng lợi của Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần thứ hai ở tỉnh Tây, được các nhóm nhà sử học nhất trí cho rằng là Hạ Tưởng bắt đầu thực sự phá vỡ thế cục ở tỉnh Tây. Các hành động lớn nhỏ trước kia, chỉ có thể xem như điểm báo trước, thậm chí ngay cả việc xuống ngựa của Tiêu Lôi, cũng chỉ là sự tiếp diễn của vụ án Tang Thiên Lương, mồi lửa trong mồi lửa. Nhóm các nhà sử học bình luận như thế nào? Hạ Tưởng cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là, sau khi nghị quyết điều tra triệt để được thông qua trong hội nghị thường vụ, Cục Công an thành phố Tấn Dương, hay chính xác mà nói, là toàn bộ hệ thống công an, phải biến đổi. Hơn nữa còn là một sự biến đổi từ đầu tới đuôi. Tuy nhiên, Lôi Chỉ Học vẫn để lại một chiêu bài, từ đầu đến cuối không nói tên ai tiếp nhận đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an. Ba ngày sau, đợt sóng đầu tiên dung chuyển Cục Công an thành phố Tấn Dương đã tới như hẹn. Sân sau của Cục Công an thành phố Tấn Dương có một vùng cây bạch dương lớn, vừa đến mùa xuân là hoa bạch dương nở trắng như tuyết. Lúc này, chính là ngày giữa xuân hoa bạch dương tung bay dập trời, các lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật thành phố bước trên mặt đất đầy hoa bạch dương, cành liễu lay động bay trong gió, đi vào trụ sở Công an thành phố làm việc, triệu tập họp hội nghị khẩn cấp lần thứ nhất. Sau hội nghị, Cục Công an thành phố thông báo xuống dưới, yêu cầu phó cục trưởng, các cục trưởng phân cục lập tức đến Cục Công an thành phố họp, cũng cố ý nhấn mạnh, ai cũng không được xin nghỉ phép. Phó cục trưởng và các cục trưởng phân cục nện từng bước, tụm năm tụm ba mà đi vào phòng họp Cục Công an thành phố. Hiện tại vẫn là Cửu Đường chủ trì công tác toàn diện, trước khi chưa hoàn toàn xác nhận Cửu Đường tiếp nhận chức vụ nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố, phó cục trưởng và các cục trưởng phân cục. Không ít người vẫn không quá xem trọng tiền đồ của Cửu Đường. Cửu Đường là người của Trương Hậu Thiếu, không phải người của Lôi Chỉ Học và Vương Hướng Tiền, muốn thuận lợi phù chính, cũng khá khó khăn. Ai cũng đều cho rằng hội nghị hôm nay không có đề tài gì rất mới mẻ để thảo luận,
không có sự việc gì mới dưới ánh mặt trời, phỏng chừng lại là truyền đạt tinh thần chỉ thị gì đó mới nhất của tỉnh ủy hoặc thành ủy, đại loại như vậy. Không ngờ vừa vào phòng họp liền phát hiện không khí bất thường, Cửu Đường ngồi ngay ngắn phía trên đài, nhưng không phải ngồi ở chính giữa. Vị trí chính giữa để lại đã cho thấy, hiển nhiên, có lãnh đạo cấp bậc cao hơn so với Cửu Đường đích thân đến hội trường. Mà vẻ mặt ôn hòa khiêm tốn ngày xưa của Cửu Đường đã thay đổi, sắc mặt âm trầm như nước, bày ra không phải là dáng vẻ chủ trì công tác toàn diện và thái độ đối thoại trước nay. Cửu Đường tự biết uy vọng của y ở Cục Công an thành phố không đủ, nói chuyện với ai cũng đều khiêm tốn, nhưng dáng vẻ lãnh đạo cao cao tại thượng, khiến cho không ít người trong lòng khua chiêng gõ trống, chẳng lẽ Cửu Đường phải phủ chính? Không thể nào, trước đó không hề nghe được một chút tin đồn gì. Sau khi chờ toàn bộ mọi người đến đông đủ, Phó Cục trưởng và các Cục trưởng phân cục đột nhiên phát hiện ra sự bất thường. Ngoài cửa xuất hiện toàn những gương mặt xa lạ, chia nhau đứng ở cửa, rõ ràng là canh gác ra vào, không ít người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng mạnh mẽ bùng lên dự cảm chẳng lành. Tới lúc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, Cục trưởng Cục Giám sát Vạn Tiểu Hồng chậm rãi bước vào phòng họp, Phó Cục trưởng và các Cục trưởng phân cục, rốt cục mới ý thức có việc đại sự không tốt lành. Cuộc thanh lọc quy mô lớn bậc nhất, có lẽ đã tới. Hội nghị lần này, Cục Công an thành phố Tấn Dương tổng cộng sa thải 3 phó cục trưởng, 4 cục trưởng phân cục, còn đại đội trưởng, chỉ đội trưởng không dưới mười mấy người, tương đương với khoảng 1/3 tầng chung của Cục Công an thành phố Tấn Dương đã bị tác động tới. Cục Công an thành phố Tấn Dương biến chuyển to lớn. Trải qua chuyện này, Cửu Đường đã gia tăng thêm lực khống chế Cục Công an thành phố trong tay. Trên cơ bản xác lập địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Đến lúc này, Cửu Đường mới rõ ràng cái mà Chủ tịch tỉnh Hạ gọi là gió đông, quả nhiên trùng trùng điệp điệp, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đồng thời, sự kính nể của y đối với Hạ Tưởng cũng đã lên tới cao độ không gì sánh kịp. Sau khi Phó Cục trưởng phân cục bị sa thải, thành ủy nhanh chóng tổ chức hội nghị, bổ nhiệm lại ứng cử viên mới, trên cơ bản Trương Hậu Thiếu đã nắm đại bộ phận ghế trống. Chỉ chừa cho Phạm Kinh Luân mấy vị trí có hạn. Trương Hậu Thiếu đạt được toàn thắng, thế cục thành ủy Tấn Dương, lại nghiêng thêm một bước về phía Trương Hậu Thiếu, quyền uy của Trương Hậu Thiếu ở thành ủy được củng cố và tăng cường. Không lâu sau đó, các đại đội trưởng, chỉ đội trưởng phụ trách các vụ án hình sự và kinh tế chủ yếu của Cục Công an thành phố cùng với các phân cục, hoặc là bị đổi vị trí công tác, hoặc là bị để đó không dùng. Hoặc là bị cách chức ngay tại chỗ, đợt sóng thứ hai đã thổi quét hệ thống công an Tấn Dương. Không hề khoa trương mà nói, sau hai đợt sóng tấn công, hệ thống công an Tấn Dương từ dưới lên trên sáng bừng hẳn lên, mạng lưới quan hệ trước kia đã bị nhổ tận gốc. Chính là nói, tầng ô dù bảo hộ đầu tiên của các chủ mỏ than đã bị phá hủy hầu như không còn, về sau muốn báo cáo thiếu, báo cáo sai, báo cáo giấu giếm các loại sự cố, đã không còn khả năng. Bước nền tảng vững chắc đầu tiên mà Hạ Tưởng mong đợi từ lâu đã đánh ra, bước thứ hai, chính là thu hồi mạng lưới toàn diện. Không, thực ra từ khoảnh khắc nhà họ Phó chính thức tiến quân vào công nghiệp năng lượng của tỉnh Tây, cũng đã bắt đầu thu hồi mạng lưới. Mạng lưới của Hạ Tưởng, chưa bao giờ là một tấm, mà là một tấm chồng một tấm, tầng tầng lớp lớp, đan xen, vĩnh viễn không có cá lọt lưới. Bước tiếp theo, là một vở kịch nhằm vào Giang Cương, trong tương lai không bao lâu. Sẽ long trọng gặt hái. Tấn Dương tháng 5, bắt đầu vào tiết đầu hạ, thời tiết nóng lên, nhiệt độ tăng dần, quần áo trên người Hạ Tưởng mỏng dần đi, váy áo con gái trên đường càng ngày càng thấy ngắn hơn. Người xưa có câu, xuân giang thủy noãn áp tiên chi tiên, khi nước sông ấm dần lên, những đàn vịt di chuyển báo hiệu mùa xuân bắt đầu, hiện tại cũng là, hạ ý sơ lai thối tiên lộ tiên, mùa hè bắt đầu thì chân lộ đầu tiên. Từ mức độ dài ngắn của váy và hở hang của đùi trên đường để phán đoán nhiệt độ thời tiết, trên cơ bản có thể không cần xem dự báo thời tiết. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đều mặc váy, tuy nhiên các cô đều mặc váy dài, mà không phải là quần sóc ngắn. Trong những người phụ nữ của Hạ Tưởng, cũng có Phó Tiên Tiên từng mặc váy ngắn, nhưng từ sau khi quen biết Hạ Tưởng, cô liền thay đổi, không còn mặc váy ngắn nữa. Nguyên nhân hiển nhiên là Hạ Tưởng không thích. Có đôi khi cũng phải thừa nhận là Hạ Tưởng hơi có phần quá tự tôn đàn ông. Tuy nhiên, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm thì lại thích sự tự tôn đàn ông của Hạ Tưởng. Trời đất đều có cân bằng, đàn ông là trời, đàn bà là đất, đàn ông làm chủ bên ngoài, đàn bà làm chủ bên trong, nếu trái lại, tất nhiên là đại loạn. Lý lẽ của trời đất, không thay đổi vì ý chí của con người, là lý lẽ vĩnh viễn không thay đổi.
giống như Hạ Tưởng kiên định mà cho rằng thiện ác đều có báo ứng vậy. Tiếp đón Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng tự mình lái xe kính cẩn nghênh tiếp hai cô. Chủ tịch tỉnh lái xe không phải là nhỏ, trước có cảnh vệ mở đường, sau có cảnh vệ hộ tống, thanh thế rất kinh người. Mặc dù kinh người, nhưng lại mặc thường phục đi xe thường, chứ không phải trang phục cảnh sát và xe chuyên dụng. Hạ Tưởng khởi động chiếc xe Volvo S60 hắn yêu thích nhất sau khi nước Mỹ cải tiến, điều kiện va chạm nghiêm ngặt hơn, loại xe thứ hai thông qua được thí nghiệm va chạm hà khắc nhất của Mỹ, Volvo chính là theo đuổi dòng xe an toàn, thật sự đã tới mức độ điêu luyện. Nếu là người khác đến Tấn Dương, Hạ Tưởng có lẽ sẽ không tự mình đi nghênh đón. Dù sao hắn hiện tại thân phận đã khác, nhất cử nhất động đều làm người khác chú ý, nhưng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đến thì lại là chuyện khác để nói. Vừa lúc sự tình các loại ở tỉnh Tây tạm thời lắng xuống, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm hiếm khi có thời gian rảnh đến Tấn Dương giải khuây, Hạ Tưởng liền đích thân tiếp khách. Dưới sự tác động của một loạt sóng xung kích ở Cục Công an thành phố, thế lực vốn có của Tiêu Lôi và Địch Quốc Công đã sụp đổ, không khí trước đây không còn nữa. Bước tiếp theo, Hạ Tưởng sẽ cố gắng thúc đẩy Cửu Đường Phù Chính, chỉ có điều hiện tại Lôi Trị Học không còn lòng dạ nào mà thảo luận xem ai đảm nhiệm việc của nhân vật số 1 Cục Công an thành phố, bởi vì lúc y vào cục, sóng gió lại nổi lên. Bất kể có phải có người cố ý trêu chọc Lôi Trị Học hay không, hay chính là cố ý khiến y bất ổn mà khó chịu, dù sao bị sự kiềm chế của việc vào cục, Lôi Trị Học lại hướng ánh mắt về phía Bắc Kinh. Đối với tỉnh ủy còn chứa rất nhiều sự tình không được chăm sóc chu đáo, huống gì là thành ủy. Chẳng những hướng ánh mắt về phía Bắc Kinh, Lôi Trị Học còn bay đến Bắc Kinh, hơn nữa còn chờ ở Bắc Kinh 3 đến 5 ngày liền. Bí thư tỉnh ủy thường chạy đến Bắc Kinh là tình trạng bình thường trong quan trường, bí thư tỉnh ủy mà không chạy đến Bắc Kinh thì không phải là bí thư tốt. Nhưng Lôi Trị Học gần đây cũng quả thật chạy lên Bắc Kinh hơi quá mức cần thiết, nhiều tới mức thậm chí không tham gia vào việc ở tỉnh ủy, khiến cho Vương Hướng Tiền vô cùng buồn bực, bởi vì Hạ Tưởng đang nhân cơ hội từng bước tăng cường thực lực. Trong mấy ngày Lôi Trị Học ở Bắc Kinh, sự kiện Tang Thiên Lương đã được định. Tang Thiên Lương bị kết án tử hình, tước đi quyền lực chính trị trọn đời. Cùng đồng lõa với Tang Thiên Lương đánh Lý Hướng Văn đến tử vong, có cảnh sát và có cả những người rảnh rỗi ngoài xã hội, tổng cộng mười mấy người, lần lượt bị kết án tù có thời hạn và vô thời hạn. Mặc dù chính nghĩa đến hơi muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng đã đến, tin tưởng Lý Hướng Văn trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Sau khi tin tức truyền đến Bắc Kinh, Lý Lão Hán hướng về phía Tấn Dương quỳ gối mãi không dậy, bằng động tác giản dị biểu đạt sự cảm kích của y đối với Hạ Tưởng. Chỉ tiếc y không thể gặp mặt Hạ Tưởng, giáp mặt hướng Hạ Tưởng biểu đạt lòng biết ơn. Sự thật Địch Quốc Công phạm tội tham ô nhận hối lộ, cũng đã có kết luận. Qua điều tra, Địch Quốc Công tổng cộng tham ô nhận hối lộ lên tới hàng tỷ tệ, ngoài ra còn có tài sản 80 triệu tệ không thể nói rõ nguồn gốc. Những số tiền trên cũng chỉ là một phần có thể điều tra ra được, về phần y nuôi người nhà trong 4 gia đình tổng cộng hết bao nhiêu tiền, thì là một mớ hỗn độn không rõ ràng. Nhưng theo ước tính thận trọng, ít nhất cũng phải nhiều hơn 400 triệu. Chi phí nuôi một phó cục trưởng phải cao tới hơn 300 triệu tệ, một chút tiền thuế còn con thu được của dân chúng, cán bộ làm sao sống qua ngày được. Nhưng thu nhập của cán bộ có cao tới đâu, cũng không dám chi tiêu ở trong nước. Cho nên, nhu cầu nội địa vẫn không thể thúc đẩy lên được là vì, người có tiền không dám tiêu tiền, người không có tiền thì lại tiết kiệm tiền. Sự tàn khốc của thế giới chính là ở chỗ, gà đẻ trứng vĩnh viễn không bao giờ biết chính mình là gà đẻ trứng. Khi nào một chính sách được ban bố, cho phép tham quan xuất ra một nửa tài sản cá nhân phân chia cho người nghèo, bộ phận còn lại sẽ bỏ qua, có thể mạnh dạn mà chi tiêu, có lẽ có thể thúc đẩy cầu tiêu dùng nội địa trên diện rộng. Kỳ thật nếu để Hạ Tưởng quy định ra chính sách, Hạ Tưởng sẽ tìm mọi cách để hạn chế tham quan bỏ trốn, mà chỉ hạn chế tham quan tham nhũng, sau đó biến tham quan trở thành một con heo đất, lúc muốn dùng đến tiền thì chém xuống một đao, trước chạm đầu người, sau lấy tiền gửi ngân hàng. Có lẽ không lâu nữa, chờ sau khi lũ tham quan phát hiện bọn họ đã trở thành thịt gà, cũng sẽ không dám liều mạng ăn nhiều như vậy. Ăn càng nhiều, bộ dạng càng phì, sau đó thì chết càng nhanh. Kết cục của 4 người vợ của Địch Quốc Công như thế nào, Hạ Tưởng không quan tâm, nếu việc gì cũng quan tâm, hắn không thể không mệt lử. Đối với 4 cô vợ của Địch Quốc Công, hắn không thể nói không có chút gì thông cảm, nhưng cũng không cảm thấy các cô có bao nhiêu phần đáng thương. Đã lựa chọn tham quan, phải bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt tinh thần làm quả phụ.
Địch Quốc Công tuy rằng mất tích, nhưng rốt cuộc vẫn bị thành ủy miễn chức như cũ, các cán bộ cục công an thành phố bị y liên lụy, cũng có hơn mười mấy người. Nhưng rốt cuộc Địch Quốc Công đi về đâu thì vẫn không rõ. Cũng không có tuyên án. Vụ án của Tiêu Lôi cũng đã điều tra ra kết quả bước đầu, bị tình nghi có dính líu đến phạm tội chức vụ, tham ô nhận hối lộ và tố cáo nhiều loại. Căn cứ vào sự thật y phạm tội và số tiền liên quan tới vụ án, cùng với mấy chục tên tuổi cán bộ cục công an thành phố vì y làm liên lụy đến bị xuống ngựa mà xem xét, có lẽ ít nhất cũng là không kỳ hạn. Nếu không phải Hạ Tưởng mạnh mẽ thúc đẩy, một vụ án Lý Hướng Văn, cùng lắm là đến Tang Thiên Lương là hết. Nhưng hiện tại, chẳng những kéo hạ đầu sỏ là Địch Quốc Công, ngay cả Tiêu Lôi bao che ở phía sau màn cũng theo đó mà xuống ngựa. Hạ Tưởng không phải Bao Thanh Thiên, nhưng những sự tình hắn làm, không hề kém hơn so với Bao Thanh Thiên. Sau khi Cục Công an thành phố một lần nữa thanh lọc, trên cơ bản lại hoàn toàn khống chế trong tay Hạ Tưởng. Hơn nữa Giám đốc Sở Công an tỉnh Mộc Thành Kiệt đã sớm dựa dẫm vào hắn, lực lượng chuyên chính thực sự đã tới tay, bước tiếp theo, đã có thể ra tay thật mạnh mẽ. Nhưng trước khi ra cú đấm lớn, còn có một thời kỳ trì hoãn, bởi vì Giang Cương đã xảy điều bất ngờ ngoài ý muốn. Thật ra không phải là Giang Cương xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn, mà là Giang An. Giang Cương sau khi chịu sự đả kích lớn của việc phó bá cử đi thị sát, vẫn chưa gượng dậy nổi, trái lại thúc giục y càng thêm kiên định mà đẩy mạnh phản đối liên minh của Hạ Tưởng. Trung tâm nghiên cứu của y sau khi nhận được hồ sơ của các bộ ngành có liên quan, chỉ trong thời gian 3 ngày đã nhanh chóng thành lập. Dưới điều kiện tiên quyết nội các chính phủ xác định rõ phải thi hành làm xí nghiệp thí điểm ở tỉnh Tây, Giang Cương chẳng những chống thi hành chính sách của nội các chính phủ, còn ngang nhiên làm trái lại, đã khiến cho rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, e là Giang Cương muốn đối đầu đến cùng với chủ tịch tỉnh Hạ. Cũng chứng minh một điểm, Giang Cương không chỉ có người ở tỉnh, có lẽ cũng có người ở trung ương, nếu không cũng sẽ không dám làm lớn như vậy. Giang Cương không chỉ thành lập trung tâm nghiên cứu, còn mượn danh nghĩa trung tâm nghiên cứu, phản đối chính sách thí điểm liên hợp mấy công ty than đá của nội các chính phủ. Cô lập Vương Thắng Suất không nói, còn mời mấy chuyên gia có phẩm giá cao và các học giả đến cổ vũ cho tính chính xác trong lý luận của y, chỉ ra cái gọi là quốc tế hóa, chuẩn hóa quy trình khai thác than, hoàn toàn là đầu óc nóng vội, sản phẩm dập khuôn kinh nghiệm của phương Tây, không thích hợp với tình hình trong nước. Bỏ vốn đầu tư cách xù. Sự cổ vũ của các chuyên gia, hơn nữa lại còn trèo cao rầm rộ hô hào tập hợp người hưởng ứng, khiến Giang Cương khôi phục được sự tự tin, cho rằng cái tên giàu nhất tỉnh Tây của y vẫn y nguyên như xưa. Hạ Tưởng muốn cải cách ngành than đá ở tỉnh Tây, y chính là một ngọn núi cao không thể qua được. Khiến Giang Cương khó hiểu chính là, y gióng trống khua chiêng mà thị uy, tạo thanh thế lớn, Hạ Tưởng ngược lại không quan tâm tới y, hơn nữa mấy ngày gần đây vẫn vô cùng bình tĩnh. Cũng không giống như trước kia gặp nhau là lại nói về vấn đề cải cách kinh tế năng lượng, khiến cho y không khỏi thầm nghĩ, Hạ Tưởng chẳng lẽ đã nhụt chí, hay là đã thay đổi chiến lược. Không chờ Giang Cường biết rõ trong hồ lô của Hạ Tưởng bán thuốc gì, phiền toái của y đã tới. Phiền toái, không phải là Hạ Tưởng đem tặng miễn phí, mà là tự chuốc lấy. Phiền toái, là sau khi Giang An ăn quá nhiều, nhàn rỗi quá nên gây ra điều không phải. Lần trước mỏ khai thác An Đạt gặp phải nguy cơ quyền cổ phiếu lần đầu tiên từ khi thành lập tới nay, sau khi biết 10% cổ phần trong tay Giang An bị bán rẻ với giá 300 triệu tệ, Giang Cương lập tức té xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mà y mạng lớn, được cấp cứu rất nhanh, tuy nhiên do cơn nhồi máu cơ tim mà hôn mê, cũng không còn đáng lo ngại. Nhưng Giang Cương sau khi tỉnh lại, nhớn nhác, muốn tìm cho bằng được Giang An để tính sổ cho bằng được, kết quả lại không tìm thấy Giang An. Lôi Tiểu Minh nói, Giang An đã xuất ngoại. Giang Cương không tin Giang An đã ra nước ngoài, bảo Lôi Tiểu Minh nói lại với Giang An, sự tình phải giải thích rõ ràng, nếu không y sẽ cắt nguồn tài chính của Giang An. Dưới sự dọa dẫm của y, Giang An quả nhiên lộ diện. Giang Cương liền cùng Giang An tiến hành một cuộc đối thoại cha con. Dưới sự dụ dỗ nhẹ nhàng của y, Giang An cuối cùng cũng nói ra kỳ thật là 6% cổ phần, đã bán cho Trần Diễm. Còn 4% cổ phần còn lại, gã tặng cho Lôi Tiểu Minh không điều kiện. Giang Cương chỉ biết Giang An bị lừa rồi, tức giận nói. Con bị Trần Diễm và Lôi Tiểu Minh liên kết đùa bỡn rồi. Con không nhìn ra là Lôi Tiểu Minh bị Trần Diễm mê hoặc đến mê muội rồi à? Trần Diễm bảo gì nó nghe đấy, con bị người ta bán còn cho người ta tiền. Giang An phản đối nói.
bố lớn tuổi nên đầu óc cũng mê muội rồi, bố không suy nghĩ ngược lại một chút, lúc ấy con bị thua 400 triệu, nếu không có Trần Diễm cứu con ra, con đã sớm mất mạng, là tiền quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Trần Diễm đồng ý cứu con, cũng chính là do Tiểu Minh cầu xin, con nợ ân tình của anh ta, đưa anh ta 4% cổ phần, có gì không phải đâu. Và lại, chẳng phải vừa dịp kéo Tiểu Minh xuống nước sao? Giang Cương mỉm cười. Con tại sao lại không đảo ngược tư duy mà suy nghĩ một chút, con đánh cuộc thua, có phải là người khác bày ra hay không? Cuối cùng đối thoại giữa cha con Giang Cương và Giang An, không ai thuyết phục được ai. Sau sự việc này, Giang Cương cảm thấy không thể lại để cho qua như vậy, nếu không gia sản của y sớm hay muộn rõ ràng cũng sẽ bị Giang An phá mất. Mà sở dĩ hiện tại tốc độ phá sản của Giang An tăng nhanh, chính là bởi vì lý do tổn hại giao nộp cho Lôi Tiểu Minh và Trần Diễm. Giang Cương liền gửi tối hậu thư đến Trần Diễm, hoặc là trả tiền, hoặc là ra tay đối với Hạ Tưởng, hai việc nhất định phải chọn một, nếu không, đừng trách y không khách khí. Khẩu vị của Hạ Tưởng thật sự rất tốt, sẽ không dễ ngán. Trần Diễm tin rằng hoàn toàn có thể cho Hạ Tưởng bữa tiệc lớn thay đổi khẩu vị, nếu để Hạ Tưởng biết, hắn có lẽ sẽ cười thầm, sau đó tự đáy lòng nói một câu. Trần Diễm, thật sự cũng là quỷ tài. Tài năng có rất nhiều loại. Có thiên tài, nhân tài, cũng có quái tài, quỷ tài. Trần Diễm tâm tư đa dạng mà thông minh, thường có cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người, Hạ Tưởng liền tự nguyện gọi là quỷ tài. Giang Cương trong bước tiếp theo sẽ có hành động gì, Hạ Tưởng không thể biết hết, hắn không có mưu kế thần tình, không có khả năng mọi việc đều biết trước một bước. Nhưng cho dù Giang Cương sắp có thủ đoạn gì, y cũng sẽ không thực hiện được. Bởi sau khi đến tỉnh Tây, nguyên tắc mà Hạ Tưởng tin tưởng và chấp hành là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hoặc là theo quân pháp mà nói, tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Khi thời cơ chín muồi, Giang Cương sẽ phải chịu một cuộc đả kích trên mọi phương diện. Giang Cương không bị lật đổ, mỏ khai thác An Đạt không thu vào trong tay, thì cho dù có phá giải được vấn đề nan giải cấu kết quan thương của tỉnh Tây, cũng không phá giải được tâm lý mâu thuẫn của đám chủ mỏ than tỉnh Tây. Giang Cương chính là một quân cờ nòng cốt, y phải đổ, đây là tất yếu của lịch sử. Không phải y đổ, thì chính là Hạ Tưởng sắp thành lại bại, tức là, giữa y và Hạ Tưởng, chỉ có thể có một người sừng sững mà đứng ở trên đất tỉnh Tây, răng buồm đón gió. Cho tới bây giờ, Hạ Tưởng đối với bố cục của toàn bộ tỉnh Tây, đã hoàn thành 1/3 sức mạnh. Cũng phải thừa nhận, Giang Cương thực sự là một nhân vật, trong cuộc chiến đấu rằng co giữa bán lẻ và chống bán lẻ. Giang Cương dựa vào ưu thế thiên thời địa lợi, lấy lại thế chủ động, 10% số cổ phần bán lẻ, hiện tại đã có 6% trở về trong tay Giang Cương. Còn có một điểm phải nhìn thẳng vào chính là, lập trường của Trần Diễm cũng không kiên định, trong tay cô hiện tại có được 10% cổ phần của mỏ khai thác An Đạt, dĩ nhiên là cổ đông lớn thứ tư của mỏ khai thác An Đạt. Nhưng cô cũng không xác định rõ ý nguyện kiên định đứng chung một chỗ cùng với Giang Cương, khiến cho Hạ Tưởng hiểu. Trần Diễm vẫn e lợi ích tới trong tay vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục theo đuổi lợi ích lớn nhất. Thật sự là một người phụ nữ lòng tham không đáy. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu cười, chơi với lửa không nên quá mức. Muốn khống chế cổ phần của mỏ khai thác An Đạt, Hạ Tưởng không phải không có biện pháp khác, chủ yếu là hắn muốn nhẹ nhàng, không muốn gây chiến. Hiện tại tỉnh Tây đã chạy tới một ngã tư, hắn muốn tạm nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, nghỉ chân quan sát phản ứng khắp nơi. Sau đó mới quyết định phương hướng rẽ sang. Này, nghĩ cái gì mà nghĩ đến say sưa như vậy? Vệ Tân vươn tay phải giơ giơ ở trước mặt Hạ Tưởng một cái, lúc tay cô khép lại, kín không có kẽ hở, hiện ra bàn tay vô cùng xinh đẹp. Đúng là, anh Hạ, em rất có ý kiến với anh, bảo vệ ba vị đại mỹ nữ mà đã thất thần, thật dở quá đi. Cũng chỉ có Tống Nhất Phàm dám nói thẳng phê bình với Hạ Tưởng, hiện tại mà là Liên Nhược Hàm cũng phải nhún nhường Hạ Tưởng vài phần. Lý Thấm cũng nói, chủ tịch tỉnh Hạ chắc chắn là đang suy nghĩ vấn đề xã hội trọng đại mà sâu sắc, nếu không cũng là đề tài về ý nghĩa cuộc sống, dù thế nào cũng sẽ không phải là mấy chuyện vặt vãnh món nào ngon món nào không ngon. Đúng vậy, hôm nay quả thực có ba người đẹp cùng ăn cơm với Hạ Tưởng, ngoại trừ Vệ Tân, Tống Nhất Phàm ra, còn có Lý Thấm. Lý Thấm đến Tấn Dương, dường như có chuẩn bị tâm lý đánh chiến kéo dài, ở lại không đi. Cô có ý thức tham chiến mãnh liệt, sau hai lần giao thủ với Giang Cương, được thua đều có, ngược lại càng khơi dậy tâm lý hiếu thắng của cô, quyết định không bắt Giang Cương thể không bỏ qua.
Cũng may con của Lý Thấm đã có thể thả tay, cô muốn ở lại Tấn Dương, Hạ Tưởng cũng không tiện đuổi cô đi. Để cho cô và Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ cùng nhau, thành lập ban kinh tế lâm thời, chuyên về các xí nghiệp than đá Tấn Dương. Bức tranh ba người phụ nữ xinh đẹp hôm nay, Lý Thấm giỏi giang, Vệ Tân dịu dàng quyến rũ, Tống Nhất Phàm tươi trẻ, Hạ Tưởng trong cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng khoan khoái không ít. Lý Thấm nói sai rồi, tôi nghĩ thật sự chỉ là mấy việc nhỏ nhặt vãnh thôi. Hạ Tưởng vừa nói, vừa lấy một lon Coca-Cola, uống một ngụm rồi nói. Tôi đang nghĩ, kinh tế cùng với chính trị liên kết chặt chẽ không thể tách rời, có đôi khi kinh tế đi theo chính trị, có đôi khi chính trị lại đi theo kinh tế, giống như người trợ thủ đắc lực, không phân chia ra được ai quan trọng hơn. Lời nói của Hạ Tưởng, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm chưa nghe ra, Lý Thấm thì mới nghe đã hiểu. Lý Thấm hỏi, lãnh đạo, có phải đang nghĩ đến việc lớn ảnh hưởng đến quốc gia hay không? Không, tôi muốn ảnh hưởng đến cục diện chính trị quốc tế. Hạ Tưởng cầm lon Coca-Cola trong tay đặt lên trên bàn. Một lon Coca-Cola hơn 2 tệ, nhìn bên ngoài là một chai nước uống, kỳ thật là một hình thức thâm nhập văn hóa. Biển Đông không thể yên bình sau cơn bão, chính là bởi vì mỗi lon Coca-Cola chúng ta uống đều giúp gia tăng chi phí quân sự cho kẻ đứng sau mấy nước nhỏ ở Biển Đông. Hạ Tưởng lấy tay nhẹ nhàng bắn lon Coca. Rút dây động rừng, bắn một viên đạn vào Coca-Cola, mà động đến toàn thế giới. Tỉnh Tây tuy rằng là tỉnh đất liền, nhưng Biển Đông có bão, cũng chung một nhịp thở với tỉnh Tây. Như vậy tỉnh Tây hắt xì hơi một cái, liệu cũng có thể ảnh hưởng đến bờ đại dương đối diện hay không? Tống Nhất Phàm lắc đầu, vẻ mặt sâu sắc, huyền bí. Quá sâu xa, thật sự nghe không hiểu, chờ em ăn no, rồi nghe lại thật kỹ một chút, có lẽ chỉ số thông minh sẽ tăng cao. Vệ Tân cười đến thiếu chút nữa bắn ra cả cơm. Sự xúc động của Hạ Tưởng là bởi vì cú điện thoại Hứa Quan Hoa gọi tới. Hứa Quan Hoa nói, Trung ương còn chưa quyết định có phải đánh một trận ở Biển Đông hay không, nhưng y đã chuẩn bị tốt trên chiến trường, thậm chí còn nói đùa. Hãy để cho tôi trở thành người tướng quân đầu tiên đích thân ra chiến trường đẫm máu giết chết kẻ thù. Rồi cay đắng nói, đáng giận chính là, nước Mỹ núp ở phía sau, không ngừng cổ động mấy nước nhỏ ở Biển Đông sủa nhặng lên, nhà nước lại không có cách nào làm gì nước Mỹ. Đáng tiếc hơn chính là, anh cũng không phải người lãnh đạo có quyền quyết định quốc gia, không thể đối mặt cảnh cáo nước Mỹ. Không thể cảnh cáo trước mặt, nhưng có thể cảnh cáo sau lưng. Hạ Tưởng bị Hứa Quan Hoa cảm hóa, vừa lúc trong tay hắn có một việc có thể dùng để quan trọng hóa, liền nói. Quan Hoa, anh cứ chờ xem, tỉnh Tây sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước dám chiến đấu với nước Mỹ. Bao nhiêu tỉnh mạnh ở phía Nam như vậy mà trong khi quốc gia lâm nguy lại không phát ra một chút tiếng động, thật sự là xót xa. Quốc gia không phải không muốn đánh giặc, cũng không sợ đánh giặc, thử nghĩ xem, một quốc gia bé tẹo đánh rắm vào Trung Quốc một tháng, Trung Quốc nhân nhượng đã lâu, ngây ngô đến ngay cả một tiếng đánh rắm hưởng ứng cũng không dám phóng ra, mất mặt, quá mất mặt. Nghẹn khuất, quá nghẹn khuất, nhớ lại năm đó Trịnh Công có nói một câu, đứa con mù quáng làm càn, người lớn phải đánh. Cái gọi là phong độ nước lớn, chính là lúc này. Hứa Quan Hoa đúng là phái trẻ trung, phái chủ chiến, phái nhiệt huyết trung quân, vừa nói tới thế cục Biển Đông là lòng đầy căm phẫn. Chẳng những Trung ương có rất nhiều phái thân Mỹ, trong quân đội càng nhiều. Hoặc là mù quáng mà thân Mỹ, cam tâm tình nguyện làm con của nước Mỹ. Hoặc là chỉ đơn giản là sợ hãi nước Mỹ, cho rằng nước Mỹ không có gì là không thể, không dám động thủ, sợ chết khủng khiếp. Nghĩ lại cũng đúng, vợ con và cả tài sản đều ở nước Mỹ, chẳng phải là trực tiếp đem tính mệnh gia đình giao vào trong tay người khác sao? Ngốc vừa thôi chứ, cho nên nước Mỹ nói, không cho anh đánh Philippines, kết quả ai cũng không dám, sợ vợ bị nước Mỹ sờ đến, sợ con bị nước Mỹ đánh, sợ tài sản bị nước Mỹ tịch thu. Phái chủ hòa cũng chia hai loại, một loại chính là không muốn sống không biết xấu hổ mà ôm chặt lấy chân nước Mỹ, cho rằng nước Mỹ là vì Trung Quốc dân chủ tiến bộ. Một loại là nước Mỹ không thể không chiến thắng, Trung Quốc không thể lấy đá chọi đá với nước Mỹ, nếu va chạm thì kinh tế sẽ thụt lùi 20 năm. Biết Philippines vì sao dám đối đầu với Trung Quốc không? Chính là bởi vì nước Mỹ nói, mỗi một ngày Philippines cứng rắn với Trung Quốc, sẽ cấp một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Thực con mẹ nó! Hứa Quan Hoa càng nói càng tức giận, chửi đồng. Nếu tôi có thể làm chủ, trước hết cứ đánh chìm mấy thuyền chiến hạm của Philippines rồi nói tiếp.
Một nước nhỏ binh lực không bằng 1/10 viên đạn của Trung Quốc, dám đối đầu một tháng với Trung Quốc, mẹ nó, mặt mũi của Trung Quốc trước quốc tế đều mất hết. Chả khác nào bị một kẻ tầm thường vừa đen vừa xấu cưỡi cổ hô to gọi nhỏ mà đi tiểu, còn tiểu mãi không dứt, vừa tiểu đã hơn một tháng. Philippines giống như một mẩu kẹo cao su dính trên chân Trung Quốc, muốn rửa sạch nó hoàn toàn xem ra không dễ dàng. Mẹ nó, một tháng dính ở dưới lòng bàn chân, cũng không đem đế giày tìm chỗ nào cứng rắn mà dùng sức cọ, nhà nước không cảm thấy khó chịu hay sao? Trừ phi không phải là người Trung Quốc, không yêu nước, không cảm tình với Trung Quốc, mới tiếp tục nhẫn nhịn. Tổ quốc là mẹ, ai mà có thể chịu được người khác làm nhục mẹ của chính mình? Nguy cơ đảo Hoàng Nham kéo dài đã một tháng, Philippines không ngừng có những động tác khiến cho tình hình leo thang, không hề sợ hãi, Trung Quốc ngược lại lại hào hoa phong nhã, người phát ngôn máy móc đeo kính, nói mấy lời vô dụng không hề có chất, có cái tác dụng thối gì. Có tin tôi một cái tát đánh bay kính mắt của anh hay không, anh còn giảng hòa với tôi rồi giải quyết sau. Một cú đá của tôi vào bụng anh có phải mượn động tác tìm kính mắt trên mặt đất mà quỳ xuống cầu xin tha thứ hay không? Hiện tại quân khu Dương Thành tràn đầy căm phẫn. Hạ Tường lập tức trả lời Hứa Quan Hoa nói. Làm con của nước Mỹ cũng tốt, làm chó săn cho nước Mỹ cũng thế, tin là trong nước vẫn có rất nhiều người luôn luôn cảnh giác, sẽ đánh nước Mỹ một cái tát vang dội. Hứa Quan Hoa bị một câu của Hạ Tường kích cho nhiệt huyết sôi trào, nói một câu. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi và vô số sĩ quan phái trẻ chung cùng nhau, kỳ vọng sớm có một ngày anh lên chức chính. Lên chức chính thì còn sớm, nếu thực sự chờ thời điểm hắn lên chức chính mới đánh trả, Trung Quốc có lẽ đã không còn không gian. Suy nghĩ của Hạ Tưởng quay về hiện tại, đột nhiên bóp bẹp lon Coca-Cola trong tay, lạnh lùng cười. Mọi người từ nay về sau, không được uống Coca-Cola nữa. Vừa không ngon, lại không vui vẻ gì, còn có flo. Vệ tân không hỏi nguyên nhân, trực tiếp cầm lon cola trong tay đổ ngược. Không uống thì không uống. Tống Nhất Phàm không hiểu. Làm sao vậy anh Hạ, nước Mỹ lại vừa đắc tội anh à? Nhưng nếu anh lên tiếng, em nhất định tuân lệnh. Lý Thấm lại đoán được cái gì, hơi hơi cảm thán nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi rất vinh hạnh có thể trở thành thủ hạ của anh. Tuy rằng tôi từng du học ở nước Mỹ, nhưng cũng không có tình cảm tốt đẹp gì đối với nước Mỹ, đó là một quốc gia tự cao tự đại luôn có ý đồ thống trị thế giới. Đêm đó, công nhân công ty Coca-Cola tỉnh Tây đột nhiên tuyên bố trên mạng, Coca-Cola do chi nhánh công ty Coca-Cola ở tỉnh Tây sản xuất đã đem chất khử trùng độc hại vào trong quy trình sản xuất, tổng số hơn 1.000 thùng. Sau khi Cục Giám sát Chất lượng tỉnh Tây nhận được tố cáo, suốt đêm triệu tập họp hội nghị khẩn cấp, trải qua điều tra bước đầu, nhà máy sản xuất chất khử trùng mà chi nhánh công ty Coca-Cola tỉnh Tây sử dụng là xí nghiệp mà Giang Cương có cổ phần khống chế. Tình thế đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Hạ Tưởng sẽ không thừa nhận hắn là một kẻ chủ nghĩa dân tộc, ở trong nước sau khi một loạt các sàn nhảy ca hát phát triển như hôm nay, trong tư tưởng trào lưu cho rằng thế giới đã giống nhau là sẽ không còn phát sinh chiến tranh như hôm nay, kẻ chủ nghĩa dân tộc sẽ bị cho là kẻ chủ nghĩa hẹp hòi. Nhưng từ Hạ Tưởng lại rất rõ, từ cơ bản mà nói, hắn chính là một kẻ chủ nghĩa dân tộc. Hắn có mặt thanh cao, có mặt ích kỷ. Sự thanh cao của hắn chỉ nhằm vào người cùng dân tộc với hắn, sự ích kỷ của hắn là đối mặt với tất cả các thế lực đối địch trong và ngoài nước. Hạ Tưởng thà tình nguyện tin rằng, Lôi Phong làm việc tốt không khoe danh, chỉ viết nhật ký là một sự thật tốt đẹp, nhưng lại không tin tưởng siêu nhân của nước Mỹ chính là từ nơi không xa ngàn dặm đến địa cầu, không cầu danh, không cầu lợi mà chỉ lo cho đại đoàn kết dân tộc thế giới, nhân dân thế giới đồng lòng hướng đến cuộc sống sung túc mà cống hiến tất cả một cách vô tư. Năm đó, bộ phim Siêu Nhân của Mỹ làm chấn động một thời, nhưng đằng sau sự chấn động đó chính là giá trị quan niệm Mỹ vượt lên mức cực cao. Thật ra chính là nước Mỹ dùng hình tượng siêu nhân để phủ trùm cái giá trị quan niệm Mỹ lên khắp toàn cầu. Nói trắng ra, đó chính là một hình thức tẩy não khác. Để cho cả thế giới đều cho rằng Mỹ chính là siêu nhân không có gì không làm được, và nước Mỹ còn vô tư giúp đỡ mỗi con người sống trên thế giới. Hơn nữa cả thế giới cuối cùng vẫn là phải để Mỹ đứng ra cứu giúp. Hạ Tưởng đã đích thân trải qua một chuyện có thật. Năm đó khi hắn tham gia một đoàn du lịch, chung phòng với một gã cấp phó chủ nhiệm một tòa soạn báo. Buổi tối lúc xem bản tin thời sự, phó chủ nhiệm bắt đầu chửi bới đãi ngộ bất công, thậm chí là vô cùng kỳ vọng nước Mỹ đến làm thay đổi chế độ chính trị hiện hành của Trung Quốc, đồng thời tự khen Mỹ chính là cảnh sát thế giới,
là đại diện cho sự công chính vô tư. Lúc đó Hạ Tưởng liền ngạc nhiên, gã là phó chủ nhiệm một tờ báo mang tính chính trị của đảng, y còn là đảng viên, có cấp bậc chính trị tương đối. Ăn lương của đơn vị ngành nghề đàng hoàng, nhưng lại nói ra những lời phản đối đảng và nhà nước, trong lòng Hạ Tưởng liền vô cùng xót xa, không chỉ xót xa cho một kẻ đường đường là phó chủ nhiệm tòa soạn báo, hơn 40 tuổi mà còn ấu trĩ đến nhường ấy, và càng xót xa hơn là thể chế giáo dục của quốc gia xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng lớn, đến đảng viên và tầng lớp cơ sở trong thể chế đều tin rằng nước Mỹ chính là chúa cứu thế. Sau này không cần Mỹ trăm phương ngàn kế lập mưu bao vây Trung Quốc, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh đưa ra, vô số con cháu của tín đồ Mỹ sẽ từ trong nội bộ chọc ra làm tan rã chính quyền quốc gia. Đây chính là nguy cơ tín ngưỡng của dân tộc Trung Hoa. Một dân tộc không có tín ngưỡng, cuối cùng đều đi thần tín chính phủ Mỹ. Cảnh giới cao nhất của binh pháp tôn tử bị Mỹ vận dụng đến mức lửa cháy đến xanh ngọn. Không cần đánh chiếm mà cũng có thể khuất phục con người. Chỉ tiếc là, bây giờ Hạ Tưởng mới chỉ có quyền lực ảnh hưởng lên một tỉnh, nếu hắn có được địa vị chi phối chính sách một quốc gia, hắn nhất định phải xoay chuyển cục diện ngày càng đi xuống. Giống như năm đó khi Thủ tướng Chu phát ra khẩu hiệu, đọc sách vì sự quật khởi Trung Hoa, vậy, hắn muốn gửi tới thế giới tiếng nói mạnh nhất của Trung Quốc không tiếc chiến đấu để Trung Quốc quay trở lại thời thịnh Hán Đường. Chiến tranh không phải là ý định ban đầu, không phải mục đích, nhưng tuyệt đối là con đường quật khởi Trung Quốc phải đi. Hiện giờ, hắn không thể quyết định cuộc chiến đất nước lúc nào tung quyền, nhưng hắn có thể quyết định cuộc chiến kinh tế tỉnh Tây sẽ gây ra cho kinh tế Mỹ vết thương nặng thế nào. Ngày hôm sau, Vệ Tân, Tống Nhất Phàm được Lý Thấm đưa đi Tấn Dương chơi, Hạ Tưởng bắt đầu bắt tay vào một trận chiến kinh tế khác. Buổi sáng, công ty Coca-Cola phủ nhận tin tức bị phát tán trên mạng, Thanh Minh Coca-Cola tuân theo tiêu chuẩn quốc gia nghiêm chỉnh sản xuất, không có bất kỳ chỗ nào vi phạm quy định. Từ ngữ diễn đạt rất ngọt ngào, nhưng thái độ rất kiên quyết, không nhận sai, không thừa nhận, sự ngạo mạn của công ty đa quốc gia không thiếu một ly. Buổi chiều, Cục Giám sát Chất lượng tỉnh Tây liền mở cuộc họp báo, công bố kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm tra đo lường hai quốc gia tỉnh Tây và An toàn thực phẩm tỉnh Tây phối hợp với Ủy ban Văn phòng Tổ chức Tổ chuyên gia sau khi luận chứng đưa ra ý kiến, mẫu sản phẩm của công ty Coca-Cola phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, và không gây hại cho sức khỏe. Hạ Tưởng nhận được báo cáo kiểm tra xong, cười nhạt một cái, thuận tay ném cho Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân hiểu ý, lập tức cầm báo cáo đi ra khỏi phòng. Đường Thiên Vân gõ cửa trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân Mã Dục, đưa báo cáo kiểm tra đặt lên bàn Mã Dục, nói một câu. Trưởng ban thư ký, lãnh đạo trả lại báo cáo kiểm tra. Mã Dục cầm báo cáo lên nhìn mấy lần, lập tức nói. Vớ vẩn, Cục Giám sát Chất lượng hoàn toàn là làm đối phó với công việc. Cái gì mà phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, cái gì mà không gây hại cho sức khỏe. Tôi làm mấy thùng Coca-Cola tặng cho Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng. Xem ông ta có dám uống không? Đường Thiên Vân hiểu ý cười, Mã Dục cũng rất hay, quả nhiên là người kỳ lạ, y liền nói nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, trưởng ban thư ký, hồi chủ tịch tỉnh còn làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, đã kiên trì theo đuổi vụ vấn đề chất lượng muối ăn, cuối cùng thủ tướng ra mặt rồi, nhưng anh ấy vẫn không nhượng bộ. Mã Dục sao có thể không hiểu ám chỉ lộ liễu trong lời nói của Đường Thiên Vân? Hạ Tưởng là một chủ nhân đến cả sức ép của Thủ tướng cũng không sợ, hắn muốn điều tra rõ ràng chân tướng công ty Coca-Cola tỉnh Tây, vậy thì ai cũng đừng mong ngăn chặn. Lôi chỉ học cũng không làm được. Nghe nói, Đường Thiên Vân nhắc kín đáo. Tôi chỉ nghe nói, hệ thống cung cấp nước của công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây và hệ thống cung cấp nước của mỏ khai thác An Đạt là một hệ thống. Mắt Mã Dục sáng bừng gật gật đầu. Đây đúng là một vấn đề lớn. Nhớ cuối cùng điều tra ra nguồn nước của công ty thành viên Coca-Cola là bị mỏ khai thác An Đạt làm cho ô nhiễm, thì chuyện sẽ phiền phức rồi. Đúng đấy, là rất phiền. Đường Thiên Vân nhớ ra gì đó, bỗng nhảy sang vấn đề khác. Thành ủy còn khuyết một vị trí ủy viên thường vụ, cũng chưa nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chọn được người thích hợp. Trưởng ban thư ký, ngài ở tỉnh Tây lâu rồi, có cái nhìn thế nào về cửu đường? Mí mắt Mã Dục chớp nhảy. Vấn đề nhân sự là việc quan trọng của các việc quan trọng, y và Đường Thiên Vân nói chuyện riêng với nhau còn được, còn khi đặt vào hoàn cảnh chính thức, nếu y thảo luận với Đường Thiên Vân về việc bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy thì đã phạm vào điều kiêng kỵ rồi. Đương nhiên, bây giờ đang được coi là nói chuyện riêng với nhau,
và Đường Thiên Vân là thư ký mà Hạ Tưởng trực tiếp đem theo từ Lĩnh Nam đến, tất nhiên là tâm phúc số một của Hạ Tưởng rồi. Đường Thiên Vân nhắc đến như vậy, là minh chứng Hạ Tưởng muốn vật tay với Lôi Trị Học trong vấn đề bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố rồi. Nếu cuối cùng việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố được chứng thực theo ý của Hạ Tưởng, vậy thì đã biểu thị cục thế tỉnh Tây hoàn toàn nghiêng về phía Hạ Tưởng rồi. Trong lòng Mã Dục phút chốc xẹt qua vô số suy nghĩ, chủ tịch tỉnh Hạ có thể nâng đỡ Cửu Đường thì cũng có thể đề bạt y. Con người Cửu Đường thành khẩn, tác phong làm việc trung thực. Cá nhân tôi thừa nhận Cửu Đường hơn, nhưng đồng chí Cửu Đường cũng không phải không có khuyết điểm. Mã Dục rất thông minh, Đường Thiên Vân hỏi đến Cửu Đường, không phải là đến nghe sự khẳng định của y, mà là muốn nghe cách nhìn nhận về khuyết điểm dễ bị người ta công kích của Cửu Đường của y, cũng được, phòng họa từ lúc chưa xảy ra. Đồng chí Cửu Đường làm việc có chút không quả quyết, cái tiếp xúc cơ bản với số đông của y không tốt lắm, nếu trưng cầu ý kiến của các bên, e là không được cao. Khi ban tổ chức cán bộ cất nhắc chọn người, sẽ có một thông báo. Tuy là công văn ngoài mặt, nhưng cũng có thể bị phe phản đối lấy đó làm cớ nói. Mã Dục vừa nói xong, thấy Đường Thiên Vân chỉ gật đầu mà không nói gì, trong lòng liền hiểu ra gì đó, chủ động nói. Tôi và Cửu Đường cũng coi như là có chút giao tình, về nhà tôi sẽ ngồi với đồng chí ấy, nhắc nhở một chút. Đường Thiên Vân mới lại cười, gật đầu. Trưởng ban thư ký không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, chỉ ngồi với Cửu Đường mà không ngồi với tôi. Lời này sao lại nói, nếu không buổi tối chúng ta ngồi với nhau trước. Mã Dục nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, lập tức mở miệng mời. Buổi tối, cũng được. Đường Thiên Vân đồng ý luôn. Nhân tiện tôi giới thiệu mấy người bạn để trưởng ban thư ký làm quen. Ha ha, đâu dám, đâu dám. Mã Dục cảm thấy mối quan hệ với Đường Thiên Vân gần hơn một chút. Đường Thiên Vân vừa rời đi, Mã Dục liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Mã Hoài Minh. Phó Chủ tịch tỉnh Mã, tôi là Mã Dục, có một tình hình muốn báo cáo với anh ạ. Mã Hoài Minh là Phó Chủ tịch tỉnh chuyên quản lý bảo vệ môi trường. Đêm đó, Mã Hoài Minh rất ít khi tham gia các hoạt động cũng nhận lời mời của Mã Dục, đến một chỗ yên tĩnh ăn cơm. Nhân viên đi cùng có thư ký thứ hai của tỉnh ủy Đường Thiên Vân và phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Cửu Đường. Nên nói là, mấy người này tụ lại với nhau rất có gì đó đáng để bàn tán, nhưng chuyện trong chính trị thì có ai là nói rõ ràng được đâu. Có đôi khi, những người không có mối liên hệ nào với nhau cũng có thể khiến người khác phải mở rộng tầm mắt khi thân thiết ngồi cùng một chỗ gọi nhau anh, em. Một tuần sau, thái độ của cục giám sát chất lượng thay đổi, quay ngoắt 180 độ. Công bố với bên ngoài trong quá trình điều tra phát hiện Coca-Cola có một chỗ không phù hợp với quy định điều kiện sản xuất, thực sự có tồn tại vấn đề ô nhiễm. Xét thấy sự thật rõ ràng, Cục Giám sát Chất lượng đưa ra quyết định, phạt hành chính công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây phải chỉnh đốn và cải cách trong thời gian quy định. Lại một ngày sau, phân xưởng Coca-Cola tỉnh Tây lấy lý do là bảo trì máy vi tính, xóa sạch phần ghi chép sản xuất có liên quan đến thời gian ô nhiễm và toàn bộ các email. Các nhân chứng then chốt cũng lấy lý do nghỉ phép có lương để vắng mặt điều tra. Thái độ ngạo mạn, miệt thị và không cho là đúng, vừa nhìn là thấy ngay. Hạ Tưởng đập bàn trên hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một công ty đa quốc gia đến một đất nước chủ quyền, bày ra thái độ ngạo mạn và không chịu nổi là ức hiếp đất nước chúng ta nhỏ yếu, hay là không coi xử phạt của Cục Giám sát Chất lượng ra gì. Bây giờ không phải triều nhà Thanh. Không phải là thời kỳ dựa vào thuyền kiên cố pháo nổ to là có thể mở biên giới. Thái độ của tôi rất rõ ràng, chắc chắn, bất kể công ty Coca-Cola có chỉ tay năm ngón thế nào, tôi đáp trả lại bọn họ chỉ một câu nói hoặc là chỉnh đốn, hoặc là cút xéo. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin chủ tịch tỉnh Hạ vẫn luôn hào hoa phong nhã cũng có lúc ăn nói thô tục. Nhưng cũng đừng nói. Sau khi lời chửi của Hạ Tưởng được truyền miệng đến công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây thông qua người có lòng trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty thành viên lập tức họp khẩn cấp, tiến hành bàn bạc. Thật đúng với một câu nói của Hạ Tưởng, công ty và người giống nhau đều có tính tiện, ta đối xử với chúng cung kính nô lệ thì chúng tuyệt đối không coi ta là người, ta trợn mắt lạnh lùng thì chúng lập tức cúi mình. Trung Quốc cúi mình cúi quá lâu rồi, đã không biết đến cảm giác hãnh diện ưỡn ngực đứng thẳng như thế nào nữa rồi. Chỉ một ngày hôm sau, công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây chính thức mở cuộc họp báo, trước toàn công chúng đưa ra lời xin lỗi đã để xảy ra ô nhiễm, đồng thời bắt đầu thu hồi,
thay lô hàng lần này, cũng tiếp nhận yêu cầu trả lại hàng của người tiêu dùng. Không đủ thành ý. Trên hội nghị ủy ban nhân dân, Hạ Tưởng lại lần nữa chỉ mặt công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây. Ngừng kinh doanh trước, điều tra đến cùng ngọn nguồn ô nhiễm rồi thu hồi xử lý, đồng thời kiên quyết xử lý tuân theo tiêu chuẩn xử lý mà công ty Coca-Cola tại Mỹ từng phát sinh chuyện như vậy. Không làm được, thì đừng bao giờ mở cửa. Ngày hôm sau, công ty Coca-Cola chính thức trả lời, tìm ra ngọn nguồn ô nhiễm là do nước thải của mỏ khai thác An Đạt không đủ tiêu chuẩn, hệ thống giao nhau làm ô nhiễm hệ thống nước của công ty Coca-Cola. Sau khi sự kiện Coca-Cola cuối cùng cũng thành công dẫn mối đến mỏ khai thác An Đạt, Vương Hướng Tiền mới bừng tỉnh, mới hiểu vì sao Hạ Tưởng cứ hết lần này đến lần khác không tha cho sự kiện Coca-Cola, xét đến cùng hóa ra vẫn là có dụng ý với chỗ khác. Hoặc là nói, Hạ Tưởng là lợi dụng việc công trả thù tư, cuối cùng vẫn là muốn dẫn ra kẻ gây tai họa. Vương Hướng Tiền vốn cho rằng Hạ Tưởng là uống Coca-Cola bị đau bụng, hoặc là công ty Coca-Cola không hiếu kính với chủ tịch tỉnh, hóa ra nguồn cơn vẫn là nằm ở vấn đề chuyển đổi hình thái kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Hạ Tưởng cao minh, đúng là cao minh ngoài dự đoán của mọi người, khắp nơi đều có bố trí. Thói quen tư duy của Vương Hướng Tiền làm cho y vĩnh viễn không thể nắm bắt rõ dụng ý thật sự của Hạ Tưởng. Cũng không trách được suy nghĩ của đồng chí Vương Hướng Tiền ly kỳ. Cũng quả thật là nhiều chính sách cổ quái trong nước có lúc là sản phẩm do lãnh đạo trong lúc vỗ đầu mà sinh ra, có lúc lại do lãnh đạo ăn uống bị đau bụng hoặc gặp phải vấn đề chất lượng, trong cơn giận dữ mới ra lệnh động đến các bộ phận liên quan. Có nhiều chuyện liên quan đến lợi ích thiết thực của bách tính, nhưng do không liên quan đến lợi ích của lãnh đạo nên có hô hào nhiều năm cũng không được giải quyết. Giống như an toàn xe chở học sinh. Trên xe chở học sinh ở Mỹ, có thể ngồi trên đó là Tổng thống tương lai đất nước. Còn ngồi trên xe chở học sinh trong nước chắc chắn không phải là con cháu của lãnh đạo, cho nên trong vấn đề quản lý an toàn xe chở học sinh vẫn luôn bỏ trống, cứ phải đợi đến khi chết vô số trẻ em rồi, trước sự kiện máu mới đứng ra hô hào. Lại giống như vấn đề bắt buộc lắp thêm khung bảo hiểm vào đuôi xe vận tải chở hàng lớn. Mọi người đều biết, trong nước không bắt ép các xe tải chở hàng lớn lắp thêm khung bảo hiểm ở cuối xe. Dẫn tới các xe ô tô nhỏ khi đâm vào đuôi xe tải lớn thì 100% là đầu xe bị phần đuôi của xe tải tước đầu. Còn ở nước ngoài thì bắt ép lắp ráp, không lắp không cho xuất xưởng. Sau khi xảy ra vô số sự cố tàn khốc đẫm máu, nhà nước vẫn không ra lệnh cưỡng chế xe tải lớn phải lắp khung bảo hiểm, nguyên do ở đâu? Một là, nhà máy sản xuất xe tải lớn có mối quan hệ quan trọng với bộ ngành có liên quan, bắt buộc lắp ráp khung bảo hiểm sẽ làm tăng chi phí sản xuất. So sánh với giá trị mạng người, vẫn là túi tiền của mình quan trọng hơn. Hai là, đây chỉ là lời phim nói không thể xem là thật, không có lãnh đạo quan trọng nào chết vì ngồi xe đâm vào đuôi xe tải lớn. Quả thật, Hạ Tưởng có ý dẫn ra kẻ gây tai họa nghiêm trọng dựa trên sự kiện Coca-Cola, nhưng nếu mỏ khai thác An Đạt không có vấn đề thì hắn cũng không đưa ra được, ít nhất hắn sẽ không cố ý bôi bẩn An Đạt. Trên thực tế, trong sự việc Coca-Cola, dụng ý thật sự của Hạ Tưởng là cấp độ cao mà quan liêu như Vương Hướng Tiền vĩnh viễn không thể lý giải. Mượn sự kiện Coca-Cola tỉnh Tây để đánh vào Mỹ cũng là hành động lớn nhất trong phạm vi quyền hạn của Hạ Tưởng, nếu như cho hắn được quyền lực càng lớn hơn, hắn sẽ ra tay trong phạm vi toàn quốc, chính là muốn thể hiện rõ lập trường của bản thân trong cơn sóng gió Nam Hải, từ lúc bắt đầu là một người dân thường cho đến địa vị cao hiện tại, trong lòng hắn vĩnh viễn không mất đi tình cảm chính là địa vị thấp kém nhưng không dám quên trách nhiệm vì nước vì dân. Hạ Tưởng không coi mình là chủ tịch tỉnh, cũng không xem mình là lực lượng hậu bị, chỉ coi mình là một người dân bình thường quan tâm đến đại sự đất nước. Gần đây Trần Diễm không ngừng phiền não. Lần trước cô to mồm hứa hẹn trước Giang Cương là sẽ nhanh chóng làm Hạ Tưởng phải ngán ngẩm. Kết quả ngược lại, Hạ Tưởng chẳng ngán ngẩm nhưng thần thái hào hứng cô lại chưa có cơ hội tiếp xúc với Hạ Tưởng. Đừng nói là tiếp xúc. Ngay đến tiếp cận cũng không thể. Nghe nói bên cạnh Hạ Tưởng xuất hiện bất ngờ hai người đẹp. Với cấp bậc và tuổi trẻ của Hạ Tưởng, mỹ nữ vây quanh hắn nhiều như mây cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ cần giữ bí mật công việc, cuộc sống riêng tư của chủ tịch tỉnh lại không để cho bên ngoài biết. Nhưng vấn đề là, hai người đẹp ấy cản đường tiếp cận, thân cận hoặc là tiếp xúc Hạ Tưởng của Trần Diễm, khiến cô bị chặn đứng ở vòng ngoài an toàn bên cạnh Hạ Tưởng. Trần Diễm nói phải làm cho Hạ Tưởng ngán ngẩm cũng không hoàn toàn là mạnh miệng, mà thực sự là muốn ra tay cảnh cáo Hạ Tưởng một chút.
Thật ra ý định ban đầu của cô là làm cho Hạ Tưởng vừa biết được tính nguy hiểm của Giang Cương, lại vừa ý thức được tầm quan trọng của cô. Giang Cương càng nguy hiểm, độ uy hiếp càng lớn, cô ở giữa thì càng có thể thể hiện tầm quan trọng. Hành động gần đây của Giang Cương cô đều thu vào tầm mắt, hơi có chút sốt ruột thay Hạ Tưởng. Dường như Hạ Tưởng không hay biết gì về thủ đoạn phía sau của Giang Cương, không chút phát hiện nguy hiểm đang từng bước đến gần. Nếu Hạ Tưởng bị Giang Cương chơi đều từ sau lưng, rồi rơi vào kết cục thảm bại thì cô thế nào đây? Tuy là vận mệnh của cô chưa chắc sẽ cột với Hạ Tưởng, nhưng nói thật, cô vẫn là nghiêng về phía Hạ Tưởng là người thắng cuối cùng. Cô tin mắt mình sẽ không lầm được, Hạ Tưởng sẽ có nguyên tắc hơn cha con nhà họ Giang, càng có tín nhiệm hơn. Trần Diễm muốn cảnh báo Hạ Tưởng là, Giang Cương không những chuẩn bị tạo ra tai nạn mỏ để bôi đen thành tích chính trị của hắn, còn muốn năm sau tạo ra sự cố khi Hội đồng Nhân dân tuyển cử, khiến Hạ Tưởng không trúng cử. Đương nhiên, đối với một người muốn mọi việc đều thuận lợi như Trần Diễm mà nói, cô vì để làm dịu cơn giận của Giang Cương, nên gợi ra một chủ ý đối phó Hạ Tưởng cho Giang Cương, khơi mào mâu thuẫn giữa nhà mạng địa phương và nhà mạng nhà nước khiến cho Hạ Tưởng ở giữa khó xử. Trần Diễm không đề xuất ý kiến xấu không được, Giang Cương nhẫn nhịn cô đã gần đến cực hạn rồi. Trong tay Giang An nắm giữ 6% cổ phần đổi lấy tiền mặt là 300 triệu tệ, Giang An lại chuyển nhượng 4% cổ phần tặng cho Lôi Tiểu Minh, hai sự việc thành công thuận lợi, thực chất là kết quả do cô thúc đẩy đằng sau. Mà Giang An thua tiền ở Ma Cao cũng là do tay cô bày kế hoạch. Không chút khoa trương khi nói, nếu cô không thể bắt Hạ Tưởng làm tù binh trong thời gian ngắn, lại nếu Hạ Tưởng ra tay bức ép Giang Cương, y tức giận lên sẽ xé cô ra bằng được. Trừ khi cô nhả ra toàn bộ số cổ phần ở mỏ khai thác An Đạt, nếu không Giang Cương và Giang An mà gặp nhau rồi, lúc chân tướng bại lộ chính là bước đường cùng của cô. Đến lúc đó cô thật sự trở thành bông hoa điên cuồng trên bước đường cùng. Hiện Trần Diễm vô cùng khẩn thiết muốn gặp Hạ Tưởng một lần, không chỉ muốn tiết lộ với Hạ Tưởng một tin, mà cũng muốn dựa vào giá trị tin tức trong tay mình để đổi lấy Hạ Tưởng phối hợp cùng cô diễn một vở kịch hay, giúp cô thoát khỏi cửa ải trước mắt rồi tính tiếp. Trần Diễm muốn nói với Hạ Tưởng rằng, theo cô biết, Giang Cương đã chuẩn bị xong giai đoạn trước khi sự cố mỏ xảy ra, đương nhiên cô sẽ không nói với Hạ Tưởng tất cả tình hình thực tế của tất cả công việc chuẩn bị, ví dụ như việc Giang Cương luôn vất vả chưa tìm ra hầm mỏ, chính là do cô ở đằng sau liên hệ giải quyết, hay là vấn đề xác ở đâu cô cũng góp không ít sức trong đó. Có thể nói là, vì để đào hầm hại Hạ Tưởng, cô ở đằng sau tính toán không ít kế sách, chỉ đợi một cơ hội thích hợp thì sẽ cho kích nổ. Cô còn muốn nói cho Hạ Tưởng biết nữa là, hiện liên minh chống lại Hạ Tưởng của Giang Cương phát triển nhanh chóng, không những có đến 90% xí nghiệp than Tấn Dương gia nhập, xí nghiệp than ở thành phố khác cũng tham gia không ít, hiện rõ thế lửa đóm nhỏ cháy thành đụm lớn, chính là toàn bộ xí nghiệp than toàn tỉnh Tây đều tham gia cuộc chiến. Chiến sự, khách đại lên rồi. Cô càng muốn nói cho Hạ Tưởng biết là, Giang Cương đã bắt tay vào liên hệ với mười mấy đại biểu lớn của tỉnh. Xây dựng liên minh chống Hạ Tưởng càng rộng ra. Từ bây giờ là bắt đầu bố trận, chuẩn bị trên hội nghị Hội đồng Nhân dân năm tới đánh một đòn vào Hạ Tưởng, khiến cho hắn bất ngờ không trúng cử. Cho dù Hạ Tưởng sẽ không trúng cử, thì cũng phải làm cho hắn trúng cử với ưu thế nhỏ yếu, trở thành chủ tịch tỉnh có ưu thế yếu nhất trong lịch sử tỉnh Tây. Ba điều trên, tin tức quan trọng, cô chỉ cần Hạ Tưởng đáp lại bằng một cái ôm. Đúng, một bức ảnh cô ôm Hạ Tưởng. Nhờ đó cho Giang Cương thấy rằng cô đã bước đầu công phá tuyến phòng ngự đầu tiên của Hạ Tưởng, và công phá tuyến phòng ngự thứ hai khiến Hạ Tưởng phải quỳ gối trước váy cô cũng là chuyện trong tầm tay. Ba tin tức quan trọng thể hiện đầy thành ý, lẽ nào còn không đủ thắng sự tín nhiệm của Hạ Tưởng, phối hợp diễn một vở kịch với cô để có thể qua mắt Giang Cương. Nhưng vấn đề là, gần đây cô luôn không có cơ hội gặp được Hạ Tưởng. Lần đầu tiên Trần Diễm cảm thấy lo lắng. Trong lòng loáng thoáng có suy nghĩ mà không dám thừa nhận, không phải lần này là đùa quá lên rồi. Nhỡ rước lửa về đốt mình, cuối cùng có thể thu dọn được không? Đúng là vì có cảm giác nguy cơ, gần đây cô mới gần gũi với Lôi Tiểu Minh nhiều hơn, nắm y trong lòng bàn tay, lúc then chốt có thể mượn thân phận công tử con bí thư tỉnh ủy của Lôi Tiểu Minh để bảo vệ mình. Trần Diễm nằm nghiêng chán ngán trên giường, nhìn bầu trời giữa trưa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt chưa từng có. Là con gái có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Với lại số tiền cô kiếm được đủ để nửa đời sau tiêu xài rồi, đâu cần phải làm việc nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, Trần Diễm nhớ đến hào khí vung tiền như rác của Giang An,
dáng vẻ thua 300 triệu cũng chẳng làm buồn của con nhà giàu, lại nhớ đến xuất thân bình dân của mình, từng bước đi đến ngày hôm nay. Vui cùng bao nhiêu đàn ông, lại đùa giỡn bao nhiêu đàn ông, cô phải trả giá bao nhiêu mới có được hiện tại, sao lại phải thu tay lại chứ? Cô phải hơn người, không muốn chịu thêm bất kỳ sự ức hiếp và lăng nhục nữa. Nghĩ đến Giang An cô lại cười vô vị, từng gặp nhiều phá gia chi tử rồi nhưng đúng là chưa gặp ai ngu đến mức cực kỳ như Giang An. Thua 300 triệu tệ, sau khi tiêu xài hết số cổ phần trong tay rồi, chỉ sợ mỗi việc bị Giang Cương chửi mắng, trốn không gặp Giang Cương, bây giờ đang ở trọ một nhà nghỉ ở Bắc Kinh, tiêu tiền như nước, đàng điếm với vài ngôi sao nữ đang lên, không có chút áy náy cũng chẳng quan tâm gì đến vận mệnh mỏ khai thác An Đạt. Sản phẩm cao cấp, thiên hạ đệ nhất sản phẩm cao cấp. Đang buồn phiền không biết kết cục ra sao, điện thoại của Trần Diễm vang lên. Cô uể oải cầm điện thoại lên. Thấy số lạ liền hỏi không chút để ý. Alo, là ai vậy? Xin chào Trần Diễm, tôi là Lý Thấm. Bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô một lần, có chuyện muốn nói. Bỗng chốc Trần Diễm nhảy khỏi giường, Lý Thấm là ai đương nhiên là cô rõ rồi, cố vấn kinh tế số một bên cạnh Hạ Tưởng, Lý Thấm ra mặt nói chuyện với ai, hoặc là một cơ hội gặp mặt quan trọng, hoặc là vận mệnh đợi bị thu mua, cô bỗng chốc ngừng thở. Ừ, có thời gian. Trần Diễm luôn tự nhận mình bình tĩnh tự nhiên, nhưng trước giọng nói ép hỏi hờ hững của Lý Thấm lại hơi có chút căng thẳng. Kết quả cuộc nói chuyện giữa Lý Thấm và Trần Diễm thế nào Hạ Tưởng sẽ không quan tâm quá nhiều, Lý Thấm theo hắn bao nhiêu năm, năng lực và trình độ của cô hắn hoàn toàn yên tâm. Có điều, hắn lại hơi mong chờ buổi nói chuyện giữa Mã Dục, Đường Thiên Vân, Mã Hoài Minh và Cửu Đường. Đương nhiên, lúc này hắn chờ mong nhất vẫn là dàn xếp cuối cùng của sự việc Coca-Cola. Dưới sức ép nặng nề của Hạ Tưởng, Coca-Cola cuối cùng lại phải thỏa hiệp, trên cuộc họp báo công bố, tiêu chuẩn nhà nước về hàm lượng chlorine trong nước thuần khiến thấp hơn 0,005mg trên lít, còn kết quả kiểm tra nhiều lần thể hiện, sản phẩm liên quan đến sự việc có chỉ số là 0,002mg trên lít, nhiều hơn 0,0046mg trên lít, chất lượng an toàn, không thuộc thành phần bị triệu hồi. Đồng thời, trước yêu cầu mà Hạ Tưởng đề ra là điều tra đến cùng nguồn cơn ô nhiễm và xử lý theo tiêu chuẩn Mỹ thì Coca-Cola không trả lời trực tiếp. Hạ Tưởng nổi giận, lập tức chỉ thị các bộ ngành liên quan đóng cửa công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây, đợi sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn rồi mới được tiếp tục đi vào sản xuất. Hạ Tưởng không ngờ tới là, sự cứng rắn của hắn lại gây ra nguy cơ ngoại giao, ngoại trưởng Mỹ vì đó mà đặc biệt đến thăm Trung Quốc, còn ở Mỹ cũng chịu mở hội nghị nội các. Gọi Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh cứng rắn, mạnh mẽ đầu tiên vì Trung Quốc. Lệnh Hạ Tưởng vừa phát ra, lần đầu tiên mây gió tỉnh Tây phải biến sắc. Là một tỉnh lạc hậu của đất nước, tỉnh Tây luôn rất ít khi chiếm chỗ quan trọng trên mặt bìa báo tin tức trong nước. Trên báo chí của thế giới, ngoại trừ xảy ra sự cố gì lớn thì mới bị đề cập đến, càng là hiếm khi thấy lộ diện. Nhưng từ khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh đến nay, số lần tỉnh Tây lộ diện trên bản tin trong nước và báo chí nước ngoài nhiều hẳn ra. Trước hết là vì Hạ Tưởng là vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất của Trung Quốc, dẫn đến các tiếng thảo luận của báo chí trong và ngoài nước, sau khi độ hot qua đi, tỉnh Tây lại rơi vào yên tĩnh. Hào quang chủ tịch tỉnh trẻ nhất của Hạ Tưởng cũng dần dần bị các tin tức khác thay thế. Nhưng sự kiện Coca-Cola lại lần nữa khiến tỉnh Tây thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước, càng làm cho Hạ Tưởng lại trở thành tiêu điểm. Đối với một số chính quyền của một số bộ phận địa phương trong nước luôn tôn thờ doanh nghiệp Mỹ, rất ít khi xử phạt doanh nghiệp Mỹ vi phạm quy định pháp luật trong nước. Cho dù sau khi chuyện bị khơi to lên thì cũng là đầu voi đuôi chuột, hét to vài câu cho xong chuyện, chứ chưa bao giờ để xảy ra trường hợp chính quyền tỉnh đóng cửa dây chuyền sản xuất của công ty Coca-Cola giống như tỉnh Tây. Phải biết rằng, Coca-Cola giống như phim Mỹ vậy, là tượng trưng cho việc gặm nhấm văn hóa và kinh tế thế giới. Coca-Cola không phải là một thứ nước uống có ga kỳ lạ, mà là đại diện cho văn hóa Mỹ, là thể hiện cụ thể giá trị quan niệm mà Mỹ muốn phủ trùm lên thế giới, chỗ nào có Coca-Cola thì chỗ đó có kẻ theo đuổi văn hóa Mỹ. Giống như KFC và McDonald's vậy, là ký hiệu của kinh tế Mỹ, văn hóa Mỹ thẩm thấu đến khắp các địa chỉ trên toàn cầu. Nghe nói lệnh đóng cửa dây chuyền sản xuất Coca-Cola xuất ra trực tiếp từ chính miệng của chủ tịch tỉnh, cả nước được một phen xôn xao. Quốc nội Mỹ càng là ầm ầm dậy sấm, kêu to vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi muốn chĩa dao vào doanh nghiệp Mỹ,
lần đầu tiên thể hiện sức mạnh lời nói và cơ thể cường tráng của hắn đến Mỹ. Sau mấy tiếng bàn bạc khẩn cấp, chính phủ Mỹ quyết định cử Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc sắp xếp việc này, và đề xuất kháng nghị với chính phủ Trung Quốc trong việc tỉnh Tây cưỡng chế đóng cửa công ty thành viên Coca-Cola. Việc đóng cửa một dây chuyền sản xuất của công ty thành viên Coca-Cola sẽ không gây ảnh hưởng lắm đến bố cục toàn cầu của Coca-Cola, cũng sẽ không gây thiệt hại nặng đến lượng tiêu thụ của Coca-Cola, nhưng ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng. Khi mà tiền lệ xảy ra rồi, có nghĩa là thời đại hoành hành ở Trung Quốc của doanh nghiệp Mỹ là một đi không trở lại nữa. Lại liên tưởng đến cục thế Nam Hải, với thân phận chủ tịch tỉnh trẻ nhất của Hạ Tưởng cùng với vị trí lực lượng dự bị tương lai của hắn, hành động lần này của Hạ Tưởng đồng nghĩa tuyên chiến với tất cả các thế lực thân Mỹ ở ngoài nước. Vì để ngăn chặn một nhân vật mạnh không thân thiết với nước Mỹ lắm, Mỹ sẽ phát động tất cả con cháu thần tượng Mỹ ở Trung Quốc công kích Hạ Tưởng ở mọi phương diện, cố gắng không để cho Hạ Tưởng thuận lợi lên chức. Sau khi tiểu quốc Nam Hải biết được sự kiện ở tỉnh Tây, lại nghe nói Ngoại trưởng Mỹ sắp đến thăm Trung Quốc nên không khỏi ném ánh mắt cực kỳ phẫn nộ về phía Hạ Tưởng. Trong thời gian gần một tháng Nam Hải ghê tởm Trung Quốc, ngoài ngôn ngữ ngoại giao mong manh của Bộ Ngoại giao, Trung Quốc chưa có bất kỳ động tác đối đầu nào có tính thực chất, nên làm cho tiểu quốc Nam Hải xem thường Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc chẳng qua là miệng hùm gan sứa, đừng nói là động thủ, đến cả một câu nói mạnh miệng cũng không dám. Đất nước như vậy, các tỉnh lỵ cũng cúi đầu chỉ lo nghĩ kiếm tiền, đến cả xì dầu cũng không đong, cái gì mà phương Đông có con rồng lớn. Hoàn toàn là một đám sâu gióm. Kết quả, tỉnh lỵ ven biển của tiểu quốc Nam Hải giàu có không có chút động tĩnh, tỉnh Tây Trung Quốc cách xa Nam Hải đột nhiên làm khó dễ, và ra tay cực kỳ chuẩn, trực tiếp đánh trúng cửa mệnh của người cầm quyền. Tiểu quốc Nam Hải liền hận thấu xương Hạ Tưởng, ghi nhớ kỹ cái tên Hạ Tưởng, cũng ý thức một điều là cả đại quốc cuối cùng vẫn là có người kế thừa. Hành động đóng cửa công ty thành viên Coca-Cola của tỉnh Tây khiến cho nước ngoài không ngừng đề cập đến, trong nước thì lại hoan hô không ngớt. Giang Cương có thái độ gì tạm thời còn chưa lọt vào tai Hạ Tưởng, cùng lúc hắn đánh vào mặt nước Mỹ thì cũng sẽ thu dọn Giang Cương. Mặt, quả thực đánh rất khá. Tuy rằng tiểu quốc Nam Hải còn chưa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng người điều hành đứng đằng sau nước Mỹ lại có chút đứng ngồi không yên rồi, vội vã muốn đến Trung Quốc, đơn giản chỉ là đến gây áp lực và có kè mặc cả. Đáng tiếc, Hạ Tưởng còn chưa đủ cấp bậc để ngồi họp bàn với Ngoại trưởng Mỹ, nếu hắn đủ cấp bậc, thì nhất định sẽ làm cho người đàn bà ấy quay về mà không lập được công lao. Sau khi sự kiện đóng cửa xảy ra, điện thoại của Trần Hạo Thiên gọi đến đầu tiên. Thủ pháp khá lắm, đánh trúng cửa mệnh. Tôi thậm chí nghĩ là, nếu cậu đến Bộ Ngoại giao làm, nhất định cũng sẽ vô cùng xuất sắc. Trần Hạo Thiên rất vui khi Hạ Tưởng có hành động thúc đẩy khéo léo như vậy, vừa đúng với chính sách của Bộ Ngoại giao của nhà nước. Có thể nói là, Hạ Tưởng đã hiểu rõ chính sách ngoại giao của đất nước. Không dở trò độc, không thổi phồng, nhưng lợi ích đến tay thì không được bỏ qua. Thật ra rất nhiều người hiểu lầm chính sách ngoại giao quốc gia, cho rằng đất nước quá mức yếu đuối. Thực chất đất nước giống như một người trung niên bình thường, thủ pháp già cũ, bề ngoài đôn hậu, trên thực tế thủ đoạn đằng sau vô cùng cay độc và khiến người ta có nỗi khổ nhưng khó nói. Đương nhiên, cũng phải thừa nhận đất nước có rất nhiều chỗ mắc sai lầm, ví dụ như tâm lý đề phòng Mỹ không đủ, phán đoán sai tình thế thế giới. Quá mức lạc quan trước ý muốn tiêu diệt đất nước mình của các thế lực thù địch, cũng dẫn đến đất nước từng phải đi đường cong. Trong thời gian kỹ sư trị quốc, đắm chìm trong sự tự vui tự sướng. Cho đến khi đại sứ quán bị nổ tung mới kết thúc giấc mộng đẹp tự mình đắm chìm. Trung Quốc quá cần những người trẻ như Hạ Tưởng, và người cầm lái tương lai có thủ đoạn. Nếu nói trước kia tôi đánh giá cậu không có tương lai, chủ tịch tỉnh Hạ. Từ bây giờ trở đi coi như tôi mới thực sự nhận thức được phần khí khái hơn người của cậu. Trần Hạo Thiên khen ngợi Hạ Tưởng không tiếc lời, cũng là lúc y hạ quyết tâm. Đợi sau khi y vào Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương rồi, trong thời gian nắm quyền y nhất định sẽ dốc sức bảo vệ giúp Hạ Tưởng thuận lợi lên hàng đầu. Bên ngoài, bắt buộc phải bài trừ ảo tưởng không thực tế có Chúa cứu thế. Bên trong, bắt buộc phải bài trừ nhận thức sai lầm rằng hạnh phúc của nhân dân là sự ban ơn của Đảng và Chính phủ. Như vậy, đất nước mới đi đúng con đường giàu có, cường mạnh. Cuộc gọi của Trần Hạo Thiên đã tác động rất lớn lên Hạ Tưởng, không phải do lời khen tặng của ông dành cho hắn, mà là Trần Hạo Thiên là người thí điểm đầu tiên cải cách chính trị, có thể nói ra một loạt, bài trừ nhận thức sai lầm hạnh phúc của nhân dân là sự ban ơn của Đảng và Chính phủ còn có lợi cho hạnh phúc của nhân dân hơn là hát hàng vạn câu, mặt trời đỏ nhất.
Người gọi điện thứ hai là Trần Phong. Hạ Tưởng, cậu lại đi trước tất cả mọi người rồi, tận trong lòng tôi khâm phục lắm. Trần Phong cảm thán, quả thực là khen ngợi trước sự ra tay của Hạ Tưởng. Ông luôn gọi thẳng tên Hạ Tưởng, cũng là vì cảm thấy Hạ Tưởng vẫn không thay đổi gì sau bao nhiêu năm. Lăn lộn mười mấy năm trên quan trường, hắn vẫn có thể có được cái tâm như vậy, hiếm mà có được. Ngày trước, thành phố Yến có cậu là phúc của thành phố Yến. Sau này, tỉnh Yến có cậu là phúc của tỉnh Yến. Tôi hy vọng về sau có một ngày làm cho tôi thấy vui mừng chính là, đất nước có cậu là cái phúc của đất nước. Lời nói của Trần Phong là lời chúc phúc và dặn dò thấm thía, Hạ Tưởng cảm động ghi nhớ trong lòng, nói. Bí thư Trần, đất nước cũng cần một cán bộ đạo đức tốt như chú. Trần Phong cười ha hả. Tôi á.CSO xin đi, ở vị trí chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy, mài sắc cạnh rồi. Bây giờ nhớ lại, vẫn là khoảng thời gian làm thị trưởng thành phố Yến là thiêu đốt nhất. Một câu nói làm Hạ Tưởng hồi tưởng lại năm đó ở thành phố Yến, ngày tháng trôi nhanh, nhoáng một cái đã 10 năm qua đi, đến bây giờ hắn trưởng thành ra nhiều, đất nước cũng lớn mạnh hơn nhiều. Hắn đã có thể thong dong đánh trả khi đọ sức với đối thủ, nhưng đất nước lại rất ít khi phát ra tiếng gào phẫn nộ. Còn Trần Phong cũng thật là bị mài đi nhiều góc cạnh, nhất là mấy lần do tiền đồ bất định mà chịu hành hạ nhiều lần. Bí thư Trần, nói một câu không nên nói ra, thật ra có vào cục hay không, không thể phủ định thành tích công lao một đời của chú. Trong mắt cháu, chú là một trong số ít người tài có năng lực. Nghe xong câu định luận của Hạ Tưởng, nhịp tim trong lòng Trần Phong dường như bỗng chốc phẳng lại, cũng quả thực khi đối mặt với việc lui ra hoặc vào Hội đồng Nhân dân, hoặc là bước vào thời khắc quan trọng của cuộc đời khó mà tránh được cái mất, người trong Hội đồng Nhân dân này có ai là tránh được ngoại lệ. Nhưng thế gian luôn có một người có thể hiểu y, có thể an ủi y, chỉ có mình Hạ Tưởng. Hơn nữa ông càng hiểu rõ là, một lời của Hạ Tưởng hơn nửa phần là sau khi xem xét thời thế mới rút ra kết luận chuẩn xác. Tuy rằng bây giờ ông là bí thư tỉnh ủy, nhưng ở trong lúc nắm chắc đại cục, trong lúc phân tích thời cuộc đã kém xa tầm nhìn của Hạ Tưởng rồi. Tỉnh sở không thể cùng lúc đề xuất hai vị ủy viên Bộ Chính trị, việc đề bạt Mai Thái Bình trước rồi mới đề bạt ông đã chứng minh ông là nhân vật phụ mà thôi, Trần Phong hơi thở dài. Bất kể là tôi hay là sau khi thăng chức, ai vào Hội đồng Nhân dân thì đó sẽ đều là hậu thuẫn mạnh nhất cho cậu, hy vọng lúc còn sinh thời tôi có thể tận mắt chứng kiến cái ngày cậu và người Mỹ mặt đối mặt quyết chiến. Sau cuộc gọi của Trần Phong, Hạ Tưởng trầm ngâm rất lâu, chuyện xưa cùng nhau ùa về. Hắn rất rõ, Trần Phong có thể đột phá giới hạn thế cục của bản thân, hoàn toàn có thể bước ra khỏi quán tính lịch sử của vận mệnh kiếp trước đã là không dễ dàng rồi, cũng là sau khi tự mình điều chỉnh rất nhiều thiếu sót trong tính cách mới có thể có được thành tựu như hôm nay. Nhưng quán tính lớn mạnh của lịch sử vẫn luôn tồn tại, Trần Phong vào Hội đồng Nhân dân, với nhận thức của ông ấy thì cơ bản sẽ là không có hy vọng. Cuộc gọi tiếp theo chính là thế lực phía quân đội của Hạ Tưởng gọi đến. Hứa Quan Hoa, Mộc Phong và Triệu Minh Khắc vẫn thường khen ngợi thủ pháp của Hạ Tưởng. Bây giờ càng tin tưởng hơn Hạ Tưởng có thể dẫn dắt người phàm đi trên con đường đỉnh cao. Qua chuyện này, uy vọng phía thế lực quân đội của Hạ Tưởng tăng vọt chưa từng có, trước kia rất nhiều bộ phận con cháu của lão cổ bất mãn về việc lão cổ chỉ định Hạ Tưởng làm người tiếp nối khi thấy hắn quá trẻ và thân phận không cao, cuối cùng bây giờ đã tình nguyện phục tùng, cho rằng nếu Hạ Tưởng đoạt được chức quyền lớn, thì tuyệt đối có thể đối ngoại cứng rắn, mạnh mẽ, xây lại khí phách, phong độ đại quốc mà Trung Quốc nên có. Chứ không phải sự chần chừ, khiếp đảm hổ sói trước sau. Vấn đề ở chỗ, sợ cọp sợ sói, bản tính hung ác của sói và hổ vẫn luôn không bớt đi, sẽ không vì bạn yếu nhỏ mà thương hại, tha cho bạn. Khiến cho Hạ Tưởng cũng không ngờ tới là, sự kiện Coca-Cola, hắn chưa kịp đợi Giang Quân đáp trả bước tiếp theo, sẽ đưa trọng điểm tiến hành đả kích Giang Cương thì điện thoại Bộ Ngoại giao gọi đến. Cuộc điện thoại là Bộ Ngoại giao từ Bắc Mỹ Châu Đại Dương gọi đến. Đối phương tự xưng là phó vụ trưởng. Vừa mở lời câu đầu tiên là kéo dài giọng điệu ngoại giao. Chủ tịch tỉnh Hạ, mối quan hệ Trung Mỹ là bước quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, bây giờ tình hình mối quan hệ phát triển tốt, hai bên thương mại tăng trưởng ổn định. Hạ Tưởng không khách sáo ngắt lời của đối phương. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đều là người Trung Quốc cả, đừng có nói những lời vô nghĩa không sai sót. Đối phương bỗng chốc bị sửng sốt. Không ngờ đường đường là chủ tịch tỉnh lại ăn nói không có phép tắc. Chủ tịch tỉnh Hạ, mời anh phối hợp với chính sách ngoại giao của quốc gia. Hạ Tưởng lại lần nữa lạnh lùng ngắt lời đối phương.
một phó vụ trưởng như anh không có tư cách nói chuyện với tôi, có vấn đề gì thì để bộ trưởng gọi. Ngoại giao luôn là sự kéo dài thực lực của quốc gia, là thể diện của đất nước. Giống như một người có ăn vận đúng mức, nho nhã lễ độ hay không. Ngoại giao của một quốc gia thể hiện sự tự tin và ý chí của quốc gia đó. Và cả thực lực. Cái mà được gọi là ăn cơm, mặc đồ làm sáng mặt gia đình thì ngoại giao cũng như vậy, có bao nhiêu thực lực, bao nhiêu tự tin thì sẽ có bấy nhiêu trọng lượng giữa trường quốc tế, lời nói được trọng dụng bao nhiêu. Giống như Viện Quốc vụ Triệu mở hội nghị kinh tế toàn quốc vậy, chủ tịch tỉnh các tỉnh sau khi tụ họp đông đủ, chủ tịch tỉnh các tỉnh giàu mạnh tập trung một chỗ với nhau, chỉ đường Giang Sơn, nghiễm nhiên bộ dạng bỏ cái này lấy cái khác. Còn chủ tịch tỉnh các tỉnh nghèo thì chỉ có thể ngồi ở một góc, hoặc là im lặng ít lời, hoặc là nghe ngóng chủ tịch tỉnh các tỉnh có nền kinh tế phát triển cao giọng bàn luận, sau đó khiêm tốn xin chỉ dạy. Thật ra hội nghị Liên Hợp Quốc cũng là như vậy, ai có tiền có thực lực thì người đó có tự tin. Cũng có trường hợp đặc biệt, ví dụ như Hạ Tường. Hạ Tường nhậm chức chủ tịch tỉnh đến nay, chưa từng tham gia hội nghị chủ tịch tỉnh toàn quốc, nhưng có một điểm có thể tin là, nếu Hạ Tường tham gia hội nghị chủ tịch tỉnh, không một ai dám coi thường chỉ vì hắn là chủ tịch tỉnh của một tỉnh nghèo lạc hậu, không chỉ vì tuổi tác của hắn không ai trẻ bằng, mà bởi vì những việc hắn làm ở tỉnh Tây Càng là từ trước đến giờ chưa có ai làm như vậy. Tạm thời không nói đến sự chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng có thành công hay không. Chỉ riêng chuyện đóng cửa phân xưởng Coca-Cola thôi cũng đủ để Hạ Tường làm cho tất cả các chủ tịch tỉnh trên toàn quốc phải nhìn khác đi. Không ngờ, Bộ Ngoại giao cũng muốn nói ra nói vào sự vụ tỉnh Tây, Hạ Tường liền rất không khách khí đáp trả. Hắn sợ Bộ Ngoại giao, chuyện đùa, có thể an toàn bước ra từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, một Bộ Ngoại giao không có thực quyền càng không có bất kỳ trói buộc nào đối với hắn. Phó vụ trưởng bị giọng điệu của Hạ Tường chọc cho nổi cáu. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi sẽ phản ảnh với Viện Quốc vụ về thái độ bất hợp tác với công việc của Bộ Ngoại giao của anh. Đối xử với nước ngoài thì thừa khách sáo, đối xử với người trong nước thì cứng rắn, mạnh mẽ, rất phù hợp với truyền thống tốt đẹp của một số người trong nước. Hạ Tường đâu còn giữ khách sáo với đối phương. Anh gọi điện đến vốn đã là sai lầm rồi, tôi sẽ trực tiếp gọi cho Bộ trưởng Lý, kháng nghị Bộ Ngoại giao can thiệp vào sự vụ của nội bộ tỉnh Tây. Bực. Đối phương bị Hạ Tường làm cho kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, y chưa từng gặp phải chủ tịch tỉnh nào mạnh mẽ, cứng rắn như vậy. Cũng phải, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước thì chỉ có mình người đó mà thôi. Hạ Tường cũng chỉ là nói, chứ không chủ động gọi điện lý luận với Bộ Ngoại giao. Tuy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là quan chức Bắc Kinh, hắn cũng không cần phải đề cao y, cho dù Bộ trưởng đích thân gọi điện đến, hắn cũng phải có thời gian nghe mới được. Hiện giờ chuyện quan trọng với hắn là tiếp tục lấy sự việc Coca-Cola lên men, tranh thủ Ngoại trưởng Quốc vụ Mỹ đến thăm, ép công ty kiêu ngạo Coca-Cola phải cúi đầu, nếu không sẽ không tiếc giá nào cho đóng cửa vô thời hạn. Sau khi Hạ Tường làm thật, ra lệnh đóng cửa phân xưởng Coca-Cola tỉnh Tây, cuối cùng Tổng Giám đốc của phân xưởng kiêu ngạo hoang mang. Thông qua thiện ý mà Đường Thiên Vân gợi ý cho, đề xuất muốn báo cáo công việc trước Chủ tịch tỉnh. Xin chủ tịch tỉnh cấp đãi ngộ siêu quốc dân cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáng phải có. Tổng giám đốc phân xưởng là người Trung Quốc, bày ra một bộ dạng nô lệ cho Tây, Hạ Tường chịu gặp mặt y mới là lạ. Chẳng qua chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp cho một công ty đa quốc gia mà đòi gặp chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh là ai mà chó, mèo muốn gặp là gặp được. Hạ Tường từ chối ngay lập tức, cho Đường Thiên Vân ám thị với đối phương, đề xuất ba yêu cầu. Một là công ty Coca-Cola xin lỗi công khai, hai là thu hồi toàn bộ số sản phẩm lần này, bồi thường với mức nhất định cho bộ phận người tiêu dùng, xử lý chuyện như vậy ở Mỹ như thế nào thì ở tỉnh Tây cũng làm như thế. Ba là, điều tra triệt để nguồn ô nhiễm, điều tra rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo lên Cục Giám sát Chất lượng. Ba yêu cầu này, một điều làm không đạt yêu cầu thì rất tiếc, không thể bắt đầu sản xuất được. Đường Thiên Vân truyền lại chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng cho Mã Hoài Minh biết. Mã Hoài Minh hiểu ra, chỉ thị Bộ Ngành Bảo vệ Môi trường và Cục Giám sát Chất lượng nghiêm chỉnh chấp pháp, tuyệt đối không được nương tay. Sau khi công ty thành viên Coca-Cola bị đình chỉ hoạt động, Cục Giám sát Chất lượng lại viết hóa đơn phạt 1 triệu tệ càng làm cho báo chí trong nước kêu hô, nghẹn họng trước sự cứng rắn, mạnh mẽ của tỉnh Tây. Ban tuyên giao tỉnh Tây cũng là tung hết hỏa lực, tuyên truyền về sự trắng trợn của Coca-Cola cố ý kéo dài thời gian không báo cáo, cố ý tiêu hủy chứng cứ liên quan. Chỉ đổi chứ không thu hồi sản phẩm có vấn đề. Vạch ra,
Coca-Cola là một công ty đa quốc gia luôn tự xưng tuân thủ các giá trị quan niệm nòng cốt ở Trung Quốc là sự hợp tác chân thành và chất lượng, luôn tự phô trương là tiêu chuẩn duy nhất toàn cầu chấp hành, được biết đến trong cùng một loại chất lượng sản phẩm, giữa các quốc gia đáng kính trên toàn cầu thì Coca-Cola có truyền thống lâu đời. Nhưng gần đây chuyện xảy ra ở tỉnh Tây không thể hiện ra giá trị quan niệm và hành vi chuẩn tắc mà công ty Coca-Cola nên có, và xử lý vấn đề ở thị trường Trung Quốc không kịp thời và có thành ý bằng ở Mỹ. Từ đó chúng ta không khỏi phải nghi ngờ, Coca-Cola có là doanh nghiệp quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa và trăm năm uy tín không? Báo chí tỉnh Tây phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra lời chất vấn rất đanh thép, phát ra lời tuyên truyền giác ngộ dẫn tới sự bùng nổ đầu cơ của truyền thông trong nước, cũng dẫn tới những đợt sóng thảo luận của báo chí nước ngoài. Không chỉ bởi vì tỉnh Tây lần đầu tiên công khai tuyên chiến với công ty Mỹ, đề xuất xử lý vấn đề theo tiêu chuẩn Mỹ, và còn có ý trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ đến thăm, biến sự việc khuếch đại lớn hơn. Lệ thường trong giới quan trường Trung Quốc là, một khi có quan chức Mỹ đến thăm, báo chí trong nước phải ca múa hợp với hoàn cảnh, nhưng tỉnh Tây đi đầu tiền lệ, thái độ cứng rắn làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Tương đương với việc trực tiếp đánh vào mặt Ngoại trưởng Mỹ. Nước Mỹ nổi giận rồi. Ngoại trưởng trực tiếp đề xuất kháng nghị với Bộ Ngoại giao, yêu cầu tỉnh Tây ngừng phương pháp cổ động tư tưởng trào lưu chủ nghĩa dân tộc, nếu không, nước Mỹ có quyền tiến hành bước hành động giữ lại, thực thi tiếp theo. Hành vi hạ tưởng liên tục chèn ép công ty Coca-Cola nhận được sự ủng hộ của các quan chức lớn cấp tỉnh thuộc các tỉnh phái sung sức, trẻ trung trong nước, hoặc là gọi điện tới tỏ vẻ khen ngợi, hoặc là chịu mở hội nghị nội bộ biểu thị tán thành. Đương nhiên cũng không thiếu tiếng nói phản đối. Có không ít quan chức cấp cao của không ít tỉnh thành cho rằng Hạ Tưởng không nên khiêu chiến với điểm mấu chốt của Mỹ, ít nhất nên đợi sau 100 năm nữa Trung Quốc mới dám ưỡn ngực thẳng người trước Mỹ. Càng có những kẻ thuộc phái chủ hòa hoặc phái đầu hàng lớn giọng lén chỉ trích Hạ Tưởng hồ đồ, nếu chọc giận Mỹ thật rồi, nước Mỹ nổi trận lôi đình thì Trung Quốc không phải mau mau cầu xin tha thứ. Ngay trong chuyện trừng phạt công ty Coca-Cola tỉnh Tây, không những gây ra hai thái cực đối lập phân biệt rõ ràng trên cục diện chính trị trong nước, trong quân đội cũng là gây nên đại thảo luận mà trước đây chưa từng có. Phái sung sức chủ chiến cho rằng, hành động của Chủ tịch tỉnh Hạ làm sung sướng lòng người, là một tỉnh đầu tiên trong 100 năm vừa qua nói không với công ty đa quốc gia, thực chất là tương đương nói không với Mỹ, thể hiện lớp lãnh đạo mới cấp tỉnh bộ, có trí tuệ, có tự tin, sức mạnh, càng có khí phách, không còn là tính cách mềm yếu, nhu nhược của kẻ thôn quê, không còn là thủ đoạn yếu đuối thích thổi kèn, hát ca. Mà là nam nhi kiên cường nghĩ được làm được, không chút hàm hồ. Còn phái chủ hòa đầu hàng thì cho rằng, Hạ Tưởng là đang đùa với lửa. Trung Quốc hiện giờ bất kể là thực lực kinh tế hay là thực lực quân sự đều không đủ quyền uy để khiêu chiến với Mỹ. Thật ra đằng sau lời nói đó là nỗi sợ nếu thật sự đánh nhau với Mỹ, về phương diện kinh tế hay quân sự, nếu nhỡ Mỹ đem toàn bộ gia sản, bao gồm tài sản, vợ con của bọn họ đều phong tỏa rồi. Sự nghiệp một đời phấn đấu của bọn họ sẽ thành trôi hết theo làn nước. Giao đấu với Mỹ, chỉ đến bước như vậy mà thôi, mau mau thu tay lại, cũng tốt cho thể diện của mọi người. Thế lực hai phe trong quân đội không ai nhường ai, tranh luận không ngớt, thậm chí quan quân bộ phận quân khu đặc biệt còn suýt nữa đánh nhau chỉ vì một lời bất hòa. Người ủng hộ và kẻ phản đối Hạ Tưởng tự động phân thành hai phe cánh, nhìn đối địch nhau, công kích lẫn nhau, dường như tăng lên đạt đến mức độ rút súng bắn vào nhau. Uy vọng trong quân đội của Hạ Tưởng đã tăng một cách cấp tốc, đồng thời thế lực phản đối nhằm vào hắn cũng đoàn kết hơn bao giờ hết. Hạ Tưởng cũng không ngờ rằng, hành động chèn ép công ty Coca-Cola của hắn có thể bỗng chốc biến hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Thế lực hai phái là phe ủng hộ của địa phương và quân đội, và phe phản đối mỗi phe hình thành nên sự đoàn kết chưa từng có. Không chỉ có vậy, giới truyền thông trong nước cũng phân thành bè phái, một phái ủng hộ Hạ Tưởng, một phái chỉ trích Hạ Tưởng. Càng có một chút lập trường công chính, chuyên gia có phẩm hạnh cao sang nóng lòng nhảy ra, phát biểu chậm rãi trên TV, bình phẩm hành vi của Hạ Tưởng trí tuệ cao siêu giống như chị Phượng mà trong vòng 500 năm trở lại ai cũng biết. Chỉ ra Trung Quốc không nên dễ dàng mắc mưu, không nên động một chút là cảm thấy mình đã lớn mạnh, không nên cho rằng dám đấu chọi với Mỹ là mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ không nằm ở bề mặt mà là sau khi toàn thể thực lực đạt đến độ rồi, tự nhiên mà thành sẽ đứng thẳng lưng lên. Chuyên gia cường điệu lặp lại, không nên bị mắc lừa, không nên nổ phát súng đầu tiên. Hạ Tưởng lại không muốn phát biểu suy nghĩ trước sự tranh luận của địa phương, quân đội lẫn giới truyền thông,
nhưng khi nhìn thấy chuyên gia áo mũ chỉnh tề phát biểu trên truyền hình lời mê hoặc lòng người, ăn nói khoác lác, cuối cùng không nhịn được mà bình một câu. Người gù mắc bệnh thoái hóa xương, ngồi xuống rồi, sườn lưng cũng không thẳng nổi. Giấu được lương tâm tình nguyện làm chó săn hán gian cho thế lực ngoại quốc, tổ tông 18 đời của hắn có sống dậy đứng sau lưng hắn, thì trong mắt hắn cũng chỉ có bố ruột là Mỹ. Nếu để cho một vài người nghe được lời bình này của Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ tức phun máu. Tuy nhiên cho dù bọn chúng có tức phun máu mà chết, Hạ Tưởng cũng sẽ không thương cảm chúng một chút nào. Có rất nhiều chuyên gia hóa trang và ẩn giấu bộ mặt vốn có, một lòng bán mạng cho thế lực ngoại quốc nhưng lại ngụy trang là tấm lòng vì nước vì dân, chúng chính là bọn sói đội lốt cừu, cực kỳ có tính dối trá và sức phá hoại. Sau khi Hạ Tưởng mượn thông qua Mã Hoài Minh thể hiện lập trường kiên định với phân xưởng Coca-Cola, phân xưởng Coca-Cola vẫn ngạo mạn như cũ và không hồi đáp yêu cầu của phía chính phủ, cũng không có bất kỳ hành động nào, bất ngờ im lặng ngoài dự đoán. Hẳn là đằng sau có dở trò rồi, đối diện chơi một kiểu, sau lưng dở một kiểu là kỹ xảo Mỹ quốc quen dùng. Quả nhiên, Hạ Tưởng đoán đúng. Sau chuyện đó hắn không chủ động gọi điện cho Bộ Ngoại giao, không ngờ, Bộ Ngoại giao lại lần nữa gọi đến. Lần này, đích thân Bộ trưởng ra mặt. Đầu tiên là Bộ trưởng Lý nói vài câu, khách khí hơn Phó Vụ trưởng lần trước nhiều, sau đó chuyển đề tài. Chủ tịch tỉnh Hạ, Ngoại trưởng Mỹ kháng nghị với Viện Quốc vụ, đồng thời đề xuất yêu cầu với Bộ Ngoại giao, muốn đến thăm tỉnh Tây. Muốn đến tỉnh Tây gây áp lực trực diện. Có đôi khi hoạt động ngoại giao chính là sự đọ sức ý chí giữa nước này và nước kia, không chỉ so tài về thực lực, mà còn so về độ kiên nhẫn và sĩ khí. Hạ Tưởng suy nghĩ, trả lời một câu làm cho Bộ trưởng Lý cả kinh. Gần đây sự vụ của tỉnh Tây quá nhiều, đồng chí chị học lại đang ở Bắc Kinh, vừa đúng lúc tôi phải đi thị sát một dự án. Rất xin lỗi, không tiện tiếp đãi sự đến thăm của Ngoại trưởng Mỹ. Giai đoạn hiện nay trong cả nước, ở cấp bậc chủ tịch tỉnh dám nói không với Ngoại trưởng Mỹ thì Hạ Tưởng là người đầu tiên. Bắc Kinh. Tháng 5 Bắc Kinh, thời tiết nóng bức dần lên cao, giống với thành phố Yến, mùa xuân ở thủ đô ngắn ngủi và xấu hổ. Trong lúc còn chưa cảm nhận được sự ôn hòa, thoải mái của mùa xuân, thì đột nhiên trong đêm chuyển biến bước sang hạ rồi. Ý nói là, có thể là hôm qua còn đang mặc quần áo dày cộp, sau một giấc ngủ tỉnh dậy đã phải mặc áo tay lửng rồi. Lão cổ ngồi trong vườn nhà, mắt hơi híp lại phơi nắng. Ánh mặt trời trước chưa chiếu rọi trên mặt, khiến cho khuôn mặt mang đầy nét thăng trầm của ông biểu hiện ra sự thâm trầm không giống bình thường. Nhưng ngoài sự thâm trầm, thần sắc lão cổ còn hiện ra một vẻ vui sướng thong dong bình tĩnh. Sự ra tay của Hạ Tưởng rất được lòng ông, khiến cho ông càng xem trọng tương lai của Hạ Tưởng. Mặc cho tiếng phản đối trong quân đội còn rất nhiều, phe phái phản đối cũng rất khổng lồ. Nhưng có sự phản đối cũng là chuyện tốt. Cái lý nếu không tranh biện thì sẽ không rõ lý, có chuyện mà không tranh luận thì chuyện sẽ không rõ ràng. Hạ Tưởng có thể ở vị trí chủ tịch tỉnh làm kinh động mây gió bốn phương, quả nhiên không phải là nhân vật không có tích sự gì. Cũng không biết đợi sau khi Hạ Tưởng đạt đến địa vị đỉnh cao rồi thì khung cảnh sẽ như thế nào. Lão cổ càng nghĩ càng thấy Hạ Tưởng từ sau khi phò chính, không những bước đi nhanh hơn vững hơn, mà thế tiến tới cũng không thể ngăn cản nổi. Cộng thêm việc Cổ Ngọc có thai, nhà họ Cổ có người nối dõi càng khiến cho ông lão một đời trải qua bao chìm nổi thêm an lòng. Đứng một bên cung kính là Triệu Minh Khắc. Minh Khắc, cậu phải nhớ một điều, sau này bất kể Hạ Tưởng đi đến bước đi nào, cậu và Quan Hoa nhất định phải đảm bảo thế lực trong quân đội thủy chung đi theo Hạ Tưởng. Ai muốn ngăn cản Hạ Tưởng đạt lên đỉnh cao, các cậu liền phải cất lên tiếng nói có sức mạnh nhất cảnh cáo đối phương, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lời nói của lão cổ tương đương với việc ra mệnh lệnh chết, làm cho thế lực quân đội thể chết đi theo Hạ Tưởng. Triệu Minh Khắc dùng mình, kính cẩn đáp. Vâng, tôi ghi nhớ rồi. Bây giờ các cậu không có đường lùi rồi, đất nước cũng không còn đường lùi để bước. Lão cổ hướng nhìn về phía bầu trời xa xanh thẳm. Trung Quốc muốn quật khởi, thế lực đối địch muốn ngăn trở, không mạnh mẽ, cứng rắn mà chỉ giả vờ đớn hèn, giả vờ lâu rồi thì sẽ trở thành đớn hèn thật sự. Ai cũng muốn bắt nạt kẻ yếu hèn, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản tính của con người. Vâng. Ánh mắt Triệu Khắc Minh xẹt qua tia ánh sáng, chủ tịch tỉnh Hạ muốn đùa giỡn công ty Coca-Cola tới khi nào đây? Đến cả chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ cũng dám khước từ. Từ ngày cải cách mở ra đến nay, đúng là một chuyện cổ vũ lòng người chưa từng thấy.
Chuyện Hạ Tưởng giành mạch cự tuyệt chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ không những làm dậy sóng lớn ở Bộ Ngoại giao, tại Viện Quốc vụ cũng làm mọi người bàn luận sôi nổi. Không ít người chỉ trích Hạ Tưởng không biết thời cuộc, không lấy đại cục làm trọng, một số người thậm chí còn đến trước mặt Thủ tướng nói xấu Hạ Tưởng. Mặc dù Thủ tướng cũng hơi bất mãn trước việc Hạ Tưởng khước từ, nhưng cũng không tiện trực tiếp can thiệp vào quyết định của chính quyền địa phương. Trước những người công kích Hạ Tưởng, y nói một câu mang ý sâu xa. Ngoại giao là được xây dựng từ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, Viện Quốc vụ cũng phải hiểu cho quyết định của chính quyền địa phương. Ai cũng đều nghe ra, Thủ tướng rõ ràng có ý che chở Hạ Tưởng. Mặc cho Thủ tướng che chở Hạ Tưởng, nhưng Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên bị bẽ mặt ở Trung Quốc, vô cùng không vui, muốn sớm kết thúc chuyến thăm để thể hiện sự bất mãn chính quyền Trung Quốc. Sau khi Lô Trị Học ở Bắc Kinh biết được tin, vội vàng gọi điện cho Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, quyết định của anh quá cầu thả rồi. Lô Trị Học vô cùng bất mãn nói. Ngoại trưởng Mỹ đến thăm, là một lần cơ hội ngàn năm một thừa nâng cao hình tượng quốc tế của tỉnh Tây. Đồng chí Trị Học, tôi không cho rằng nâng cao hình tượng quốc tế tỉnh Tây sẽ có tác dụng thúc đẩy gì cho tỉnh Tây. Tôi tin Ngoại trưởng Mỹ đến thăm là không hề có chút hứng thú gì về nâng cao hình tượng quốc tế tỉnh Tây. Ngược lại, bà ta là đến gây áp lực, yêu cầu chính quyền tỉnh cho qua sự kiện Coca-Cola. Nhưng chuyện của Coca-Cola kiên quyết không thể cho qua được. Đã không có đề tài chung để bàn thì đến có tác dụng gì? Lẽ nào để cho Ngoại trưởng Mỹ sau khi thăm viếng tỉnh Tây, rồi lấy sự ô nhiễm của tỉnh Tây làm chuyện để nói, sau đó trên hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gây áp lực lên Trung Quốc, bắt Trung Quốc giảm bớt thải khí carbon dioxide? Lôi Trị Học không ngờ Hạ Tưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm cho y bỗng chốc nghẹn họng, không thể trả lời vấn đề hắn vừa nêu. Tạm ngừng một lát, Lôi Trị Học mới nói tiếp. Thôi vậy, chuyện đã qua đi rồi thì không nhắc đến nữa. Có điều sau này đồng chí Hạ Tưởng trước khi ra quyết định, tốt nhất là nói qua với tỉnh ủy. Bụp, một tiếng, Lôi Trị Học cúp điện thoại để thể hiện tâm trạng cực bất mãn của y. Cả tỉnh ủy tỉnh Tây lòng người sao động, đều lén bàn luận sự kiện Coca-Cola cuối cùng sẽ dùng kết cục thế nào để kết thúc. Không ít người không tin Hạ Tưởng có thể chống đỡ được áp lực từ các phe, chắc chắn cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Không ngờ dưới sức ép của Bộ Ngoại giao, Viện Quốc vụ và Lôi Trị Học, Đại Chủ tịch tỉnh Hạ không những đứng vững trước áp lực, tôi sừng sững bất động, còn cứng rắn đáp trả Ngoại trưởng Mỹ khiến cho không ít người ở tỉnh ủy phải mở rộng tầm mắt. Người trong nước giỏi nhất so sánh, kinh ngạc nghe đồn Hạ Tưởng đến Mỹ còn không sợ, nên không khỏi đoán thầm trong lòng. Sợ là Chủ tịch tỉnh Hạ đúng là lực lượng dự bị thông thẳng lên Trung ương. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói mỗi cử động của Chủ tịch tỉnh Hạ, chắc chắn trước đó là đều được bày mưu đặt kế. Người khác đoán mò thế nào Hạ Tưởng không để tâm, hắn chỉ là tiếp tục nghe theo lối suy nghĩ của chính mình vững bước đẩy mạnh. Vừa hay Lôi Trị Học bị công việc giữ chân ở Bắc Kinh, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua được. Thế nhưng, công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây cũng đúng là có lòng nhẫn nại. Sau khi bị đóng cửa, sau khi được Cục Giám sát Chất lượng truyền tới thông báo thời hạn chỉnh đốn và cải cách, Coca-Cola vẫn không tuân theo chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng đứng ra nhận sai, thu hồi và điều tra triệt để ngọn nguồn ô nhiễm. Ngược lại còn tung tin tỉnh Tây không phù hợp doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đến đầu tư, và lén trào phúng căn nguyên làm cho tỉnh Tây nghèo, lạc hậu chính là từ người nhiều hơn việc, quá mức quan liêu. Được, một doanh nghiệp dùng giọng điệu Mỹ Quốc nói chuyện, đúng là tự xem mình là đại gia rồi. Bây giờ không phải thời mãn thanh khúm núm nịnh bợ đối ngoại nữa, vốn đầu tư nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư cũng không phải là liên quân tám nước cầm súng pháo tiến vào Trung Quốc nữa. Hạ Tưởng cũng biết rõ, công ty Coca-Cola bên Mỹ là được Ngoại trưởng Mỹ bày mưu đặt kế, cố ý làm vậy, chính là muốn đọ sức ý chí với chính quyền tỉnh tỉnh Tây, xem cuối cùng ai thắng ai bại. Hạ Tưởng không phải lũ quan chức giỏi ăn, bụng phệ mặt tươi cười. Cũng không đem vợ con và tài sản dâng tặng đến tay ông chủ Mỹ, tùy ý ông chủ Mỹ vui lòng tiếp nhận. Hắn là một kẻ chưa bao giờ sợ uy hiếp cũng không sợ giao thật súng thật, ai có bất kỳ hình thức uy hiếp nào với Hạ Tưởng thì rất tiếc, nhầm rồi. Phong thanh của công ty thành viên Coca-Cola vừa mới tung ra, thì có một tin khác truyền đến, một công ty Mỹ đến tỉnh Tây đầu tư y. Tin đầu tư $100 triệu vừa truyền ra, lập tức gây nên một trận bàn luận và phỏng đoán không ngớt của giới truyền thông trong nước. Từ trước đến nay doanh nghiệp Mỹ và chính phủ Mỹ luôn sánh cùng bước, rốt cuộc lần này là doanh nghiệp Mỹ nào gan lớn, dám làm ngược với phía chính phủ.
Ngoài dự đoán của mọi người là, sau khi tin doanh nghiệp Mỹ muốn đến đầu tư được tung ra, lập tức Quốc hội Mỹ có nghị sĩ đề xuất trừng trị công ty này. Kết quả đề xuất này chưa kịp trình lên thì đã chết thai trong bụng rồi, đằng sau là một luồng sức mạnh chính trị cường mạnh chặn lại phương án này. Công ty Coca-Cola bị công ty của nước mình đánh vào mặt, rất buồn bực nhưng lại không làm gì được đối phương, nên càng bất lực hơn. Chuyện càng buồn bực hơn đến ngay sau đó, công ty thành viên Coca-Cola đột nhiên mất điện, mất nước và cắt mạng. Lớp tầng cao của công ty phẫn nộ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Tấn Dương giải đáp, Ủy ban Nhân dân thành phố lập tức trả lời, tuyến ống cũ lạc hậu rồi, đang trong quá trình sửa chữa, xin hãy nhẫn nại chờ. Một đợi là hai ngày, vẫn chưa xong. Ngày thứ ba, sự kiện Coca-Cola có độc vẫn tiếp tục lên men trên báo chí, dân chúng dậy sóng lên án ngày càng mạnh, dẫn tới lượng tiêu thụ Coca-Cola ở khắp nơi bị giảm mạnh. Cuối cùng có người ngồi không yên nữa, ý thức được không thể thắng lại ý của Hạ Tưởng, mới biết là uy phong bao năm ở Trung Quốc, cuối cùng đã gặp phải thép cứng rồi. Hạ Tưởng ngồi ở văn phòng đang trong lúc sắp xếp công việc tiếp theo cho cấp dưới Mã Hoài Minh, thì điện thoại vang lên. Vừa đúng lúc Đường Thiên Vân đi ra ngoài, Hạ Tưởng liền trực tiếp nghe máy. Bên trong dội đến một loạt tiếng Anh, Hạ Tưởng chau mày, trầm tĩnh nói một câu. Mời nói tiếng Trung. Trả lời lại Hạ Tưởng vẫn là một loạt tiếng Anh. Hạ Tưởng có thể nghe hiểu đối phương đang nói gì, cũng có thể dùng tiếng Anh đối đáp vài câu với đối phương, nhưng hắn lại vẫn kiên trì dùng tiếng mẹ đẻ, và cho rằng là người Trung Quốc nếu cứ phải đối đáp với đối phương bằng tiếng Anh, không những không thể hiện bạn học thức nhiều, dù sao là mang tiếng tự hạ thấp thân phận, càng huống hồ là đối phương chủ động gọi đến, nên nói. Nếu người không nói tiếng Trung, là chứng minh ngươi không chuẩn bị tốt để nói chuyện, xin chuẩn bị tốt rồi hãy gọi lại. Chủ tịch tỉnh Hạ, xin đừng cúp máy. Bỗng chốc đối phương từ tiếng Anh lưu loát chuyển sang tiếng phổ thông rành rọt, vừa nghe chính là người Trung Quốc, hoặc là nói, là phiên dịch Trung Quốc. Chủ tịch công ty Coca-Cola muốn nói chuyện với ông. Nói chuyện thì không cần đâu. Hạ Tưởng rất trực tiếp cự tuyệt đối phương. Chỉ cần làm việc nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật tỉnh Tây hoan nghênh tất cả các thương nhân nước ngoài đến đầu tư. Vừa nói xong, hắn liền cúp máy. Cùng ngày, mấy xe chở hàng của công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây bị chặn lại trên đường cao tốc, bị phạt tiền do chở quá tải. Cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ ở Bắc Kinh nhận được sự tiếp kiến nồng nhiệt của lãnh đạo quốc gia, thì công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây gặp phải nguy cơ chất lượng nghiêm trọng. Một ngày sau khi nữ Ngoại trưởng Mỹ bay rời Bắc Kinh chưa được 2 tiếng, công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây tuyên bố thu hồi toàn bộ lô hàng nghi nhiễm độc, và tuân theo tiêu chuẩn xử lý tại Mỹ tiến hành quy trình bồi thường. Tin tức vừa truyền ra, báo chí trong nước đồng loạt hoan hô, trong nhiều năm đọ sức với đầu tư nước ngoài, trong sự việc hộp số SS của ô tô đại chúng có vấn đề liên tục lặp lại mà sau khi bị Cục Giám sát chất lượng nhà nước nhiều lần hẹn bàn, vẫn là bộ mặt vô lại chỉ nâng cấp các phần mềm mà không thu hồi sản phẩm. So sánh với tất cả hộp số UZ tiêu thụ ở Mỹ và châu Âu, đại chúng đã thực thi thu hồi tất cả sản phẩm, chỉ có duy nhất ở Trung Quốc là không thu hồi. Cuối cùng tỉnh Tây đã thành công bức ép công ty Coca-Cola chán cao ngạo mạn, lần đầu tiên giúp cho người dân được hưởng thụ đãi ngộ giống như của người Mỹ, liền được vô số báo chí xưng gọi là thắng lợi chưa từng có trong lịch sử. Lại một ngày sau, công ty thành viên Coca-Cola tỉnh Tây truyền ra sự thay đổi nhân sự. Nguyên giám đốc từ chức, người chịu trách nhiệm liên quan đến sự kiện nhiễm độc bị đuổi việc, đồng thời chính thức trình lên Cục Giám sát Chất lượng và Bộ ngành Bảo vệ Môi trường tỉnh báo cáo điều tra ô nhiễm. Điều tra cho thấy, nguồn ô nhiễm chỉ thẳng là khai thác mỏ An Đạt. Sau trận thắng nở mày nở mặt, bố cục nhằm vào khai thác mỏ An Đạt đã hoàn thành mọi mặt, nhanh chóng sắp sửa bọc đánh đối phương. Khi Hạ Tưởng lợi dụng sự kiện Coca-Cola làm điểm tựa ảnh hưởng tình hình trong nước thậm chí là quốc tế. Nhìn tỉnh Tây dường như yên tĩnh, nhưng thế lực khắp nơi lại như mạch nước ngầm gợn sóng, đang hoàn thành một đợt tập trung lực lượng. Dường như theo góc độ kia mà nói, khi Hạ Tưởng tập trung tinh lực đọ sức với Coca-Cola, đúng lúc được cái này mất cái khác, lấy đi cơ hội của một vài người, nhưng lại khiến một vài người có thể tạm nghỉ. Đồng thời nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, một lần nữa lại tập trung lực lượng. Hành động này của Hạ Tưởng khiến Trần Diễm cảm thấy khó hiểu. Nếu Hạ Tưởng thừa thắng xông lên, trực tiếp ra tay vây quét mỏ khai thác An Đạt, mà không lợi dụng sự kiện Coca-Cola vòng qua một khúc cua lớn, cuối cùng lại lợi dụng cái gì là sự kiện ô nhiễm đầu nguồn gây phiền toái cho mỏ khai thác An Đạt. Nói không chừng,
hiện tại đã đánh bại Giang Cương. Nhưng hiện tại, khi Hạ Tưởng ra tay gọi nhịp với Coca-Cola, vừa khéo tranh thủ thời cơ tốt chữa lành vết thương hồi phục thành viên cho Giang Cương. Hiện tại thì tốt rồi, Giang Cương đã có thời gian tổ chức lại lực lượng, quay lại phản công. Lực lượng liên minh phản công lại Hạ Tưởng mạnh mẽ chưa từng có. Chẳng những được hình thành từ Tấn Dương và xí nghiệp than đá ở các thành phố trong tỉnh, còn có nhóm rất nhiều cơ sở của Cục Công an thành phố do Hạ Tưởng tẩy trừ mà mất đi nguồn thu đen từ than đá và bọn lưu manh, cũng có nhóm người đại biểu cho phần lớn những đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có tâm lý mâu thuẫn và chống đối lại việc chuyển hình kinh tế kiểu hình nguồn năng lượng. Hiện tại liên minh chống lại Hạ Tưởng do Giang Cương cầm đầu, nhân số lượng, chừng 1.000 người. Phân lượng mạnh, gần như là bao gồm tất cả xí nghiệp than đá quan trọng ở tỉnh Tây. Lực ảnh hưởng chính trị to lớn, lôi kéo mấy chục đại biểu Hội đồng Nhân dân. Có thể nói là nhân tài đông đúc, thanh thế lớn. Cái muốn chính là thiết lập cửa ải khắp nơi, không buông tha bất cứ một cơ hội nào để giết chết Hạ Tưởng. Cái muốn chính là để Hạ Tưởng may mắn qua được cửa thứ nhất, khẳng định sẽ không qua được cửa thứ hai. Cho dù Hạ Tưởng chó ngáp phải ruồi qua cửa thứ hai, tuyệt đối sẽ không qua được cửa thứ ba trong tuyển cử Hội đồng Nhân dân. Tóm lại, Giang Cương ra tiền ra lực, đứng giữa phối hợp nhiều mặt cùng tác chiến, đào thành công một hố to sâu không lường được dành cho Hạ Tưởng ở tỉnh Tây. Hơn nữa, còn là liên hoàn hố. Về phần hành vi của ông ta là cá nhân hay là phía sau còn có lực lượng chính trị thúc đẩy. Cái này thì Trần Diễm lại không thể biết được rồi. Trần Diễm chỉ biết là, cô tin Hạ Tưởng đã thật sự đi nhầm một bước. Không nên gây náo loạn không ngừng với Coca-Cola. Cái gì là sóng gió Nam Hải? Cái gì tình thế quốc tế, liên quan gì tới chuyện của hắn? Phía sau cũng đã có người mài đao soàn soạt, hắn còn có thời gian rỗi đi quan tâm đến chuyện quốc gia, chuyện quốc tế. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Trần Diễm đã suy nghĩ cả trăm lần vẫn không hiểu được những hành động của Hạ Tưởng. Đương nhiên, lấy trình độ trí tuệ chính trị của cô để đo lường dụng tâm sâu xa của Hạ Tưởng. Cảnh giới kém quá xa. Dù Trần Diễm được gọi là chị cả ở Tấn Dương, cho dù là chị cả ở tỉnh Tây, thì dù sao cô cũng không phải người trong quan trường, lại càng không giống như Hạ Tưởng là lực lượng hậu bị của vị trí chủ tịch tỉnh. Trần Diễm cùng lúc không hiểu được những gì mà Hạ Tưởng đã làm, cô còn chơi rất sôi nổi với Giang An, Lôi Tiểu Minh. Sở dĩ cô có thể tạm thời tránh thoát khỏi áp lực của Giang Cương, dù trên sự kiện Hạ Tưởng không có tình huống đột phá tiến triển gì. Giang Cương sẽ không tìm cô gây phiền toái, cũng bởi vì cô mượn thế của Giang An và Lôi Tiểu Minh. Còn một điểm cô còn giúp Giang Cương tìm Giang An về, khiến Giang An kết thúc cuộc sống mơ mơ màng màng ở Bắc Kinh, một lần nữa trở về Tấn Dương, cũng khiến Giang Cương phải nợ cô một mối ân tình, tạm hoãn ý định bức bách cô. Nhưng trong lòng cô cũng biết, mâu thuẫn giữa cô và Giang Cương sẽ càng thích càng sâu, điều đó cô cũng nhìn đi ra. Giang Cương đã nghi ngờ đối với cô. Cho rằng cô cũng không thực sự muốn xuống tay với Hạ Tưởng, mà thầm nghĩ khi mọi việc thuận lợi lừa gạt kiếm lợi từ mỏ khai thác An Đạt. Cô cũng tin rằng trừ phi cô có thể khiến Hạ Tưởng thân bại danh liệt, nếu không một ngày nào đó cô sẽ bị hủy ở trong tay Giang Cương. Hiện tại may mắn có hai tên ngốc Giang An và Lôi Tiểu Minh thay cô chắn ở phía trước, nếu không, cô đã sớm bị lòng lang dạ sói của Giang Cương nuốt sống. Mỗi một chủ mỏ than đều là người có lòng lang dạ sói. Mỏ quặng của ai không có mấy mạng người, đừng thấy của cải của mỗi chủ mỏ than đều có tới hàng tỷ. Mỗi một khoản tiền, đều có máu và sinh mạng, là đồng tiền dính máu, không dễ dàng mà tiêu được. Ngẫm lại cũng là vì lòng tham quá lớn, vô tình ăn vào nhiều cổ phần của Giang Cương như vậy, đây là thời điểm nên ra tay. Khi vừa mới nghĩ như vậy, Trần Diễm liền nhận được điện thoại của Lý Thấm. Lý Thấm xuất hiện thật sự là mưa đúng lúc, Trần Diễm không gò bó. Lập tức đi gặp mặt Lý Thấm. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Lý Thấm, không ngờ vừa gặp mới biết, hóa ra còn có hai người phụ nữ xinh đẹp khác đi cùng. Trần Diễm luôn luôn tự cho rằng mình có khuôn mặt xinh đẹp hơn người, hình dáng của cô trước mặt những người đàn ông khác là vũ khí hùng mạnh đã chiến không thể không thắng. Nhưng vừa thấy Lý Thấm cô lại có cảm giác choáng váng mà trước giờ chưa từng có. Lý Thấm không phải là đẹp kinh người đến mức hít thở không được, nhưng vẻ đẹp của cô là đẹp giỏi giang. Đẹp trong sáng, giống như màu xanh của bầu trời vậy, lại mênh mông vô tận như thảo nguyên, làm người ta vừa nhìn, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, trời cao đất rộng. Khi nhìn tới vệ tân, sự tự tin của Trần Diễm bắt đầu dao động. Bình tĩnh mà xem xét, vẻ đẹp của vệ tân, mới nhìn không trầm tĩnh bằng Lý Thấm, nhưng cũng là núi cao xa, như gió mát khẽ vờn trên mặt,
như mặt nước lăn tăn, làm cho người ta có cảm giác thư thái nói không nên lời. Chờ khi ánh mắt của Trần Diễm cuối cùng rơi xuống người Tống Nhất Phàm, rốt cục, tự tin của cô bỗng nhiên như bình hoa rơi xuống, xoảng, một tiếng vỡ tan. Tống Nhất Phàm trắng như mây, tuyệt đẹp như trời cao, xinh đẹp như hoa lan. Trần Diễm tự nhận là mình đã từng nhìn thấy người đẹp trong thiên hạ vẫn tự tin. Đây lần đầu tiên ở trước mặt Tống Nhất Phàm, cô tự có cảm giác biết xấu hổ. Ba người phụ nữ đẹp, mỗi người mỗi vẻ, trong nháy mắt làm cho Trần Diễm mất đi trấn tĩnh và thong dong từng có trong dĩ vãng. Chị Diễm, chị thật sự rất đẹp, rất có khí chất. Em thích chị. Tống Nhất Phàm vừa gặp đã quen thuộc, vừa thấy Trần Diễm, liền tiến lên ôm lấy cánh tay Trần Diễm, thân thiết nói. Không ngờ ở Tấn Dương này, cũng có thể có được một người đẹp tươi ngon mọng nước như vậy, thật mở mang kiến thức. Vệ Tân dịu dàng nói. Thật hân hạnh được biết cô, Trần Diễm. Lý Thấm thẳng thắn. Trần Diễm, mời ngồi. Tôi cũng không phải là người khách sáo, tin rằng cô cũng hiểu được. Tôi mời cô đến, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói. Trần Diễm từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, tuy rằng không thật sự thích sự trực tiếp và cao ngạo của Lý Thấm. Nhưng cảm thấy Tống Nhất Phàm mới quen đã thân, sự thích thú nói không nên lời, cảm giác thân thiết giống như em gái vậy. Cũng phải thừa nhận, Hạ Tưởng cố ý thu xếp cho Tống Nhất Phàm và Vệ Tân đi cùng, quả thật cao minh. Còn đặc biệt chỉ ra, Tống Nhất Phàm hồn nhiên hoạt bát, nhìn có vẻ ngây thơ, thực ra khi đàm phán thì rất giỏi, rất trơn tru. Cuộc đàm phán bắt đầu, bốn người phụ nữ xinh đẹp cùng đàm phán, hoàn toàn mới lạ. Nếu để người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, Lý Thấm đã thu xếp một nơi yên tĩnh, hơn nữa còn là nơi dành cho khách quý, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Tôi có lời nói thẳng, Tổng Giám Đốc Trần, tôi muốn thu mua 10% cổ phần mỏ khai thác An Đạt đang nằm trong tay cô. Cô cứ cho giá đi. Quả thật, lời nói của Lý Thấm trực tiếp, thậm chí có thể nói là trên cao nhìn xuống, không phải đề nghị, mà giống yêu cầu hơn. Trong lòng Trần Diễm không vui lắm. Lý Thấm, rất xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đẩy cổ phần cầm trong tay ra ngoài, không phiền cô phải lo lắng. Trực tiếp từ chối. Lý Thấm mỉm cười kín đáo, hình như đã đạt tới hiệu quả mà cô mong muốn. Cô không giận ngược lại vui vẻ, nâng chén rượu lên mời rượu. Tôi mời chị Trần một ly. Lý Thấm trước ngạo mạn sau cung kính là có ý gì? Trần Diễm cũng nâng chén rượu lên chạm nhẹ một cái vào ly của Lý Thấm. Lý Thấm. Người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng. Cô nói rõ ràng cho tôi biết, việc cô thu mua cổ phần trong tay tôi, là ý của cá nhân cô, hay là ý của chủ tịch tỉnh Hạ. Chủ tịch tỉnh Hạ là chủ tịch tỉnh Hạ, tôi là tôi. Tôi phụ trách việc kinh tế. Chủ tịch tỉnh Hạ không hỏi tới những chuyện nhỏ trên kinh tế. Lý Thấm lập lờ đáp, cười rất thần bí. Cô không muốn đẩy ra cũng không có vấn đề gì, cứ như lời vừa rồi cô đã nói. Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng. 10% cổ phần mỏ khai thác An Đạt, chẳng những chói mắt, hơn nữa phỏng tay. Tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút, nếu ra tay trễ, nói không chừng sẽ bị Giang Cương thu hồi, đến lúc đó có hối hận thì cũng không còn kịp rồi. Trong lòng Trần Diễm cả kinh, hay cho một Lý Thấm, thật sự là kiến thức sâu rộng, Hạ Tưởng được cô giúp đỡ, thật sự là như hổ thêm cánh. Thật ra, khi Lý Thấm mở miệng đề nghị thu mua cổ phần trong tay cô liền âm thầm kinh hãi. Lý Thấm nắm bắt thời cơ chuẩn như thế, đúng lúc cô muốn đẩy cổ phiếu đang cầm trong tay, liền xuất hiện. Điều này chứng minh Lý Thấm chẳng những có ánh mắt buôn bán nhạy bén, đối với nhất cử nhất động của cô cũng rõ như lòng bàn tay. Trần Diễm liền có cảm giác như có một mũi nhọn ở sau lưng, cô là một người thích nắm toàn bộ trong tay, không thích bị người khác nắm trong tay. Trên thực tế, lúc này Lý Thấm đề nghị thu mua cổ phần, đã nằm trong dự đoán từ trước của cô. Cô cũng có biết một phần về bố cục của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây. Thật ra, hiện tại cũng là thời cơ rất tốt để cô đẩy ra. Nhưng, thứ nhất là Lý Thấm ép người quá mức, thứ hai cũng phải đắn đo một chút, tìm giá bán tốt, cho nên vừa bắt đầu cô đã từ chối. Vốn tưởng rằng sự kiêu ngạo của cô có thể thu hiệu quả được nhất định, bởi vì từ việc Lý Thấm vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề đề nghị thu mua, Trần Diễm cho rằng Hạ Tưởng muốn tăng thêm lưới bắt. Chính là nói, rất cần tới cổ phần mỏ khai thác An Đạt mà cô đang nắm trong tay, nhờ đó mà phá được bố cục của Giang Cương. Tâm tình Trần Diễm liền bình tĩnh hơn, không chút hoang mang, nâng chén trà lên uống trà, không biểu hiện thái độ gì cả.
cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn ra tay vội. Đúng lúc còn có mấy nhà cũng có ý định đề xuất thu mua. Trần Diễm Hoàn cũng thản nhiên cười. Ai chà, không nói chuyện thu mua cổ phần gì nữa, thật không ý nghĩa. Tống Nhất Phàm liền quấy rối đúng lúc. Chị Trần, chị dùng đồ trang điểm gì vậy, sao làn da tốt được như vậy chứ? Ai chà, dáng người của chị thật cân đối, có phải thường luyện tập hay không vậy? Mau chỉ cho em với. Hiện tại, mỗi ngày em đều lo lắng làn da về sau sẽ nhăn nheo, dáng người biến dạng. Tống Nhất Phàm khen ngợi một hồi, Vệ Tân cũng tiện thể nói tiếp. Vì thế, mấy người phụ nữ liền bàn luận tới những vấn đề của phụ nữ. Cái gì là chính trị, kinh tế và chuyện đại sự, đã bị ném ra sau đầu rồi. Trần Diễm vừa ứng phó Tống Nhất Phàm và Vệ Tân vài câu, vừa âm thầm quan sát Lý Thấm, thấy Lý Thấm cũng cảm thấy hứng thú mà tham gia vào cuộc thảo luận, không hề đề cập tới việc cổ phần vừa rồi nữa. Trong lòng Trần Diễm liền vô cùng bất an, lo lắng không yên. Vừa rồi, cô thuận miệng nói có mấy nhà đề xuất thu mua, tuy làm vậy cũng chỉ muốn người khác kinh ngạc, để nâng giá lên, nhưng thái độ của Lý Thấm khiến mò không ra ý đồ thực sự trong lòng Hạ Tưởng. Cuối cùng là muốn thu mua cổ phần của cô, hay là chỉ thử? T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Vấn đề là, quả thật cô rất muốn ra tay rồi. Nhưng tận cho đến khi cuộc gặp chấm dứt, Lý Thấm cũng không nói một câu nào đề cập đến vấn đề cổ phần, khiến trong lòng Trần Diễm lo được lo mất. Nếu là trước kia, cô cũng không đến mức thiếu kiên nhẫn như thế. Mấu chốt là hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Chờ sau khi chia tay với đám người Lý Thấm, Trần Diễm về đến nhà, đang muốn tắm rửa để đi ngủ, một số điện thoại thần bí gọi đến. Trần Diễm Hoàn, 10% cổ phần mỏ khai thác An Đạt trong tay cô. Cô ra giá đi. Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của một người xa lạ giống như một cơn gió lạnh, theo cửa sổ lớn thổi vào phòng, khiến Trần Diễm đột nhiên rùng mình một cái. Có thể nói, chưa từng có giọng nói của bất cứ người nào lại khiến Trần Diễm cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay, quả thật cô bị người ta làm cho có cảm giác này. Dường như giọng nói không phải truyền đến qua điện thoại, mà là từ phía sau truyền đến. Theo bản năng, cô liếc mắt nhìn về phía sau một cái, phía sau hoàn toàn trống không, không một bóng người. Trần Diễm vẫn còn lo lắng, quay đầu chạy tới kiểm tra cửa phòng. Cửa phòng vẫn đóng kín, không ai có thể tiến vào. Anh là ai? Trần Diễm Hoàn vừa nói liền hoảng sợ. Mới phát giác ra giọng nói của cô thoáng có chút run rẩy. Đâu chỉ như thế. Nhưng trong lòng lại không có dũng khí, Trần Diễm mới biết được, cô không lợi hại như trong tưởng tượng của mình.